Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. chương 426, những năm nay còn ai sống bằng tiền lương nữa? Lưu truyền thụy dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Tử Quân, hỏi xem Vương Tử Quân có tính toán gì không, đúng lúc này thì chợt dừng lời, giống như đang cố ý thừa nước đục thả câu. Ngộ tính và mẫn cảm của cán bộ trong quan trường chủ yếu là do chính mình tạo ra, không có vị lãnh đạo nào mở miệng nói ra một sự việc quá rõ ràng. Lúc này vương tử quân cũng không nắm rõ ý nghĩ của phó bí thư lưu truyền thủy, cũng không biết có phải là bí thư lưu tự chủ trương hay không. Nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy trái tim của mình đập rất nhanh, chẳng qua hắn cố gắng biểu hiện chấn tĩnh tự nhiên, chỉ nói một câu cực kỳ khách sáo mà mọi người có thể dùng mọi lúc mọi nơi phục tùng sắp xếp của tổ chức. Có một điều vương tử quân hiểu rất rõ, đó chính là lưu truyền thủy căn bản không thể nào nắm được hướng đi cá nhân của mình, cần phải thông qua bí thư tỉnh ủy, thông qua hội nghị thường ủy dù bản thân hắn rất tôn trọng với bí thư lưu thế nhưng lúc này hắn cũng không nói ra ý nghĩ thật sự của mình lưu truyền thủy cũng xem như được kiến thức biểu hiện ông cụ non của vương tử quân lão nghe xong lời bày tỏ thái độ của vương tử quân thì chỉ cười cười mà không nói gì quế nguyên nhượng từ trong phòng làm việc của bí thư nhiếp hà quân đi ra hắn cảm thấy tâm tình của mình cực kỳ uể oải trong lòng đầy lửa giận hắn đi về phòng làm việc của mình với gương mặt tái nhợt sau đó lại hồn hển hất vang ly trà trên bàn xuống đất Thư ký đi cùng hắn vào trong phòng làm việc thấy lãnh đạo nổi giận thì sợ xanh mặt, thật sự không dám thở mạnh. Viên thư ký này đã đi theo bên cạnh trưởng phòng Quế Nguyên nhượng một thời gian dài, trước nay hắn luôn cực kỳ bội phục tính tình và khả năng kiềm chế của trưởng phòng Quế. Bình thường dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào thì trưởng phòng Quế cũng sẽ biểu hiện mình là một người cực kỳ tự chủ, căn bản không bao giờ biểu hiện ra vẻ mặt, thế cho nên viên thư ký lúc nào cũng hướng về phía lãnh đạo để thầm học tập ly trà bị hất xuống đất vỡ tan tành, mảnh sứ vỡ vang ra khắp nơi, bã trà cũng rơi đầy đất, phòng làm việc của Quế Nguyên Nhượng nhanh chóng trở nên dơ bẩn. Anh có việc gì không? Khi viên thư ký đang định cúi người xuống thu dọn thì Quế Nguyên Nhượng chợt lên tiếng. Trưởng phòng Quế, tiểu lý. Tên thư ký càng hoảng sợ, hắn vội vàng đứng thẳng người lên, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Nhưng biểu hiện khúm núm của hắn càng làm cho lửa giận của Quế Nguyên Nhượng bùng lên mạnh mẽ, Hắn vỗ mạnh tay lên bàn rồi chửi ầm lên. Cút đi, chỉ chút chuyện nhỏ nhặt cũng làm không ra hồn, ngược lại chỉ biết phá hoại là giỏi, sau này đừng bao giờ nhắc đến tên hắn trước mặt tôi nữa. Thư ký sợ đến mức xanh mặt, hắn hoảng hốt đồng ý. Vâng, trưởng phòng Quế, tôi sẽ đi ngay, sẽ cho anh ta đi ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi viên thư ký hoảng sợ bỏ đi thì trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Quế Nguyên Nhượng dù Quế Nguyên Nhượng đã phát tiết xong nhưng lừa giận trong lòng vẫn bừng bừng giống như một lò lửa cực lớn, thật sự khó thể áp chế. Anh là một cán bộ lãnh đạo, cần phải làm tốt công tác dạy bảo các đồng chí cung quanh mình, bây giờ ngay cả một tên lái xe cũng không quản cho tốt. Đồng chí Nguyên Nhượng, anh muốn tôi nói thế nào với anh đây? Anh là một cán bộ lãnh đạo, không những chú ý lời nói và việc làm của mình, còn phải chú ý cảnh báo và dạy bảo đám người ở bên cạnh, cũng không thể mặc kệ, càng không thể bao che anh nói tôi nghe xem, tên lái xe kia của anh đã nói gì. Nếu lời nói kia truyền ra ngoài, người ta không nói là hắn ta lên tiếng, mà bọn họ nghĩ rằng anh ta được chính một trưởng phòng tuyên truyền như anh xúi dục lên tiếng nói bậy. Những lời mắng của nhiếp hạ quân giống như sấm sét nổ vang bên tai Quế Nguyên Nhược, lúc này một cảm giác áp bức và lăng nhục chợt xuất hiện và xoáy lên mạnh mẽ trong lòng. Quế Nguyên Nhượng là một trưởng phòng tuyên truyền, từ sau khi hắn nhận chức trưởng phòng tuyên truyền thì nào đã từng trải qua sự kiện nào uất ức như thế này. Nhưng bây giờ hắn không những tức giận, còn phải nhịn đau bỏ đi thứ mình thích, phải ra tay khai trừ tiểu Lý, là một tên lái xe đi theo nhiều năm và cực kỳ trung thành với mình. Nếu như hắn không làm như vậy, rõ ràng là không bày tỏ thái độ của mình. Không dễ dàng tìm một tên lái xe phù hợp, hơn nữa tên kia đã đi theo Quế Nguyên nhượng từ cơ sở đến cơ quan tỉnh, đã biết quá nhiều thứ về hắn. Nói một câu đúng sự thật, lái xe tiểu lý kia cũng không khác gì một thư ký của hắn, chưa nói đến chuyện công, dù là chuyện liên quan đến gia đình, cũng không phải là tiểu lý chạy ngược chạy xuôi xử lý sao. Những hôm tuyết rơi lớn, đối phương cũng không gọi điện thoại mà đến chờ từ sớm, nhanh chóng chở lãnh đạo đi làm giữa trời giá rét. Vì vậy mà Quế Nguyên Nhượng muốn giải thích vài lời cho tiểu lý trước mặt bí thư nhiếp hạ quân, thế nhưng vào đúng thời điểm quan trọng thì lý trí nói cho hắn biết là mình nên dừng lại thế cho nên hắn thật sự không có được dũng khí bảo vệ cho tên lái xe của mình. Lúc đó Quế Nguyên nhượng thật sự rất căm hận nhưng cũng chỉ có thể mở miệng phê bình chính mình, lại nhận lỗi mình dạy bảo thuộc hạ không nghiêm. Sau khi quay về sẽ khai trừ tên lái xe không nói năng không biết giữ miệng kia. Đồng thời hắn cũng chủ động nói rằng sẽ xin lỗi vương tử quân, nhưng nhiếp hạ quân lại ngăn cản, nhưng điều này cũng không làm cho cảm giác tức giận điên cuồng trong lòng hắn được giải trừ. Lái xe của mình bị đánh trước mặt mọi người, bây giờ mình lại phải khai trừ tên lái xe này, điều này có nghĩa là gì? Bị người ta cho một tát, đạp cho một cái, ngược lại còn đứng lên nghiêm mặt nói lời xin lỗi, hơn nữa lại xin lỗi với tư thế thấp kém, khoanh tay khoanh chân để người ta thông cảm. Sự việc này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ không nghĩ rằng đó là sai lầm của tiểu lý, lại cho rằng Quế Nguyên nhượng hắn là kẻ không có bản lĩnh. Một thường ủy tỉnh ủy lại để cho một tên phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn đè đầu cưới cổ, bi người ta ỉa lên đầu, sau đó còn phải lau đít cho người ta, còn sự việc nào uất ức hơn. Vương tử quân, chuyện này, tôi sẽ không để yên. Quế Nguyên nhượng đấm thật mạnh lên bàn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi căm hận. Lúc này cơn giận trong người hắn thật sự cực kỳ mạnh mẽ, cơ thể bành trướng, hắn đột nhiên cảm thấy máu huyết ngưng trệ, trái tim chết lặng, linh hồn như bay ra khỏi cơ thể. Hắn cảm thấy chính mình giống như một chiếc lá cây đang bay giữa không trung mà không còn chút năng lực chống đỡ, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi lên cũng đủ cuốn hắn vào vực sâu không đáy. Trái tim của Quế Nguyên nhượng có bóp dữ dội, hắn đi vào trong phòng xếp ở phía sau với bộ dạng không còn chút sức lực, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Trong đó là một người đàn ông với gương mặt tiều tụy, vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt, hắn thật sự không tin đó là mình, nói thật là hắn chưa từng thấy mình rơi vào tình cảnh chán nản đến mức độ như thế này. Vì thế hắn mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa sạch gương mặt của mình. Khi Quế Nguyên nhượng dần quay về với hiện thực, hắn chợt sinh ra cảm giác phục hồi trở lại sau một trạng thái xa sút tinh thần cực kỳ khủng khiếp. Hắn hối hận vì sao mình lại có hành động như vậy, không có việc gì lại chọc vào một kẻ sát tinh như thế. "Anh Khổng, làm phiền anh nói với lãnh đạo một tiếng, tôi đã biết sai, mong lãnh đạo nể mặt tôi công tác nhiều năm, tha thứ cho tôi một lần." Tiểu Lý lôi kéo cánh tay của thư ký Khổng với gương mặt tràn đầy chờ mong, giọng điệu tràn đầy hương vị cầu khẩn. Tiểu Lý vốn bị đánh một trận đã cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng kết quả xử lý của lãnh đạo lại càng là một tiếng sét giữa trời quang với hắn, đẩy hắn lên tình cảnh kiến bỏ chảo nóng, bị điều xuống làm lái xe của công ty cây xanh thành phố Sơn Viên, hơn nữa còn là lái xe chở bồn nước tưới cây. Quyết định này được truyền xuống thì Tiểu Lý thiếu chút nữa đã hộp máu tại chỗ. Tiểu Lý là lái xe của Quế Nguyên Nhượng, tất nhiên sẽ không cần phải nói đến lợi ích, cũng chưa nói đến chuyện những lúc sửa xe có thể mượn gió bẻ măng mà kiếm chắc một chút mỗi khi đến ngày lễ tết chỉ cần có người đến tặng quà cho trưởng phòng quế thì đều thông qua tay một lái xe như hắn tất nhiên đám người đến nịnh nọt lãnh đạo cũng không quên đến một lái xe đắc lực như hắn vào những lúc tặng quà thường cho hắn thêm một phần những ngày tết trung thu tết âm lịch thì càng là lúc hắn thu nhiều lễ vật hơn những năm nay có lưu hành một câu như thế này người có bản lĩnh thì cần gì sống bằng tiền lương tiểu lý không ngờ mình chỉ động đến một lái xe của vương tử quân thì bị đuổi đi Đơn vị kia thật sự cách biệt một trời một vực với văn phòng tỉnh ủy, hơn nữa lại là tài xế xe bồn chở nước. Tuy tiền lương sẽ không kém hơn công tác nơi đây, thế nhưng dù là phụ thu hay địa vị xã hội đều thật sự kém xa. Hắn nghĩ đến tình huống sau này mình chỉ còn là một công nhân chở xe bồn hoặc xe rác, hắn thật sự sinh ra xúc động muốn vả vào miệng mình. Tiểu Lý hắn thật sự quá coi thường người khác, nếu như không phải hồ đồ thì hắn sao lại nói ra những lời như vậy để rồi rơi vào kết cục thế này? Nhưng hắn hoán chính mình rồi lại càng thêm căm hận Vương Tử Quân, trước kia chẳng phải hắn chưa từng nói ra những lời như thế này, thế nhưng có kẻ nào không nhìn thầy chùa thì phải nể mặt Phật, có ai không coi đó là vài câu đùa giỡn rồi bỏ qua. Trước đó không ai so đo với hắn, dù sao thì hắn cũng là lái xe của Quế Nguyên Nhược, chút lời nói đùa như vậy đáng là gì. Nhưng tiểu Lý hắn lại gặp phải một người ra bài không theo quy tắc bình thường như bí thư Vương Tử Quân, đối phương tiến lên đánh hắn thẳng tay hắn nữa còn ném sự việc lên cho lãnh đạo tỉnh ủy tiểu lý cực kỳ không muốn rời đi sau vài lần muốn cầu kiến quế nguyên nhượng mà không có kết quả thế là hắn đặt hết hy vọng lên người thư ký khổng đắc thuần của quế nguyên nhượng dù chính hắn cũng biết hy vọng đó là không lớn nhưng lúc này dù chỉ là hy vọng một phần ngàn thì hắn cũng phải gắng sức vật lộn một lần vì đây là văn phòng tỉnh ủy là địa phương thế nào sao lại đơn giản bỏ đi như vậy được khổng đắc thuần tuy cũng có giao tình với tiểu lý nhưng cũng vì tiểu Lý mà hắn đã bị Quế Nguyên nhượng mắng cho một trận, lúc này hắn nào nghe lọt tai nửa câu cầu tình của đối phương. Nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, hắn nói lời an ủi. "Cậu Lý, cậu yên tâm đi, hai ta bầu bạn với lãnh đạo cũng không phải là một năm hai năm, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi, nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ cầu tình với lãnh đạo." "Vậy làm phiền anh khổng, anh yên tâm, chỉ cần tôi có thể quay lại bên cạnh lãnh đạo, sau này anh không có việc gì chỉ cần nói một câu" tiểu lý này sẽ không bao giờ nói hai lời. Khổng Đắc Thuần nghe thấy tiểu lý nói như vậy thì thầm cảm thấy thân thiết hơn vài phần, nhưng lú này trong lòng lại thầm cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ đám người muốn lái xe cho lãnh đạo cũng nói những lời hay như anh mà thôi, mà bọn họ cũng không phải chỉ có một hai người. Anh Khổng, tôi cũng không thể trơ mắt chờ chết được. Tên họ vương kia làm lãnh đạo mất mặt, lãnh đạo cứ như vậy mà bỏ qua sao? Tiểu Lý nhận được câu trả lời thuyết phục từ Khổng Đắc Thuần, thế là tảng đá trong lòng cũng hạ xuống, vì thế lại chuyển chủ đề lên kẻ đã làm mình khốn khổ như lúc này. Khổng Đắc Thuần khẽ cười nói, cậu Lý, lãnh đạo vốn muốn ra tay với Vương Tử Quân, thế nhưng cậu đã làm loạn, lãnh đạo bây giờ rất bị động, căn bản cũng không thể ra tay được. Sao lại như vậy, lãnh đạo sao có thể nuốt trôi cơn tức này? Vẻ mặt tiểu Lý cực kỳ oán hận, hắn dùng giọng không cam lòng nói. Lãnh đạo tất nhiên sẽ không nuốt trôi cơn tức này, trưởng phòng sẽ không tự mình ra tay, thế nhưng trong tỉnh ủy cũng không phải chỉ có một mình lãnh đạo là thường ủy. Khổng Đắc Thuần nghĩ đến những gì mình cần làm, hắn dùng giọng âm trầm nói. Tút tút tút, điện thoại di động trong túi áo Khổng Đắc Thuần chợt vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Hắn cười tùm tìm bắt điện thoại nói. Alo, chào anh, có phải là tổng biên tập phùng không? không biết đầu dây bên kia nói gì đó mà nụ cười trên mặt khổng đắc thuần càng thêm sáng lạn, hắn cười ha hả cúp điện thoại, sau đó nói với tiểu lý. Cậu lý, chữ nhẫn luôn phải đặt lên hàng đầu, có lẽ ngày mũi tên báo thủ phóng đến cũng không còn xa nữa. Tiểu lý nhìn gương mặt đầy tự tin của khổng đắc thuần, lúc này hắn chợt cảm thấy khó hiểu. Nhưng dù sao hắn cũng không ngốc, sau ngay đó đã hiểu ý nghĩ của khổng đắc thuần, thế là trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười khó có được. Tề Chính Hồng cầm một cây kéo trong tay, hắn cẩn thận cắt tỉa một thân cây, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Sau khi cắt bỏ vài cành khô, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt. Chủ tịch Tề, trưởng phòng Quế đến. Khi Tề Chính Hồng buông kéo thì thư ký Dương Tiểu mau gõ cửa đi vào nói. Tề Chính Hồng chợt cao mày, sau đó nhanh chóng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn cầm khăn mặt ở bên cạnh để xoa xoa tay, sau đó đi ra cửa chào đón Quế Nguyên Nhượng. Hắn là lãnh đạo tỉnh, bình thường đã có thói quen bắt tay, giống như không bắt tay ai đó thì thật sự sinh ra cảm giác thiếu thiếu khó chịu. Sau khi bắt tay chào hỏi thì Tề Chính Hồng và Quế Nguyên Nhượng phân biệt ngồi xuống hai bên trái phải. Quế Nguyên Nhượng nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói: Chủ tịch Tề, sau khi triệu quân lương được phóng thích thì phòng tuyên truyền chúng tôi gặp phải áp lực rất lớn. Bây giờ các cấp truyền thông của quốc gia bắt đầu đưa tin về sự việc này rồi. Tề Chính Hồng cười cười cầm lấy một tờ báo trong tay của trưởng phòng Quế Nguyên Nhược. Sau khi nhìn qua vài tiêu đề quan trọng, hắn chợt nhìn qua một tấm hình đã được dùng bút đánh dấu. Đây là một bài viết trung bình, tiêu đề là "Vì muốn thành tích mà tranh nhau quản lý và đùn đẩy trách nhiệm". Với kinh nghiệm công tác nhiều năm của Tề Chính Hồng, lúc đầu bài viết kia thật sự rất có quy củ, nhưng đến cuối cùng lại chĩa mũi dùi về các đơn vị chiêu mộ giáo viên tình nguyện. Bút pháp của tác giả bài viết cực kỳ hàm súc nhưng trên phương diện truy cứu trách nhiệm lại dùng ngôn từ cực kỳ sắc bén, vẽ rồng điểm mắt, một câu đã nói toạc ra cả chủ đề của bài viết. Tôi thật sự tán thành bài viết này, đặc biệt là tôi thấy trước khi sự việc được bảo đảm, chúng ta tốt nhất phải chọn lựa thủ đoạn để ngăn chặn sự việc phát sinh. Chọn lựa biện pháp, chọn lựa thủ đoạn để ngăn chặn sự việc phát sinh, Quế Nguyên Nhượng nghe thấy như vậy mà hai mắt chợt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía tề chính hồng lại có thêm chút kính nể. Chủ tịch tề thật sự là chủ tịch tề, kinh nghiệm đấu tranh chính trị cực kỳ phong phú, trí tuệ là vô cùng. Lúc này Quế Nguyên nhượng chợt hiểu ra, giống như tia chớp lóe lên giữa bầu trời tối tăm, hắn nhịn không được phải tán dương. Tuyệt diệu, thật sự rất khéo, chỉ là một câu cực kỳ đơn giản nhưng lại có thể giết người trong vô hình. Nếu dùng thủ đoạn thế này công kích Vương Tử Quân sẽ không thu được hiệu quả mong muốn, thế nhưng một câu lựa chọn biện pháp, chọn lựa thủ đoạn để ngăn chặn loại sự việc như vậy phát sinh lại có tác dụng cực lớn chỉ cần làm cho công tác đưa giáo viên tình nguyện xuống nông thôn bị bỏ dở giữa chừng, như vậy thì vương tử quân chỉ ngồi đó chờ bị ngáng chân mà thôi. Anh không phải mượn hạng mục kia để tìm chiến tích sao? Nếu hạng mục đó bị triệt tiêu, như vậy thì làm chó gì có chiến tích? Tất cả chỉ là một dấu chấm tròn mà thôi. Nếu như có thể lợi dụng cơ hội điều người đến nhận công tác ở tỉnh đoàn, như vậy sẽ càng hoàn mỹ. Chủ tịch Tề thật sự nhìn xa trông rộng làm cho người ta bội phục, có thể rút kinh nghiệm xương máu vào những lúc phát sinh sai lầm, lại có ý nghĩ tổng kết cao độ. Biết sai thì sửa, đây mới chính là thái độ nhận sai lầm tốt nhất. Quế Nguyên Nhượng cuối cùng cũng là lãnh đạo có xuất thân công tác tuyên truyền, sau khi nói vài câu đường hoàng đã nhanh chóng liên hệ sự việc lần này với khẩu hiệu tuyên truyền. Tề chính hồng chỉ hư lạnh một tiếng, khóe miệng hét lên. Hắn thật sự có chút xem thường thái độ của Quế Nguyên Nhượng, nhưng dù sao thì Quế Nguyên Nhượng cũng là thường ủy tỉnh ủy, dù vị trí hiện tại không quá quan trọng nhưng dù sao cũng có một phiếu ở hội nghị thường ủy. Đồng thời sau này Tề Chính Hồng còn cần Quế Nguyên Nhượng làm một đồng minh của mình, làm cho mình vài việc. Vì đối phương có một phiếu khá quan trọng trong hội nghị thường ủy, thế cho nên Tề Chính Hồng cũng không muốn gây khó khăn cho Quế Nguyên Nhượng ở phương diện này. Trưởng phòng Quế, chuyện này tốt nhất nên liên hệ với bí thư nhiếp, dù sao anh ấy cũng là lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi hình như không thích hợp để ra mặt. Quế Nguyên nhường có chút do dự, vẻ mặt hắn có chút biến đổi, sau đó khẽ nói với Tề Chính Hồng. Quế Nguyên nhượng nói câu không thích hợp ra mặt, tất nhiên Tề Chính Hồng hiểu nó có ý nghĩa gì. Hắn thầm cảm khái Vương Tử Quân ra tay sắc bén, đồng thời lúc này tâm tư muốn đả kích Vương Tử Quân lại tăng tiến vài phần. Trường phòng Quế, nếu anh cảm thấy mình không tiện ra mặt ở phương diện này, như vậy có thể nhờ anh Hà Giảng Ma, anh ấy là phó bí thư chủ khảo khối tuyên truyền, anh ấy mở miệng là rất tốt. Tề chính hồng chưa từng có ý nghĩ ép buộc Quế Nguyên Nhược, nhưng hắn lại ném củ khoai lang nóng lên người bí thư hà, sau đó nói tiếp. Nhưng anh là một trưởng phòng tuyên truyền cũng phải đi theo, anh đi kết hợp thân phận của hai người, như vậy mới có độ nặng để bí thư nhiếp suy xét vấn đề. À, anh nói đúng, việc này cũng không nên chậm trễ, tôi sẽ đi tìm bí thư Hà ngay. Những nếp nhăn trên trán Quế Nguyên Nhượng đã giãn ra, hắn đứng lên khỏi ghế salon, sau đó nói lời cáo từ với Quế Nguyên Nhượng, lại vội vã đi ra ngoài. Tề Chính Hồng tiến quế nguyên nhượng đi đến cửa, sau đó xoay người đi về phía bàn làm việc của mình. Hắn dừng lại một lát, sau đó nhấc điện thoại gọi ra ngoài. Alo, chủ tịch hào phải không? Tôi là Chính Hồng, anh có rảnh không? Tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Vương Tử Quân nhận được điện thoại của bí thư nhiếp Hạ Quân khi đang cùng bàn luận công tác với Tôn Trạch Hồng trong phòng làm việc. Hắn nhìn dãy số gọi đến thế là vung tay với tôn trạch hồng rồi đi ra ngoài hàng lang. Alo, tử quân à, bây giờ cậu đang ở đâu? Nhiếp hạ quân nói rất bình tĩnh, thật sự không nghe được chút cảm tình nào. Bí thư nhiếp, tôi đang ở trong phòng làm việc. Vương tử quân thầm suy đoán ý nghĩa cuộc gọi của nhiếp hạ quân, lại dùng giọng cung kính nói. Tốt lắm, 10 phút sau cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhiếp hạ quân nói xong thì cúp điện thoại, cũng không cho vương tử quân thời gian phản ứng nhiếp hạ quân tự mình gọi điện thoại đến chứng tỏ sự việc không đơn giản, vương tử quân thầm suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì, sau đó đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Nhiếp hạ quân là một bí thư tỉnh ủy, ngoài phòng làm việc luôn có không ít người chờ được tiếp kiến, nhưng vì trước đó bí thư nhiếp đã có thông báo vì vậy vương tử quân cũng không chờ lâu ở phòng thư ký bên ngoài, hắn nhanh chóng đi vào phòng. Tử quân đến rồi đấy à, mau ngồi đi. Nhiếp hạ quân ngồi phê duyệt văn kiện trên một chiếc ghế rộng thùng thình, chiếc kính lão gác lên mũi càng làm cho bí thư có thêm vài phần giả lão. Vương tử quân cười một tiếng đáp ứng rồi ngồi xuống đối diện với nhiếp hạ quân. Lúc này nhiếp hạ quân đặt kính lão xuống. Cả đời không phải dùng kính, không thể ngờ đến lúc già lại phải sử dụng nó. Tuy có quan hệ không tệ với nhiếp hạ quân, thế nhưng đối với những lời thế này thì vương tử quân lại lý trí chọn phương án chỉ mỉm cười mà không trả lời. Dù sao thì nhiếp hạ quân cũng là bí thư tỉnh ủy, bí thư có thể nói mình già, thế nhưng người khác, đặc biệt là thuộc hạ của lão, dù có thân cận đến mức nào cũng không nên tiếp tục chủ đề này, chỉ có thể nhanh chóng ném nó đi xa mà thôi. Tử Quân, cậu xem cái này. Nhiếp Hà Quân cũng chỉ là có chút cảm khái, tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói mình giả lão. Sau khi thấy Vương Tử Quân ngồi xuống, thì tiện tay đưa đến một phần báo chí. Vương Tử Quân tiếp nhận tờ báo trong tay của Nhiếp Hà Quân, thấy một bài viết được đánh dấu. Dù lần đầu tiên được đọc bài viết này cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị thế cho nên cũng không có biểu hiện gì gọi là khiếp sợ vương tử quân cẩn thận xem xét nội dung bài viết sau đó hắn cười cười nói bí thư nhiếp bài viết này viết rất hay chỉ là lúc chĩa mũi dùi vào đối tượng còn chưa quá sắc bén nhiếp hạ quân luôn quan sát vẻ mặt của vương tử quân lão phát hiện đối phương vẫn rất ung dung bình thản thế là trong lòng cũng có chút thỏa mãn lúc này nghe được lời nói chào phúng của vương tử quân lão chợt cười ha hả nói chưa đủ sắc bén, cậu cảm thấy người ta nếu chưa chỉ tay thẳng mặt chửi mắng thì chưa sắc bén sao? Tử Quân, chuyện này không chút liên quan đến cậu, nhưng bây giờ có người muốn dùng nó để gây sóng gió, cậu cũng không thể không coi trọng nó. Vừa rồi phó bí thư Hà đã đến trao đổi ý kiến với tôi, anh ấy cảm thấy trước khi xử lý thật tốt chuyện này, cách tốt nhất chính là ngăn chặn những chuyện như thế này tiếp tục phát sinh. Nhiếp Hà Quân lấy một gói thuốc từ trong hộp bàn, chỉ khẽ cầm trong tay, cũng không rút thuốc châm lửa chương 427, khổ sở hơn nửa năm lại quay về thời điểm trước giải phóng. Ngăn chặn sự việc như vậy phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là tạm dừng công tác đưa giáo viên tình nguyện xuống thôn xóm nhận công tác, nếu chặt đứt hạng mục này thì về sau cũng không còn hiện tượng như vừa qua. Vương tử quân suy xét về lời nói của bí thư nhiếp hạ quân, khoảnh khắc này trong lòng hắn chợt bùng lên chút lửa giận. Vương tử quân đã cố gắng và trả giá rất nhiều để hạng mục này có thể triển khai mở rộng, nhưng cũng vì một sự kiện ngoài ý muốn mà phải tạm dừng một chuyện lớn có lợi rất lớn cho nhân dân các thôn xã vùng sâu, đây chẳng phải là ông say chẳng phải vì rượu sao. Vương tử quân dù sao cũng là người trùng sinh, lòng giá tuy không bằng một nhiếp hạ quân đã lăn lộn quan trường cả nửa đời người, khó thể nào áp chế được cơn giận. Vương tử quân hít vào một hơi thật sâu, hắn cười nói. Bí thư nhiếp, biện pháp bí thư hà đề xuất cũng không phải là phương án giải quyết tốt nhất, nhưng nếu đánh chống bỏ rùi giữa chừng như vậy, Vấn đề tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ sắp xếp những giáo viên tình nguyện kia vào các vị trí trước khi tham gia hạng mục, bọn họ cũng có thể tiếp tục làm giáo viên hoặc công tác ở các văn phòng huyện ủy. Rõ ràng Nhiếp Hạ Quân cũng đã suy xét về vấn đề này, lão nói xong thì khẽ vung tay lên nói. Tử Quân, cậu đã tình nguyện xuống tuyến dưới rèn luyện, điều này bí thư Lưu cũng đã nói với tôi. Tôi cảm thấy cho cậu xuống tuyến dưới rèn luyện cũng tốt. Vị trí bí thư tỉnh đoàn tuy tốt nhưng dù sao nếu cậu muốn tiến lên vị trí cao nhất cũng thiếu hụt lý lịch. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Nhiếp Hạ Quân, hắn biết rõ vị bí thư tỉnh ủy này cũng không phải trưng cầu ý kiến của mình. Thái độ của bí thư Nhiếp rất chân thật đáng tin, từ góc độ của bí thư thì hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không muốn làm cho người ta tiếp tục có cơ hội gây ra sóng gió. Hơn nữa Vương Tử Quân lại muốn xuống tuyến dưới rèn luyện, như vậy nếu xử lý thì chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường sao? Nhưng kết quả như vậy cũng không phải là điều Vương Tử Quân mong muốn, hắn không muốn mình phải bỏ đi trong ảm đạm thua cuộc, càng không muốn hạng mục mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư phải bỏ dở giữa chừng. Vương Tử Quân cũng không lo lắng đến cương vị công tác của 300 giáo viên tình nguyện kia, vì nếu bí thư nhiếp đã lên tiếng, như vậy sẽ có hơn một nửa giáo viên sẽ ở lại trên cương vị hiện tại. Thế nhưng với điều kiện hiện tại của tỉnh Sơn Nam, chỉ sợ các thôn xóm vùng sâu cũng không phải chỉ cần 300 giáo viên như vậy mà thôi. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân mà hai chân mày nhíu lại thật chặt, hắn không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn là một bí thư tỉnh đoàn, không, chỉ là phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn, hắn không thể nào từ chối quyết định của tỉnh ủy, cho dù không cam lòng thì có thể làm gì được. Đây không phải là bí thư Vương sao? Thế nào, đến tìm lãnh đạo báo cáo công tác à? Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau, Vương Tử Quân quay đầu nhìn chợt thấy phó phòng tài chính Lâm Mộc Dương đang đi lên cầu thang và nở nụ cười đi về phía mình. Dù Vương Tử Quân không có cảm tình gì với Lâm Mộc Dương, thế nhưng dù thế nào cũng không được đánh vào mặt người đang cười, hơn nữa người ta còn chủ động chào hỏi, hắn cũng chỉ có thể xòe tay ra cười nói. "Còn không phải như vậy sao? Công tác của tỉnh đoàn là một đống lớn, nếu không có sự giúp đỡ hết lực của lãnh đạo, như vậy cũng khó thể nào triển khai mở rộng công tác được." Bí thư Vương cứ khiêm tốn Ai chẳng nói sau khi ngài đến công tác thì tất cả hạng mục ở tỉnh đoàn đều phát triển mạnh mẽ, cao hơn trước kia một tầng. Lâm Mộc Dương bắt tay với Vương Tử Quân với bộ dạng ngoài cười trong không, trên mặt lại lộ ra vẻ ân cần, hắn nghiêm trang nói: "Bí thư Vương, tôi nghe nói lúc này tỉnh đoàn đang gặp chút khó khăn trong công tác phải không? Tôi cảm thấy chuyện tự tử là người ta chán sống, nào có liên quan đến chúng ta. Sợ rằng dù thế nào cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào." nếu thật sự nhìn vào những bài viết trên báo, rõ ràng nó làm chúng ta bó chân bó tay, ảnh hưởng lớn đến phương diện phát triển mở rộng công tác của chúng ta. Lâm Mộc Dương rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng, nhảy sổ đến đâm vào vết thương của Vương Tử Quân. Ý nghĩ của đối phương sao Vương Tử Quân không hiểu rõ cho được. Nhưng càng là vào những lúc thế này thì hắn càng nên ổn định tâm tình của mình, dựa vào cái gì mà anh dám đến chê cười tôi. Hơn nữa những gì tôi đã làm đều không có bất kỳ điều gì sai. Vương tử quân nghĩ đến đây thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hắn cười cười nói với Lâm Mộc Dương. "A, à, tố chất của con người luôn cao thấp không đều, cảm ơn trưởng phòng Mộc Dương đã hiểu cho tôi. Cũng may lãnh đạo tỉnh ủy rất khai sáng, ánh mắt cũng sáng như tuyết, có vài người không hiểu cũng không là vấn đề. Lâm Mộc Dương nở nụ cười xấu hổ, hắn bàn luận thêm vài câu với Vương tử quân, sau đó Vương tử quân đi xuống bên dưới. Lâm Mộc Dương nhìn Vương tử quân bỏ đi mà khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Mộc Dương là thư ký của bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, hắn cũng là một cánh chim có thể xải cánh trong khu văn phòng tỉnh ủy, thế cho nên bất kỳ động tĩnh ở khu tỉnh ủy đều không thể nào qua mắt được hắn. Đến lúc này giỏi còn giỏi giả vờ. Lâm Mộc Dương cười lạnh một tiếng, hắn khẽ lên tiếng khinh thường rồi xoay người đi lên lầu. Hắn đi trên những bậc thang quen thuộc, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân lúc này đã đi đến những bậc thang cuối cùng ở bên dưới, thế là hắn chợt sinh ra cảm giác giống như mình đang tăng tiến, đang tiến lên đỉnh cao, còn tên khốn vương tử quân đáng ghét kia lại là kẻ khốn khổ khốn nạn đang đi xuống đài. Dù ý nghĩ này có chút xấu xa nhưng Lâm Mộc Dương vẫn cảm thấy thoải mái sảng khoái, thế là nhịn không được phải cười thành tiếng. Cùng lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện những lời suy đoán của thư ký Dương Tiểu Mau, là thư ký của Tề Chính Hồng. Khổ sở hơn nửa năm, bây giờ lại quay về thời điểm trước giải phóng. Lâm Mộc Dương nghĩ đến lời nói của Dương Tiểu Mau, Thế là bước tiến của Lâm Mộc Dương lên cầu thang còn nhanh hơn vài phần. Vẻ mặt Kim Duệ Hằng thật sự không quá tốt đẹp, hắn ngồi bực bội bên bàn làm việc, trong đầu luôn nghĩ đến cuộc điện thoại kia. Chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, tạm dừng kế hoạch đưa giáo viên tình nguyện xuống thôn xóm. Tuy chỉ là một mệnh lệnh ngắn ngủi nhưng lại làm cho da đầu của Kim Duệ Hằng run lên. Kim Duệ Hằng là một phó chủ nhiệm văn phòng nắm công tác điều phối giáo viên tình nguyện. Những ngày qua hắn thật sự ném tất cả tinh lực của mình vào hạng mục công tác này, nhưng bây giờ khi sắp cho ra hiệu quả tốt thì hạng mục đột nhiên bị người ta bắt phải dừng lại cực kỳ khó hiểu. Tuy Kim Duệ hằng cảm thấy rất khó tin vào cuộc điện thoại vừa rồi, thế nhưng thân phận của người gọi làm cho hắn khó thể nào hoài nghi được. Hắn nghĩ đến hơn nửa năm tâm huyết của mình sắp trôi theo dòng nước khi một quyết định mới được ban hành, thế là trong lòng hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng đó là quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy Kim Duệ Hằng chỉ là một cán bộ cấp cục, ngoài việc chứng thực ý đồ của lãnh đạo, cũng chỉ có thể chấp hành, còn có biện pháp nào khác nữa. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, tuy hắn không nghi ngờ đối với thân phận của người gọi điện thoại cho mình, thế nhưng hắn thật sự muốn được chính bí thư vương nói cho mình biết. Chủ nhiệm Kim, anh ra ngoài sao? Kim Duệ Hằng đẩy cửa phòng của mình, lúc này có vài nhân viên đang tụ tập trong khu văn phòng, có vài người lên tiếng chào hỏi. À, tôi ra ngoài một chút. Kim Duệ Hằng cảm thấy mặt mũi của mình căng cứng nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Đám cấp dưới của hắn còn chưa biết có việc gì phát sinh, hắn là lãnh đạo của bọn họ, trước khi sự việc chưa được xác định rõ ràng, hắn cũng không thể phóng xả sự việc lên người bọn họ. Chủ nhiệm Kim, công tác của chúng ta lần này tuy chưa được thống kê cụ thể, thế nhưng tôi nghe người của văn phòng tỉnh ủy nói, lần này ít nhất cũng có công lao lớn. Thủ lĩnh Kim, mọi người cùng anh công tác mệt nhọc một thời gian dài, như vậy anh xem có nên bày tiệc mời mọi người hay không? Sở Tiểu Hạo là một thành viên tích cực của văn phòng tỉnh đoàn, hắn cười ha hả nói lời trêu chọc Kim Duệ Hằng. Nếu là dĩ vãng, nếu Kim Duệ Hằng gặp phải câu hỏi như vậy, hắn sẽ khéo léo ứng phó cực kỳ tự nhiên. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư đùa giỡn, chỉ miễn cưỡng cười khan hai tiếng rồi di ra ngoài. Kim Duệ Hằng đi trong hành lang, gió lạnh thổi tới làm cho hắn cảm thấy toàn thân rét run. Hắn giữ chặt lấy áo khoác, nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của bí thư Vương Tử Quân. Quốc Lương, bí thư có ở bên trong không? Kim Duệ Hằng đi đến chào hỏi thư ký Triệu Quốc Lương, hắn lên tiếng bằng giọng điệu nóng lòng như lửa đốt. Bí thư Vương đang ở trong phòng. Triệu Quốc Lương thấy Kim Duệ Hằng đến thì nhanh chóng đứng lên, hắn mỉm cười nói với chủ nhiệm Kim. Những ngày qua số lần chủ nhiệm Kim đến báo cáo với bí thư Vương là rất nhiều, thế cho nên Triệu Quốc Lương cũng không che giấu hành tung của Vương Tử Quân tôi đi vào gặp bí thư vương kim duệ hằng nói hắn chợt cảm thấy mình có chút căng thẳng trong lòng lúc này giống như có một âm thanh đang nhắc nhở hắn nhắc nhở mình không nên đến gặp mặt bí thư vương vào lúc này nhưng triệu quốc lương đến gõ cửa kim duệ hằng vẫn phải cố gắng làm cho chính mình trở nên bình tĩnh sau đó nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của vương tử quân duệ hằng đến đấy à mời anh ngồi trên mặt vương tử quân vẫn là nụ cười thản nhiên nụ cười này làm cho kim duệ hằng thở dài một hơi cảm giác bất yên trong lòng giống như biến mất sạch sẽ từ khi hắn thấy nụ cười của lãnh đạo bí thư vương tôi có một công tác quan trọng cần báo cáo với anh kim duệ hằng có chút do dự sau đó hắn vẫn quyết định nói rõ tin tức với vương tử quân dù thật lòng thì hắn luôn muốn chối bỏ tin tức này bí thư vương vẫn cứ ngồi đó cực kỳ ung dung bình tĩnh như vậy sao có chuyện gì được nếu nói đến hạng mục giáo viên tình nguyện tâm sức của mình bỏ ra nào có bằng một phần của bí thư vương. Vương tử quân lấy một gói thuốc từ trong ngăn kéo bàn làm việc, lại rút ra hai điếu, ném một điếu cho Kim Duệ Hằng, châm lửa cho chính mình rồi nói. Có chuyện gì, anh cứ nói. Bí thư vương, tôi nghe nói tỉnh ủy chuẩn bị dừng hạng mục giáo viên tình nguyện, nếu sự việc này là thật, tôi cảm thấy chúng ta cần làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan. Kim Duệ Hằng chợt cho ra phán đoán, hắn trực tiếp nói ra vấn đề với vương tử quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Kim Duệ Hằng, hắn lại cười nhạt nói: "Tỉnh ủy thật sự có ý như vậy?" "Vâng." Kim Duệ Hằng thích ý hít vào một hơi thuốc thật sâu, nhưng hắn vừa thả khói ra thì hai mắt chợt mở lớn, hắn hỏi ngược lại giống như rất bất ngờ. "Bí thư Vương, anh nói sao? Thật sự có chuyện này à?" "Thật sự là như vậy." Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Duệ Hằng, giọng điệu cực kỳ khẳng định. "Vậy chúng ta lên làm gì bây giờ?" Kim Duệ Hằng giống như từ địa ngục tiến lên thiên đường, sau đó lại bị đạp từ thiên đường xuống địa ngục, hắn sinh ra cảm giác khó thể nào tiếp nhận được. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lại dùng giọng gấp gáp hỏi: "Những chuyện gì mà lãnh đạo tỉnh ủy đã nghiên cứu và cho ra quyết định, chúng ta chỉ có thể nghiêm túc chứng thực mà thôi." Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói: "Kim Duệ Hằng thật sự trợn tròn mắt, hắn thật sự rất ngạc nhiên và bàng hoàng thậm chí còn không nhớ mình ra khỏi phòng làm việc của bí thư Vương như thế nào, chỉ thấy đầu óc hỗn loạn. Hắn thật sự cảm thấy khó hiểu quyết định của tỉnh ủy, đồng thời cũng thật sự khó thể tin vào thái độ điềm nhiên như không của bí thư Vương. Một sự việc như vậy xảy ra mà bí thư Vương thật sự có phản ứng quá nhạt, giống như một hạng mục mà bí thư Vương đã dốc hết sức thúc đẩy đột nhiên dừng lại, giống như căn bản không chút liên quan đến mình. Sao có thể như vậy? Vì sao bí thư Vương lại như vậy? Kim Duệ Hằng thật sự cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Điều này sao có thể? Kim Duệ Hằng tuy cực kỳ nghi vấn nhưng Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc lại hiểu rõ mình đã nói những gì. Hắn nhìn hình bóng của Kim Duệ Hằng rời khỏi phòng làm việc của mình. Thế là thầm cho ra quyết tâm, hắn chậm rãi nhấc điện thoại lên. Bây giờ người ta đã ra bài không theo đạo lý, như vậy mình cũng không cần ra tay theo quy tắc quan trường. Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn khẽ vung tay, một số điện thoại khác khi trong lòng nhưng đã lâu rồi không sử dụng đã được hắn bấm một cách nhanh chóng. Dù ông nội đã từng nói nếu có khó khăn cứ đến tìm, thế nhưng Vương Tử Quân còn có thể cho ra được biện pháp xử lý vấn đề thì dù thế nào cũng không tùy ý sử dụng lời hứa hẹn của người ta với ông nội của mình. Điều này cũng không có nghĩa rằng hắn cao thượng, chẳng qua có một số việc tốt nhất là tự mình giải quyết, tốt nhất không nên sử dụng nhân tình một cách bừa bãi. Dù sao thì nhân tình cũng không phải vô tận, dùng một lần sẽ thiếu một lần nhưng bây giờ thì khác dù thế nào thì vương tử quân cũng không thể để cho đám người có tâm tư xấu xa kia lợi dụng một lý do công khai để ép hạng mục giáo viên tình nguyện dừng lại cũng giống như cắt đứt đường đến trường đường đến tương lai của con em vùng sâu vùng xa vùng nghèo đói dù là ai cũng không được như vậy alo xin hỏi ngài là một âm thanh trong trẻo mang theo vài phần đề phòng vang lên vương tử quân lại cảm thấy âm thanh kia rất thân thiết dù hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng lúc này tâm tình vẫn có chút kích động. chương 428, không đứng thành hàng chính là đi trên dây giữa không chung. Tôi là Vương Tử Quân, tôi tìm ông cụ. Vương Tử Quân vẫn có chút do dự trong lúc xưng hô với Mạc Lão Gia Tử. Hắn cũng không gọi Mạc Lão Gia Tử là ông nội theo Mạc Tiểu Bắc. Hắn gọi Mạc Lão Gia Tử theo cách giống như xưng hô với ông nội mình, chỉ là ông mà thôi. Người ở đầu dây bên kia cũng biết Vương Tử Quân là ai, thế nên nói một câu khách khí, nói chờ một chút rồi giải thích. Ông Mạc đang chọn giống rau, tôi sẽ đi mời ông đến. Nửa phút trôi qua, âm thanh vang dội của Mạc lão gia tử vang lên ở đầu dây bên kia. Tử quân, đã lâu rồi cậu không gọi điện thoại cho tôi, thế nào, giận tiểu bắc nên tìm tôi tố cáo sao? Vương tử quân chợt cảm thấy ấm áp vì tình cảm thân thiết của ông cụ với mình, hắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mạc lão gia tử. Lại nói ra những gì mình đang gặp phải Mạc lão gia tử ở đầu dây bên kia chỉ lặng lặng lắng nghe, sau khi nghe xong lời nói của vương tử quân thì mới lên tiếng. Cậu đã nghĩ muốn xuống tuyến dưới rèn luyện, chẳng phải như vậy sẽ không còn gì liên quan đến mình nữa sao? Vương tử quân hiểu ý của mạc lão gia tử, hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này, thế nên có chút trầm ngâm, lại nói ra ý nghĩ thật sự của mình. Ông, cháu cảm thấy dùng người phù hợp sẽ có thể cho ra những thành tích tốt đẹp hơn. Sẽ cho ra những thành tích tốt đẹp hơn. Mạc lão gia tử vô thức lặp lại lời nói của vương tử quân, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ lên tiếng mời vương tử quân có rảnh thì đến nhà chơi. Vương tử quân cúp điện thoại và vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, tuy vừa rồi mạc lão gia tử cũng không nói gì, nhưng hắn biết rõ mạc lão gia tử đã đồng ý. Còn mạc lão gia tử dùng biện pháp gì để xử lý, hắn căn bản không cần quan tâm. Cốc cốc cốc, khi vương tử quân cảm thấy tảng đá trong lòng hạ xuống thì tiếng gõ cửa vang lên triệu quốc lương đẩy cửa đi vào hắn cũng không nói gì nhưng chợt có người lên tiếng bí thư vương anh rõ ràng rất nhàn nhã trưởng phòng quách khách quý đúng là khách quý mời anh ngồi khi thấy người đến là quách tiên vi thì vương tử quân vừa nhanh chóng mời ngồi vừa châm trà cho triệu quốc lương triệu quốc lương rất khôn khéo xua khi vương tử quân và quách tiên vi ngồi xuống ghế salon hắn nhanh chóng châm trà rồi bỏ đi vương tử quân và quách tiên vi có quan hệ không tệ quách tiên vi cũng ít khi đến phòng làm việc của vương tử quân bình thường có chuyện gì chỉ gọi điện thoại hẹn gặp mà thôi hôm nay không hẹn mà tới là vì sao tử quân nhân sinh thật sự không thể nào như ý muốn được những năm gần đây quan lớn hơn sẽ quyết định tất cả cậu cũng đừng quan tâm đến những chuyện vụn vặt này cũng đừng vì vậy mà tỏ ra uất ức hờn rỗi quách tiên vi nâng ly trà lên uống một ngụm sau đó lên tiếng an ủi quách tiên vi là một phó phòng tổ chức tất nhiên hắn là người nói chuyện rất có trình độ dù đến dỗ dành vương tử quân thế nhưng lời nói lại rất không rõ ràng người không biết rõ chân tướng sẽ không thể nào biết được quách tiên vi đang muốn biểu đạt ý nghĩ gì vương tử quân hiểu rõ ý nghĩ của quách tiên vi hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói trưởng phòng quách cảm ơn anh đã đến an ủi tôi những điều này tôi cũng biết quách tiên vi thấy vẻ mặt bình tĩnh của vương tử quân trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục dù hắn không biết trong lòng vương tử quân đang suy nghĩ đến những vấn đề gì, thế nhưng chỉ cần nhìn vào công phu bình tĩnh của đối phương, hắn biết sau này vương tử quân sẽ chẳng là người bình thường trên chính trường. Lúc này mình đến an ủi đối phương, cũng xem như một hành vi nhỏ nhưng mục đích kéo gần quan hệ lại rất lớn. Tử quân, bây giờ cậu tốt nhất nên hoạt động một chút, hướng đi của cậu đã cơ bản được xá định, hình như cậu sẽ được điều đến thành phố Đông Bộ, nhưng vị trí cụ thể là gì thì còn chưa xác định. Nghe nói ý của bí thư nhiếp chính là cho cậu làm phó chủ tịch thường vụ, nhưng lại có một bộ phận thường ủy cho rằng sắp xếp như vậy có thể là quá nhanh, cho rằng nên để cậu làm phó chủ tịch, rèn luyện vài năm hãy tiến vào thường ủy. Vương Tử Quân híp mắt lại, tuy đều là phó chủ tịch thành phố, thế nhưng có phải là phó chủ tịch thường vụ hay không thì sẽ có ý nghĩa một trời một vực. Phó chủ tịch thường vụ chính là lãnh đạo cấp cao tiến vào thường ủy thị ủy, thật sự khác biệt rất lớn, ít nhất cũng coi là một lãnh đạo có quyền quyết định có không gian vùng vẫy. Cảm ơn trưởng phòng quách đã nhắc nhở, tôi biết rõ nên làm thế nào. Vương tử quân nở nụ cười chân thành nói với quách tiên vi. Ôi, bí thư vương, cậu vương, cậu cũng đừng khách khí, với giao tình của hai chúng ta, tôi mật báo cho cậu một chuyện nhỏ thì cũng là bình thường. Tôi nói thật, với thủ đoạn của cậu, đừng nói là một vị trí phó chủ tịch thường vụ, dù là chủ tịch cũng dư sức. Quách tiên vi cười ha hả rồi khoát tay nói. Vương tử quân nhìn nụ cười vui vẻ của Quách Tiên Vi, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn cười nói. Trường phòng Quách, trường phòng hứa có thái độ gì ở sự kiện này? Trường phòng hứa cũng có chút khó khăn, tuy bí thư lưu bên kia đã lên tiếng chào hỏi, thế nhưng lãnh đạo khối chính quyền tỉnh cũng vì sự việc này mà đến liên hệ vài lần. Quách Tiên Vi nói đến những chữ lãnh đạo khối chính quyền tỉnh thì cắn răng rất chặt, dù hắn không nói rõ đó là ai, thế nhưng hai người đều thầm hiểu lời nói của nhau. Quách Tiên Vi là mốt phó phòng tổ chức, tất nhiên phải là người nghiêm túc không thể nói bừa. Lúc này dù hắn đến mật báo cho Vương Tử Quân nhưng sau khi nói xong cũng không có bất kỳ phát biểu nào liên quan đến quan điểm gì, chỉ nói vài câu không quá liên quan, sau đó nói lời cáo từ. Vương Tử Quân phỏng đoán ý tứ của Quách Tiên Vi mà hai hàng chân mày chợt nhíu lại, hắn biết rõ với vị trí phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn của mình vào lúc này, muốn xuống thành phố tuyến dưới làm một phó chủ tịch thường vụ cũng không phải là vấn đề. Đám người hào nhất phong cố gắng tìm lý do phản đối, nhất định là bọn họ nắm lấy sự kiện giáo viên tình nguyện để lấy cớ. Vương Tử Quân nghĩ đến hạng mục giáo viên tình nguyện xuống dạy học cho các thôn xóm vùng sâu vùng xa mà khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Các người nếu đã muốn nắm lấy sự kiện này để làm loạn, như vậy chúng ta cùng nhau đánh giá một phen cho vui. Khi Quách Tiên Vi đến nói chuyện với Vương Tử Quân thì trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang cũng đang báo cáo công tác cho bí thư Nhiếp Hạ Quân. Vương Tử Quân chính là phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn, đừng nói là xuống tuyến dưới rèn luyện nhận chức phó chủ tịch thường vụ, cho dù là phó bí thư thị ủy cũng không là vấn đề, điều này còn gì để nghị luận nữa chứ." Nhiếp Hạ Quân cầm lấy danh sách của Hứa Tiền Giang, vẻ mặt có chút mất vui. Hứa Tiền Giang là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão tất nhiên là một người tám mặt lung lung. Lúc này lão thấy vẻ mặt bất mãn của bí thư Nhiếp Hạ Quân thì cười nói: "Chuyện này trong phòng tổ chức cũng có tranh luận." Có hai vị phó phòng nói Vương Tử Quân tuy là phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn nhưng trong lúc công tác lại chẳng làm ra công lao gì, còn để phát sinh vấn đề, điều này nói rõ đó là một đồng chí chưa nhìn rõ tình thế, cần phải tiếp tục tôi luyện. Vẻ mặt Nhiếp Hạ Quân không chút biến đổi, thế nhưng trong lòng lão hiểu rất rõ, hứa tiền Giang không phải nói đến hai vị phó phòng tổ chức kia, chẳng qua nói đến người đứng sau lưng của bọn họ. Lão Vô Thức đưa tay vuốt hai hàng chân mày, lão cũng thật sự có chút do dự về vấn đề này. Lão là bí thư tỉnh ủy, nếu như đề nghị của mình không được thông qua ở hội nghị thường ủy, như vậy sẽ là một cái tát thật mạnh vào thanh danh và quyền uy của mình. Nhưng Vương Tử Quân không phải là người bình thường, chưa nói đến quan hệ giữa Nhiếp Hạ Quân và Vương Tử Quân, dù nhìn vào năng lực của Vương Tử Quân thì lão cũng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ phải dàn xếp tốt vụ việc giáo viên tình nguyện, bên kia lại có người tỏ ra nghi vấn với Vương Tử Quân, điều này làm cho lão sinh ra cảm giác khó xử chuyện này để tôi suy nghĩ một chút. Nhiếp hạ quân khẽ đặt văn kiện xuống bàn, sau đó thản nhiên nói. Hứa tiền giang hiểu do tâm tư của nhiếp hạ quân, nhưng hắn cũng không muốn vì sự do dự của bí thư nhiếp hạ quân mà đắc tội với một vị chủ tịch cường thế như Hào Nhất Phong. Anh hứa là một người đứng giữa, không muốn tham gia vào hai thế lực ở hai bên, điều lão cần chính là bản lĩnh đi trên dây, cần phải cẩn thận và cực kỳ ổn định. Lão thấy nhiếp hạ quân sắp bày ra tư tưởng lùi bước, thế là cũng vui vẻ giả vờ hồ đồ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhiếp hà quân đang nói chuyện với hứa tiền giang, lão chợt nhíu mày, sau đó trầm rong nói. Vào đi, bí thư nhiếp, vừa rồi nhận được thông báo, ngày mai phó chủ tịch trình sẽ đến tỉnh chúng ta kiểm tra thị sát. Thư ký đi vào thấy vẻ mặt vương tử quân thì vội vàng báo cáo. Phó chủ tịch sắp đến kiểm tra thị sát. Cảm giác nổi giận của nhiếp hà quân đã tan biến sạch sẽ, lão hiểu rõ ý nghĩa chuyến thăm của phó chủ tịch nước vào lúc này. Lão trầm ngâm một lát, sau đó phân phó với thư ký. Cậu thông báo xuống, một giờ nữa yêu cầu tất cả thường ủy tập trung trong phòng họp tỉnh ủy. Thư ký nhanh chóng lên tiếng rồi lui ra khỏi phòng làm việc của nhiếp hạ quân. Dù là nhiếp hạ quân hay hứa tiền giang cũng không còn tâm tư bàn luận về vấn đề của vương tử quân, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhiếp hạ quân cười nói. Tiền giang, những chuyện khác tạm thời dừng bàn bạc, tất cả cứ chờ chủ tịch trình xuống kiểm tra thị sát xong rồi hãy nói. Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu, đối với hắn thì bây giờ không bàn luận về vấn đề của Vương Tử Quân là một lựa chọn rất tốt. Khu văn phòng tỉnh ủy Sơn Nam lúc này giống như máy lên dây cót, tất cả nhanh chóng vận chuyển dưới sự chỉ huy của bí thư nhiếp hạ quân và chủ tịch Hào Nhất Phong. Trong phòng hóc tỉnh ủy, tất cả đèn được bật sáng, các vị lãnh đạo tập trung bàn thảo chuẩn bị tiếp đãi chủ tịch nước. 10 giờ tối thì hội nghị thường ủy mới giải tán, sau khi Quế Nguyên nhượng đi ra khỏi phòng họp thì cố ý vượt qua trước mặt hứa tiền giang. Trường phòng hứa, nghe nói vương tử quân sắp xuống tuyến dưới rèn luyện phải không? Anh ấy công tác có thành tích rất rõ ràng ở tỉnh đoàn, vì thế khi phân công công tác thì cũng nên nhìn vào mặt tốt, tốt nhất là có một vị trí nào đó phù hợp để rèn luyện. Nếu không sau này có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, người không biết sẽ nói phòng tổ chức không chịu trách nhiệm, mà anh là lãnh đạo phòng tổ chức cũng khó thể nào ăn nói. Hứa Tiền Giang hiểu rõ thái độ của Quế Nguyên Nhượng, tuy lão khinh thường cách làm người của đối phương, thế nhưng lúc này lão cũng không muốn đắc tội với người ta. Lão chỉ khẽ lên tiếng. chuyện này còn chưa thể quyết định, lãnh đạo đã chỉ thị để sai này hãng nói. sau này hãy nói cũng tốt, vị cán bộ trẻ tuổi kia thật sự có năng lực, nhưng lại có chút vấn đề chính là chỉ vì cái trước mắt quá xúc động sự kiện giáo viên tình nguyện xuống tuyến dưới công tác đã nói rõ ý nghĩ chưa chín chắn của anh ta điều này nói rõ điều gì đó là nóng đầu cho ra quyết sách nói khó nghe chính là cho ra một hạng mục cực đoan lại không có ý nghĩ chịu trách nhiệm quế nguyên nhượng đứng trước mặt hứa tiền giang mà căn bản không thèm che giấu ý nghĩ của mình hắn thẳng thắn nói rõ vấn đề hứa tiền giang mỉm cười nhìn quế nguyên nhượng lão cũng không có hứng thú thảo luận với đối phương về vấn đề này dù trước khi Phó Chủ tịch Trình đến thì Đảng ủy chính quyền tỉnh Sơn Nam đã cho ra hàng loạt sắp xếp và bố trí để tiếp đái lãnh đạo, thế nhưng cũng khó thể nào che giấu được con đường có chút tỉ vết. Tề chính hồng ngồi trên xe cảm nhận được chiếc xe rung lắc, vẻ mặt rất mất vui. Lần này Phó Chủ tịch Trình đến tỉnh Sơn Nam nghiên cứu thị sát, có thể nói là một bài thi quan trọng với ban ngành tỉnh Sơn Nam. Tuy Hào Nhất Phong và Nhiếp Hạ Quân trước nay thật sự chưa từng kết hợp tốt, thế nhưng cả hai lại chân thành hợp tác với nhau ở sự kiện này, vì dù là người nào cũng sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn. Thư ký trưởng quan, ngày hôm qua chủ tịch trình đi nghiên cứu thị sát có tình huống thế nào? Tề Chính Hồng đi lòng vòng cảm thấy cơ thể của mình thư thái một chút, hắn trầm giọng hỏi thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền Quan Vĩnh Hạ đang ngồi cùng xe với mình. Quan Vĩnh Hạ tuy luôn theo sát hào nhất phong nhưng nếu nói về quan hệ cá nhân lại khá thân thiết với Tề Chính Hồng, lúc này nghe thấy Tề Chính Hồng đặt câu hỏi thì khẽ trả lời. Theo những phản hồi của các vị đồng chí văn phòng chính phủ, lãnh đạo rất hài lòng với các địa phương đến khảo sát. Vậy thì quá tốt rồi, anh quan, lý lịch của anh đã đủ, cũng đã đến tuổi, hai năm sau nếu có ghế trống thì tranh thủ tiến lên một bước mới hay. Tề chính hồng cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này, hắn trực tiếp nói đến phương diện đề bạt quan vĩnh hạ. Nụ cười trên mặt quan vĩnh hạ chợt trở, trở nên sáng lạn, hắn là một thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền nhìn qua có vẻ cực kỳ sáng lạn, thế nhưng dù thế nào cũng có tranh lệch rất lớn so với những cán bộ cấp phó bộ quan vĩnh hạ là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh hắn tất nhiên là một cán bộ cấp giám đốc sở tất nhiên cũng luôn khát khao nuôi hy vọng sẽ tiến thêm một bước điều này còn cần chủ tịch tề quan tâm nhiều hơn quan vĩnh hạ vừa cười vừa chắp tay với tề chính hồng tề chính hồng cười cười hắn đang định nói chuyện thì xe chợt dừng lại hắn là người phụ trách chủ yếu của hoạt động nghiên cứu thị sát của phó chủ tịch trình lần này Bây giờ thấy xe dừng lại, thế là nụ cười trên mặt chợt biến mất. Làm sao vậy? Lái xe nhìn gương mặt mất hứng của Tề Chính Hồng, hắn biết lãnh đạo đang bực mình. Dù hắn thầm nghĩ, tôi và anh đều ở trên xe, làm sao tôi biết có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng hắn vẫn phải cung kính giải thích. Thưa chủ tịch Tề, xe phía trước đã dừng lại. Xe phía trước dừng lại, chẳng lẽ giao thông có vấn đề? Tề Chính Hồng thật sự rất hoài nghi hắn đang đinh đẩy cửa xuống xe thì điện thoại di động trong tay thư ký dương tiểu mao chợt vang lên thư ký dương tiểu mao nhìn dãy số trên điện thoại hắn vội vàng đưa cho tề chính hồng lại khẽ nói đó là điện thoại của chủ tịch hào chào chủ tịch hào tôi là chính hồng tề chính hồng nhận lấy điện thoại rồi khẽ nói chủ tịch tề chủ tịch trình muốn đi đến thôn phía trước xem xét tình huống anh cùng vài đồng chí đi cùng hào nhất phong nói rất ngắn gọn nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại nhưng một câu nói của hào nhất phong lại làm cho tề chính hồng đổ mồ hôi hột tề chính hồng đặt điện thoại xuống hắn chợt nhớ đến một kinh nghiệm mà trước đó mình từng được nghe đó chính là không sợ lãnh đạo xuống nghiên cứu thị sát chỉ cần lãnh đạo đi từng bước đúng như những gì mình đã sắp xếp như vậy tất cả đều tốt đẹp chỉ sợ lãnh đạo không đi theo con đường mình đã vạch ra đột nhiên cho ra ý nghĩ khác thường như vậy chính mình sẽ rơi vào tình huống không kịp trở tay khi Tề Chính Hồng cùng đám người Quế Nguyên nhượng xuống xe thì phát hiện Phó Chủ tịch Trình đang cùng các vị nhiếp hạ quân và Hào Nhất Phong đi xuống, thế là hắn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Đi qua một khúc cua chính là một thôn làng cực kỳ bình thường của tỉnh Sơn Nam, trên sườn núi có vài căn nhà bằng cây cỏ, nhìn qua thật sự chỉ có thể che mưa che gió, nếu thật sự ngủ trong đó cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác không yên. Ngoài những căn nhà lá thì cũng có vài nhà làm bằng gạch và một con đường lùi lõm không bình thường tất cả những gì hiện ra trước mắt làm cho nhiếp hạ quân và hào nhất phong cảm thấy mất mặt, thật sự không ngẩng đầu lên được. Vì tỉnh ủy căn bản không sắp xếp thôn này vào hành trình của lãnh đạo, thế nên trong thôn cũng không có chuẩn bị gì cả. Mùa đông đã đến, đầu thôn ngoài vài ông lão đang đứng phơi nắng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn đám người xa lạ, căn bản cũng không còn ai, bầu không khí cực kỳ quạnh quẽ. Chào cụ! Phó Chủ tịch Trình ngồi xuống rất hòa ái, lão ngăn cản những ông lão đang định đứng lên, Đồng thời còn nhận lấy một gói thuốc từ trong thư ký mời mọi người, sau đó bắt đầu dùng giọng hứng thú nói chuyện với các bô lão. Tuy Phó chủ tịch Trình chỉ hỏi thăm chuyện nhà cửa con cháu thế nhưng Nhiếp Hà Quân và Hào Nhất Phong đứng sau lưng lãnh đạo lại cực kỳ căng thẳng. Bọn họ là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, nếu như có vấn đề gì xảy ra, bọn họ sẽ là những con châu chấu buộc lên sợi dây thừng, sẽ bị xử lý cùng một chỗ. Sau khi Nhiếp Hà Quân đi vào tỉnh Sơn Nam, hai người nhiếp hà quân và hào nhất phong luôn không hòa thuật nhưng hôm nay hai người lại cực kỳ ăn ý bọn họ nhìn nhau cười cười đồng thời cũng cung kính đứng thẳng người chú ý lắng nghe những lời đối thoại của phó chủ tịch nước và các ông lão trong thôn cụ à trong thôn có phải thường xuyên mất điện không phó chủ tịch trình nói làm cho trái tim của nhiếp hạ quân và hào nhất phong ở phía sau nhảy lên cuống họng à nó giống như ánh nắng mặt trời vào mùa đông vậy liên tục đứt quảng nhưng bây giờ cuộc sống đã khá hơn, điện cũng có được một thời gian dài hơn. Một ông lão đang ngồi trồm hổm hút thuốc chợt đứng lên trò chuyện với Phó Chủ tịch Trình. Nhiếp hà Quân và Hào Nhất Phong thấy Phó Chủ tịch Trình nhíu mày, thế là bọn họ chuẩn bị tiến lên tiếp nhận kiểm điểm. Tuy nói vấn đề cung cấp điện không liên tục cũng là hiện tượng bình thường, thế nhưng chỉ cần lãnh đạo không hài lòng thì bắt buộc mình phải tự phê bình. Nhưng bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Chủ tịch Trình đã khẽ gật đầu rồi khoát tay, sau đó lại cùng các ông lão nói về các vấn đề khác chủ tịch trình tôi cần phải kiểm điểm với anh về các hạng mục công tác ở tỉnh sơn nam nhiếp hà quân cùng đi với phó chủ tịch trình trên đường núi lão trầm giọng nói phó chủ tịch trình khoát tay tỏ ý cho nhiếp hà quân không cần nói gì thêm tuy phó chủ tịch trình không nói gì nhưng nhiếp hà quân và hào nhất phong cũng thấy có áp lực rất lớn dù lãnh đạo cũng không hiểu rõ tình huống thế nhưng bọn họ là lãnh đạo tỉnh ai chẳng hy vọng lãnh đạo đến địa bàn của mình và chỉ nhìn thấy những mặt tốt. Vì Phó Chủ tịch Trình không nói lời nào nên đám lãnh đạo tỉnh đi hát teo phía sau cảm thấy cực kỳ đè nén, dù sao nơi đây cũng là một thôn vùng núi, cũng không có bất cứ thứ gì tô son chát phấn cho mình. Mặt trời dựa sườn núi, hoàng hà hòa biển sâu, tiếng đọc sách đột nhiên vang lên bên tai, đi trong thôn yên tĩnh nghe thấy tiếng đọc sách, điều này không khỏi hấp dẫn ánh mắt của Phó Chủ tịch Trình. Trung tâm thôn vùng núi có một trường tiểu học đơn sơ, ngôi trường hiện ra trong mắt mọi người. Trường học rất cũ kỹ và lâu năm nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, dùng gỗ làm cổng, bên trên cổng có vài chữ kế hoạch trăm năm lấy giáo dục làm gốc, nó càng làm cho ngôi trường có thêm chút phong thái. Đi đến đó xem. Phó chủ tịch trình lên tiếng rồi đi về phía trường tiểu học. Phó chủ tịch tỉnh chủ khảo công tác giáo dục cũng đi theo đoàn, hắn tất nhiên biết rõ tình hình giáo dục trong toàn tỉnh. Hắn là một cán bộ từ cấp cơ sở đi lên, hắn biết rõ trong một trường tiểu học như thế này nếu có giáo viên, như vậy giáo viên đó cũng là do nhân dân tìm về dạy con em trong thôn mà thôi. Bí thư Nhiếp, chủ tịch Hào. Phó chủ tịch chủ quản giáo dục lên tiếng đã bị Nhiếp Hạ Quân vung tay cắt ngang, vì lúc này nói gì cũng đã chậm. Đám người Nhiếp Hạ Quân bước đi trên những bậc thang đã bị hư hại nặng nề để vào sân trường. Trường học vào mùa đông có vẻ rất tiêu điều, bên trong chỉ có 4 năm phòng học cũ nát nhìn giống như những ông lão già nua đứng trong gió rét. Cửa phòng học đóng kín, nhưng nếu nhìn qua cửa kính có thể mơ hồ thấy được tình hình học tập ở bên trong. Trong đó là những gương mặt trẻ thơ chăm chú nhìn lên bảng đen, trên đài lại là một nữ giáo viên rất trẻ. Cô giáo kia nhìn cách ăn mặc có vẻ mộc mạc nhưng lại rất xinh đẹp, giống như một đóa hoa nở bừng hương thơm giữa núi rừng. Đột nhiên đi vào một thôn vùng núi mà thấy được một cô giáo xinh đẹp như vậy, điều này không khỏi làm cho nhiều người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cô giáo đang dạy học sinh đọc diễn cảm, đọc thơ. Cô giáo ở trên bảng đọc một câu thì học sinh bên dưới đọc một câu, tiếng phổ thông tiêu chuẩn truyền ra cửa sổ rơi vào trong tai những người bên ngoài. Gương mặt phó chủ tịch Trình vốn rất nghiêm túc, bây giờ lại lộ ra nụ cười. Nụ cười này tuy ngắn ngủi nhưng lại làm cho đám cán bộ lãnh đạo tỉnh Sơn Nam thở dài một hơi, cũng thầm cảm khái, không ngờ trong thôn lại xuất hiện một nữ giáo viên xinh đẹp giỏi giang như vậy. Chương 429 Duy trì công tác há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Chủ tịch Trình, tôi vào mời cô giáo ra báo cáo tình huống với anh nhé. Nhiếp Hà Quân cảm nhận được gió lạnh thổi đến, thế là lão khẽ dùng giọng đề nghị nói với phó chủ tịch Trình. Chờ một chút, đợi tụi nhỏ học xong cái đã. Phó chủ tịch Trình tuy nói không lớn nhưng lại mang theo hương vị chân thật đáng tin. Lúc này đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam ở bên ngoài chỉ mong làm sao cho buổi học nhanh chóng kết thúc. 10 phút sau, Bài đọc thơ diễn cảm kết thúc, lại ngơ thấy nữ giáo viên kia nói: Các em lớp 2 ghi lại bài thơ, các em lớp 3 bắt đầu học toán. Gió càng thổi lớn, ánh mặt trời cũng không còn tỏa sáng, Nhiếp Hà Quân chợt nhíu mày, thế là không nhịn được phải ho khan một tiếng. Lão lên tiếng ho khan, thế là phòng học yên tĩnh chợt bị thu hút, không ít ánh mắt nhìn ra. Nữ giáo viên cũng nhìn ra bên ngoài, nàng thấy có rất nhiều người ở bên ngoài, thế là đặt sách xuống quay người đi ra chào đồng chí đã làm ảnh hưởng đến việc dạy học của đồng chí rồi phó chủ tịch trình cười ha hả vươn tay với nữ giáo viên rồi nói nữ giáo viên có chút trần trừ nàng cũng vươn tay khẽ bắt tay với phó chủ tịch trình rồi hỏi ngược lại xin hỏi ngài có chuyện gì không chào cô giáo vị này là nhiếp hạ quân thấy nữ giáo viên không nhận ra phó chủ tịch trình thì có chút sững sờ lão định lên tiếng giới thiệu nhưng lão còn chưa nói xong thì phó chủ tịch trình đã vung tay và lên tiếng chúng tôi đến xem tình huống của trường không biết có gì thuận tiện không vậy thì các ngài cứ xem tôi còn phải dạy học nữa cô giáo nói một câu như vậy rồi đi về phía phòng học hành động không quá quan tâm của cô giáo làm cho đám lãnh đạo tỉnh sơn nam ngây cả người bọn họ thật sự không ngờ cô giáo kia dù không nhận ra thân phận của bọn họ ít nhất cũng phải biết bọn họ là đoàn công tác của lãnh đạo chứ sao lại tỏ ra như vậy vậy thì quấy dày cô dạy học rồi phó chủ tịch trình cũng không nổi giận lão cười với cô giáo sau đó đi về phía phòng học lúc này đám trẻ trong phòng học đang mở to mắt nhìn dùng ánh mắt tò mò nhìn những vị khách không mời mà đến kia được rồi các em chúng ta tiếp tục học cô giáo cầm sách giáo khoa sau đó tiếp tục dạy học giống như căn bản không quan tâm trong phòng học còn có nhiều người Phó chủ tịch Trình đi ra phía sau tìm một chỗ ngồi xuống, lão ngồi xuống không một tiếng động, lặng lặng nghe nữ giáo viên kia dạy học. Tuy đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam tỏ ra có chút tức giận vì thái độ của cô giáo kia, thế nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không dám làm gì, đồng thời cũng không thể không thừa nhận cô gái kia giảng bài sâu sắc dễ hiểu, trình độ không phải là cao như bình thường, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy không tệ. 20 phút trôi qua, cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc dưới ánh mắt chờ mong của đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Cô giáo kia cũng đã dạy học xong, Tề Chính Hồng đứng ở sau lưng hào nhất phong chuẩn bị nói ra thân phận của đoàn người với cô giáo trẻ trên bục giảng. Đúng lúc này một cô gái nhỏ ngồi trước mặt chủ tịch Trình chợt nghiêng đầu dùng giọng khờ dại hỏi. "Ông à, ông là lãnh đạo lớn sao?" Phó chủ tịch Trình nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô bé, thế là sờ đầu cô bé rồi dùng giọng ôn hòa nói. "Ừ, ông cũng coi như là một lãnh đạo." "Vậy thì hay quá, ông có thể để cho cô Lâm tiếp tục dạy chúng cháu không?" đừng để cô ấy đi nhé cô bé chớp chớp mắt trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong vô tận thôn miền núi này xuất hiện một điểm sáng ở phương diện dạy và học làm cho nhiếp hà quân và hào nhất phong thật sự cảm thấy rất có thể diện nhưng nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng ngưng tụ cô bé ơi sao cứ đúng thời điểm mấu chốt lại nói ra những lời như vậy sao lại phát sinh vấn đề như vậy thôn nghèo không giữ chân được giáo viên nhiếp hà quân đưa mắt nhìn hào nhất phong cả hai đều nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt đối phương. Dựa theo tình hình của thôn này, nơi đây thật sự là thôn nghèo vùng sâu, mùa đông lạnh lẽo và buồn bã, gói lạnh thấu xương, mùa hè thì nơi đây chỉ có cây cối và chim chóc, nếu là người có bản lĩnh thì căn bản đều muốn vượt núi sâu ra thành phố, cô giáo kia là người có trình độ, nếu là nhân tài thì sao cứ ở mãi trong thôn. Thế nào, cô giáo của các cháu muốn rời khỏi đây sao? Phó chủ tịch Trình dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô bé rồi khẽ cười hỏi: Cô Lâm cũng không muốn đi, thế nhưng có lãnh đạo ép phải đi. Trẻ con thường rất thuần khiết và đơn thuần, cô bé cũng không có gì băn khoăn, trực tiếp nói ra những gì mình biết. Lãnh đạo bắt phải đi. Nếu như lời nói vừa rồi của cô bé làm cho đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cảm thấy khó xử, vậy thì lời nói bây giờ lại giống như một cây chùy đập nát phòng thủ của bọn họ. Đây là có chuyện gì? Lúc này địa phương cần giáo viên, còn không tìm ra được giáo viên, tại sao lại có lãnh đạo ép giáo viên bỏ đi? Đám lãnh đạo nhìn cô giáo với gương mặt xinh đẹp, bọn họ bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ có người có ý nghĩ gì đó với cô giáo kia. Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ nhất định phải ra tay dạy bảo cho tên khốn coi trời bằng vung kia một bài học. Khi Nhiếp Hà Quân và Hào Nhất Phong đang hận nghiến răng nghiến lợi thì phó chủ tịch Trình Vung tay với cô giáo chuẩn bị bỏ đi nói. "Đồng chí, cô có thể đến đây trò chuyện một lúc được không?" Cô giáo được cô bé gọi là Cô Lâm đứng lại một khoảnh khắc. Sau đó đi đến ngồi bên cạnh phó chủ tịch Trình. "Đồng chí, tôi nghe nói cô sắp rời khỏi ngôi trường này sao?" "Có khó khăn gì hả?" À? Cô Lâm bình thường cũng không xem thời sự, dù cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt nhưng cũng không đoán được đối phương là ai, chỉ cho rằng đó là lãnh đạo huyện xuống thị sát, thế là mở miệng không cần che đậy. "Ngài nói đúng, tuyến trên đã cho ra thông báo." bắt buộc những giáo viên tham gia chương trình tình nguyện xuống các thôn xóm nghèo ở vùng sâu vùng xa để dạy học phải rút đi trong thời gian 5 ngày. Giáo viên tình nguyện xuống các thôn xóm nghèo. Phó Chủ tịch Trình không khỏi lập lại một câu theo lời của cô giáo Lâm, sau đó đưa mắt nhìn nhiếp hạ quân. Nhiếp hạ quân cũng không ngờ trùng hợp như vậy, đi vào thôn này lại đụng mặt một giáo viên tình nguyện. Trong đầu nhiếp hạ quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, lão khẽ lên tiếng giải thích cho Phó Chủ tịch Trình. Điều giáo viên tình nguyện xuống dạy học ở các thôn xóm nghèo khó chính là một công trình được tỉnh Đoàn Sơn Nam phổ biến ra toàn tỉnh, chủ yếu là tập trung các sinh viên vừa tốt nghiệp đến các thôn xóm vùng núi nghèo khó để làm giáo viên đứng lớp. Hiện tại tài nguyên giáo dục rất thiếu kém, thế cho nên mới áp dụng phương án trên. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề việc làm cho các giáo viên tình nguyện trong tương lai, tỉnh Sơn Nam cũng có chính sách ưu đãi riêng. Kêu gọi sinh viên giúp đỡ sự nghiệp giáo dục, à, ý nghĩ này rất hay cũng giải quyết được vấn đề thực tế. Phó Chủ tịch Trình gật đầu khẳng định, sau đó nói với nhiếp hạ quân. Vậy sao bây giờ các giáo viên như cô Lâm phải rời khỏi cương vị? Quế Nguyên Nhường cũng đứng trong đám người, lúc này nghe thấy Phó Chủ tịch Trình nói như vậy thì cảm thấy trái tim run lên, một cảm giác không tốt chợt bùng phát. Điều này, nhiếp hạ quân hít vào một hơi rồi lên tiếng. Vì phát hiện công tác này có vài vấn đề, muốn dừng phương án xử lý vấn đề nhiếp hà quân cũng không giấu giếm, lão nhanh chóng nói rõ sự việc xảy ra vào vài ngày trước cho Phó Chủ tịch Trình. Phó Chủ tịch Trình nghe xong thì khẽ nhìn thoáng qua nhiếp hà quân và hào nhất phong. Đây là một chuyện đại sự có ý nghĩa cực kỳ tốt đẹp, sao có thể vì nhỏ mà bỏ lớn. Ánh mắt của các anh không phải quá thiền cận sao. Phó Chủ tịch Trình nói xong cũng không tiếp tục bình luận về vấn đề này, lão đưa mắt nhìn về phía đám trẻ đang rất chờ mong, sau đó nói lời hứa hẹn. Các cháu, Ông đánh cuộc với các cháu nhé. Các cháu cứ yên tâm, kỳ hạn của cô giáo Lâm còn chưa đến, cô giáo sẽ tiếp tục ở lại dạy bảo các cháu. Phó chủ tịch Trình cũng không ở lại trường tiểu học trong thôn quá lâu, chỉ một lúc sau đã rời đi. Cuộc khảo sát vẫn tiếp tục, sự việc vừa rồi như ném một viên đá vào biển khơi, tất cả đã nhanh chóng bị hành trình khảo sát thôn phệ. Nhưng một chuyện nhỏ như vậy lại được nhiều người ghi khác trong lòng. Quế Nguyên nhượng ngồi trong xe mà trong đầu giống như nổi sóng cực kỳ không bình tĩnh. Tuy lãnh đạo không cho bất kỳ đánh giá vì về vấn đề này, khi bí thư nhiếp báo cáo cũng không đả động gì, thế nhưng có một vấn đề mà ai ai cũng hiểu, đó chính là Quế Nguyên nhượng hắn đã thất bại trong sự kiện lần này. Tuy lãnh đạo không nói nhưng các vị thường ủy tỉnh ủy có ai không biết Quế Nguyên nhượng là người phải đối mạnh mẽ nhất trong vụ này. Có ai không đoán ra được hắn làm như vậy là đối phó với Vương Tử Quân. Bây giờ Quế Nguyên nhượng lại thua cuộc, hơn nữa còn thua cực kỳ thảm hại. Thất bại lần này dù là vô hình nhưng tình trạng vết thương lại cực kỳ khủng bố, so với tình huống tiểu lý bị đánh trước đó thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vương tử quân ngồi trong phòng làm việc lật văn kiện ra xem, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, điều này làm cho những người có chút quen thuộc đều biết tâm tình của bí thư vương đang rất sốt. Đây là thông báo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hạng mục đưa giáo viên tình nguyện xuống đứng lớp ở các thôn xóm nghèo vùng sâu vùng xa. Phòng tuyên truyền cho ra một văn kiện như vậy vào đúng dịp cuối năm, ít nhiều cũng làm cho người ta cảm thấy có chút chẳng ra làm sao. Vì cuối năm chính là lúc tổng kết các hạng mục công tác, nhưng một văn kiện có tính chất động viên như vậy lại được phát ra ở giai đoạn cuối năm giá rét, bây giờ lại đặt trên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Đối với đám cán bộ văn phòng, cho dù bọn họ cảm thấy văn kiện kia rất buồn cười cũng không hiểu những gì xảy ra ở phía sau nhưng đối với bất kỳ vị cán bộ lãnh đạo nào cũng hiểu một phân kiện nhỏ như vậy đại biểu cho cái gì. Một thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy như Quế Nguyên nhượng yêu cầu tất cả chiến tuyến tuyên truyền trong tỉnh phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự tích của các giáo viên tình nguyện, phải đẩy mạnh độ mạnh yếu trong công tác đưa tin, phải làm sao để trong tỉnh bừng bừng khí thế, thúc đẩy phong trào phát triển rầm rộ. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm suy xét thì tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Quốc Lương đẩy của đi vào triệu quốc lương nhìn vương tử quân cầm ly trà trong tay hắn nhanh chóng cúi đầu chào bí thư có chuyện gì vương tử quân khẽ gấp văn kiện lại rồi khẽ hỏi triệu quốc lương triệu quốc lương há miệng nhưng không nói nên lời bộ dạng muốn nói lại thôi vương tử quân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn triệu quốc lương sau đó tỏ ý cho đối phương ngồi xuống lại nói thế nào đến chỗ này của tôi còn tỏ ra xấu hổ sao có gì mà xấu hổ chứ nói đi Triệu Quốc Lương nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, lúc này hắn mới cảm thấy mình đường đột, nhưng đã đến nước này thì hắn cũng chỉ có thể nói ra tâm sự của mình. Hắn cắn răng một cái rồi lên tiếng bẩm báo: "Bí thư Vương, tôi còn muốn theo anh học tập thêm." Triệu Quốc Lương dù nói không quá rõ ràng nhưng Vương Tử Quân nghe vào lại hiểu ý. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút bàng hoàng của Triệu Quốc Lương, hắn biết rõ lúc này tâm tình của thư ký Triệu cực kỳ không yên. Tin tức Vương Tử Quân sẽ xuống dưới đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường vụ có lẽ đã được truyền ra, nếu không thì nó cũng sẽ chẳng làm cho Triệu Quốc Lương có biểu hiện như vậy. Vương Tử Quân đã có tính toán về sự việc lần này đi xuống tuyến dưới rèn luyện có nên đưa Triệu Quốc Lương đi theo hay không, lúc này nghe thấy Triệu Quốc Lương nói ra yêu cầu thì chỉ khẽ cười cười, sau đó dùng giọng sâu sắc nói: "Vậy thì cậu sẽ phục vụ tôi một thời gian ngắn nữa." Triệu Quốc Lương nghe được câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy tảng đá trong lòng chợt hạ xuống tuy triệu quốc lương đi theo vương tử quân chưa được bao lâu nhưng lại cảm thấy mình học được rất nhiều thứ từ trên người lãnh đạo triệu quốc lương là một người hữu tâm sau mỗi ngày công tác thì hắn có thói quen xem xét và rút ra kinh nghiệm đồng thời cũng khắc ghi lời dạy của lãnh đạo sau một thời gian xem xét và thưởng thức hắn cảm thấy mình học được rất nhiều thứ mà nhà trường chưa từng truyền đạt cho mình triệu quốc lương càng ngày càng mẫn cảm phát hiện lãnh đạo của mình là người cao minh như thế nào dù là trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị hay là có chuẩn bị cũng sẽ như nhau. Lãnh đạo luôn giống như một võ lâm cao thủ có bí kíp bên trái và bảo điển bên phải, ngày thường sẽ không có bất kỳ biểu hiện nào nổi trội, luôn ẩn giấu, nhưng đến khi sóng giữ bùng phát sẽ ra tay khó ngờ, dung chuyển trời đất, thật sự làm cho người ta tán dương không thôi. Lúc này sự kiện giáo viên tình nguyện đối với người ngoài thì rất bình thường, nhưng Triệu Quốc Lương là người đi theo vương tử quân, hắn đã nhận ra không ít vấn đề dù sự việc bị mây mù che kín thế nhưng Triệu Quốc Lương vẫn cảm thấy nó có liên quan đến lãnh đạo của mình. Khi tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định, lại không ngờ có một đại nhân vật nổi giận nói một câu, thế là biến hạng mục vô nghĩa trở thành ý nghĩa cao cả, phòng tuyên truyền cũng nhanh chóng cho ra văn kiện đẩy mạnh tuyên truyền về hạng mục của tỉnh đoàn. Triệu Quốc Lương cảm thấy văn kiện kia cho ra sân khấu chính trị tỉnh Sơn Nam giống như một phần sách đầu hàng của đối phương, đại nhân vật trên tỉnh ủy cũng xem như mất mặt thảm hại. Hơn nữa cũng có vài kẻ lợi dụng cơ hội vuốt mông ngựa, bây giờ đều cảm nhận được xu thế trầm trọng như thế nào. Đi theo lãnh đạo thì tương lai của mình sẽ bừng sáng. Triệu Quốc Lương thầm cảm thấy hưng phấn, hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng chân thành nói: "Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi tình nguyện đi theo ngài." Vương Tử Quân cười cười, hắn cảm thấy rất hài lòng với những công tác của Triệu Quốc Lương trong thời gian gần đây. Bây giờ Triệu Quốc Lương bày tỏ lòng trung thành và tận tâm càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái vui sướng. Hắn rút một điếu thuốc ra ném cho Triệu Quốc Lương, lúc này thư ký Triệu cũng nhanh chóng lấy bật lửa ra, cung kính châm lửa cho lãnh đạo. Vương Tử Quân đột nhiên lên tiếng phân phó. Một lát nữa cậu đi tìm gặp chủ nhiệm thủ cường, tôi đã nói rõ vấn đề với anh ấy rồi, về chuyện cấp bậc của cậu. Đại ân không thể nói hết bằng lời, Bí thư Vương, tôi thật sự không biết nói sao cho phải. Triệu Quốc Lương vốn cực kỳ hưng phấn vì được đi theo Vương Tử Quân, bây giờ lại thấy có thu hoạch bất ngờ thì lại càng thêm mừng rỡ. Hắn biết lần này cấp bậc của mình tăng tiến, tương lai đã được xác định, đây là hai chuyện tốt cùng đến một lượt, sao không vui vẻ cho được. Không cần cảm ơn tôi, đây là kết quả của quá trình cậu cố gắng công tác. Vương tử quân uống một hớp nước rồi thản nhiên nói. Tuy vương tử quân nói đó là những gì triệu quốc lương đáng được nhận, thế nhưng lúc này hắn cũng không cho rằng nó thật sự là như vậy. Hắn công tác ở tỉnh đoàn không phải một năm hai năm, các vị đồng sự công tác bên cạnh hắn được đề bạt, chính hắn thì giống như bị lãnh đạo lãng quên, những sự việc như vậy hắn thường được thấy. Bây giờ hắn phục vụ cho vương tử quân chưa đến một năm đã được tăng cấp bậc, nó có ý nghĩa thế nào? Tất nhiên hắn hiểu rất rõ. Khi triệu quốc lương rời khỏi phòng với vẻ mặt mỹ mãn, vương tử quân đột nhiên nhận được điện thoại của Quách Tiên Vi. Đầu tiên Quách Tiên Vi chúc mừng vương tử quân, sau đó nói mình đã sắp xếp phòng ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, Tối nay anh em phải tụ tập lại uống vài ly, còn hẹn cả Trần Nguyên Hà đến tiếp khách. Vương Tử Quân căn bản không có lý do gì để từ chối lời mời của Quách Tiên Vi. Hắn và Quách Tiên Vi với Trần Nguyên Hà có quan hệ không tệ, hai người kia đều có địa vị quan trọng, sau này mình xuống địa phương công tác, nếu làm tốt quan hệ với hai người kia cũng không có gì là xấu. Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý lời mời của Quách Tiên Vi, nhưng hắn không biết lúc này trong phòng làm việc của Quách Tiên Vi còn có một người người kia đang ngồi trên ghế của quách tiên vi đang tự nhiên nghe quách tiên vi gọi điện thoại trưởng phòng hứa tôi đã hẹn ước với bí thư vương quách tiên vi đặt điện thoại xuống rồi quay sang nói với hứa tiền giang hứa tiền giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy địa vị của lão tất nhiên là nhất ngôn cửu đình đối với một cán bộ cấp phó sở như quách tiên vi thì càng phải nói gì nghe nấy dù sao thì với vị trí của hắn vào lúc này cũng căn bản không có tư chất để chơi trò cao tay với trưởng phòng hứa tiền giang Trưởng phòng Quách, hôm nay các anh đến chúc mừng Bí thư Tử Quân, tôi cũng đi đến uống vài ly. Dù sao thì mọi người cũng đã từng làm cộng sự cùng một khu văn phòng tỉnh ủy được gần một năm rồi. Hứa Tiền Giang đặt một cây bút vào hộp đựng bút của Quách Tiên Vi, lão vừa cười vừa nói. Quách Tiên Vi dù nghe những lời của Hứa Tiền Giang và thầm cảm thấy không cho là đúng, thế nhưng ngoài miệng lại cười nói. Trường phòng Hứa Tử Quân nếu biết có anh đến chúc mừng, chỉ sợ không biết sẽ vui mừng đến mức nào anh nói xem tôi đột nhiên đi qua có tính là liều lĩnh không hứa tiền giang đứng lên khỏi ghế lão dùng giọng nhàn nhạt hỏi liều lĩnh quách tiên vi là cán bộ công tác ở khối tổ chức nhiều năm nào không hiểu rõ ý nghĩ của hứa tiền giang hắn biết trưởng phòng hứa muốn lôi kéo tình cảm của vương tử quân nhưng lại sợ mất mặt thế là hắn cười nói trưởng phòng hứa phòng tổ chức chúng ta là nhà mẹ đẻ của cán bộ anh chính là người phát ngôn của mẹ đẻ tử quân muốn xuống tuyến dưới nhận chức anh đến uống vài ly tiến chân, đây chẳng phải là câu chuyện được người người ca tụng sao?" Hứa Tiền Giang cười ha hả nói. "Người người ca tụng cũng không quá tốt đẹp, tôi cũng không muốn như vậy, thôi thì cứ quyết định như thế." Quách Tiên Vi nhìn Hứa Tiền Giang chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của mình, trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn trước đó luôn tỏ ra bàng quan với sự việc xảy ra ở trong tỉnh ủy, tất nhiên hiểu rõ mục đích của Hứa Tiền Giang. Quách Tiên Vi có thể thấy thì nhiều người cũng thấy rõ ràng, thế cho nên điện thoại của Vương Tử Quân hầu như biến thành đường dây nóng. Vương Tử Quân cố gắng từ chối những bữa tiệc không quá quan trọng, cũng lên tiếng đồng ý cho qua để quyết định sau. Lý Tùng Mai ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, nàng ngồi đó với gương mặt tươi cười hớn hở. Lúc này nàng được vài bạn học trong trường đảng nhờ đến mời Vương Tử Quân dùng một bữa cơm sau khi đi vào tỉnh đoàn thì vương tử quân cũng không tới lui nhiều với các vị bạn học cũ ở trường đảng, nhưng cũng không quá ít. Bây giờ vương tử quân sắp rời đi, tất nhiên bọn họ muốn nhân cơ hội này để làm sâu sắc cảm tình giữa hai bên. Bí thư vương, lần này lỗ điền thành nói cần phải ăn uống vui vẻ thỏa thuê, anh ấy đã sắp xếp xong, chỉ chờ ngài đến tham gia mà thôi. Lý Tùng Mai là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi nói vài câu không liên quan, nàng nhanh chóng cười ha hả nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân biết rõ mình khó thể thoát được, thế là hắn cười nói: "Nếu nói sắp xếp bữa cơm thì phải là nhiệm vụ của tôi, chị liên hệ với Điền Thành, lần này cho tôi một cơ hội." Bí thư Vương, ngài cũng đừng nên từ chối, bây giờ anh cũng không phải không biết vị trí của lỗ Điền Thành, một bữa cơm cũng không là gì với anh ấy, vì vậy cũng mong anh cho anh ấy cơ hội biểu hiện." Lý Tùng Mai vung tay lên với Vương Tử Quân rồi nói tiếp: "Bí thư Vương, những ngày qua bầu không khí trong phòng tuyên truyền chúng tôi cũng không quá tốt vài vị phó phòng có biểu hiện giống như đang đi phúng viếng người nào đó vậy lý tùng mai nói rồi cười vương tử quân cũng cười ha hả hai người bọn họ tất nhiên biết rõ vì sao lại xuất hiện cục diện như vậy đúng rồi bí thư vương ngày hôm qua tôi thấy chủ tịch lục của thành phố sơn viên đến tìm trưởng phòng quế hai người không biết nói gì đó dù sao lúc chủ tịch lục đi ra cũng cười như mặt trời ban trưa lý tùng mai vừa nói vừa lẳng lặng chờ phản ứng của vương tử quân lý tùng mai cũng xem như một cán bộ phát triển tốt ở phòng tuyên truyền dù chỉ làm cho trưởng phòng quế sinh ra chút phản ứng thế nhưng vẫn là cán bộ xài được trước mặt các vị phó phòng cũng là một nữ cán bộ nổi tiếng của phòng tuyên truyền vương tử quân nhìn gương mặt tươi cười của lý tùng mai hắn nào không biết ý nghĩa của tin tức kia là gì nhưng hắn cũng không mở miệng lại dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn giống như không nghe được đề tài của lý tùng mai chương 430, tôi trợ lực, anh sẽ là ngựa ô. Lý Tùng Mai cũng không nói tiếp, nàng di chuyển chủ đề lên người các vị bạn học khác, tuy chỉ là vài việc vặt nhưng nàng lại nói rất say xưa. Lý Tùng Mai còn chưa đi thì Âu Dương Dương ở bên kia đã gọi điện thoại đến, thấy Vương Tử Quân tiếp điện thoại thì Lý Tùng Mai vội vàng đứng lên bỏ đi. Chào trưởng phòng Âu Dương, ngài đã lâu rồi còn chưa gọi điện thoại đến kêu gọi tôi. Vương tử quân nghe thấy âm thanh của Âu Dương Dương thì cười ha hả nói đùa một câu. Từ sau khi vương tử quân đẩy Âu Dương Dương lên vị trí trưởng phòng lao động thương binh xã hội, quan hệ giữa hai người tăng tiến rất mạnh. Âu Dương Dương cũng cười, giọng nói của nàng rất trong trẻo. Được rồi chủ tịch vương, anh cũng đừng nói đùa như vậy nữa, có phải ngại chị đây chúc mừng chưa đủ sớm không? Âu Dương Dương khi còn là lãnh đạo tỉnh đoàn thì thường biểu hiện là một người cực kỳ có khí độ, Bây giờ vì không còn quan hệ lệ thuộc với Vương tử quân, thế cho nên lời nói cũng thả lỏng hơn một chút. Vương tử quân cũng không dám nói thêm nhiều lời trêu chọc Âu Dương Dương, hắn nói vài câu không liên quan để tiếp chuyện, sau đó Âu Dương Dương cười nói: "Này anh Vương, hôm nay có rảnh không, tôi mời anh dùng cơm." Trưởng phòng Âu Dương kêu gọi thì tôi dù thế nào cũng phải đồng ý, thế nhưng hôm nay đã đồng ý với người ta, cũng không vì tình cảm giữa tôi và chị mà không giữ lời với người ta. Vương Tử Quân cũng không kéo Quách Tiên Vi và Âu Dương Dương vào cùng một chỗ, vì hai người kia tuy biết nhau nhưng nếu kéo đến cùng ăn cơm, cũng không biết sẽ có tình huống nào phát sinh. Ôi, xem ra tôi gọi điện thoại đã chậm mất rồi, sớm biết như vậy thì nên gọi điện thoại hẹn anh ngay từ hôm qua. Âu Dương Dương dùng giọng ảo não oán trách một tiếng, sau đó phẫn nộ nói. Những ngày này chắc chắn anh sẽ khó tránh khỏi các bữa tiệc chúc mừng, tôi nếu tiếp tục xếp hàng mời anh dùng cơm thì xem như chỉ làm khổ anh mà thôi. Thế này đi, tầng trên cùng của khách sạn lao động có mở một quán cà phê, hoàn cảnh khá tốt, hôm nào tôi mời anh uống cà phê. Âu Dương Dương nhất định là có chuyện. Vương Tử Quân hiểu tính cách của Âu Dương Dương, sau khi Âu Dương Dương nói như vậy thì hắn nhanh chóng cho ra một phán đoán như vậy. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng đồng ý. Cảm ơn trưởng phòng Âu Dương đã quan tâm, tôi cũng muốn được đến để hưởng chút vầng hào quang của trưởng phòng Âu Dương, lúc này tôi còn đang lo không tìm được chỗ nào uống cà phê ấy chứ. Anh không tìm được chỗ nào uống cà phê, Chủ tịch Vương nói như vậy thì có ai tin. Âu Dương Dương nói mang theo chút ý nghĩ trách cứ, nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy Âu Dương Dương có chút hưởng thụ vì lời nói nịnh nọt của mình. Vương Tử Quân gọi Thái Thần Bân, 10 phút sau Vương Tử Quân đã đi đến tầng trên cùng của khách sạn phòng lao động. Vì có sự phân phó của Âu Dương Dương, Thế cho nên xe của Vương Tử Quân vừa mới đến khách sạn thì đã được thư ký của Âu Dương Dương là Trung Địch Hồng và giám đốc khách sạn đứng chờ đón chào. Tử Quân, bên này. Trong quán cà phê chống trái, ngoài Âu Dương Dương còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc tây trang. Khi Âu Dương Dương đứng lên chào hỏi Vương Tử Quân thì người đàn ông kia cũng nhanh chóng đứng lên. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá người đàn ông kia, hắn thật sự không quen biết đối phương hắn thầm suy đoán đến ý nghĩa lời mời uống cà phê của Âu Dương Dương, có lẽ nó có liên quan đến người đàn ông này. Dù hắn không biết thân phận của đối phương, thế nhưng nhìn vào khí độ và biểu hiện, có lẽ cũng là người trong quan trường. Vương tử quân thầm phán đoán thân phận của người đàn ông phía bên kia nhưng vẻ mặt không chút biểu hiện khác thường, hắn mỉm cười bắt chuyện với Âu Dương Dương, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với nàng. Tử quân, tôi giới thiệu cho anh, vị này là chủ tịch Lý Trạch Đào của thành phố Tam Hồ. Âu Dương Dương đợi Vương Tử Quân ngồi xuống thì giới thiệu cho người đàn ông kia. Lý Trạch Đào cũng là người hiểu nghĩa, khi nghe thấy Âu Dương Dương giới thiệu thì nhanh chóng đứng lên vươn tay với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi là bạn thời đại học của Âu Dương, thật sự ngưỡng mộ đại đanh của anh từ lâu mà mãi không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay vừa gặp mặt đã thấy anh khí vũ hiên ngang tướng mạo đường dương, thật sự không người nào có thể so sánh được. Ha ha, Chủ tịch Lý, trưởng phòng Âu Dương cũng không ít lần nhắc đến ngài, nói ngài là một anh tài hiếm có trong số các bạn học của chị ấy. Anh kính tôi một thước thì tôi kính anh một trượng. Vương Tử Quân nắm rất chắc đạo lý này, lúc này hắn xem như đã đoán được bảy tám phần ý nghĩ của Lý Trạch Đào. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Trạch Đào mà chợt cảm thấy mình ở trong quan trường có chút bảo thủ. Anh xem người ta kia, một khi biết được lỗ hổng được nhét vào một cây củ cải thì lập tức chạy đến đây ngay, hơn nữa còn tìm tất cả quan hệ để được gặp mình. Vương Tử Quân nghĩ đến Lý Trạch Đào, Đồng thời cũng nghĩ đến vị chủ tịch Lục đã đến gặp trưởng phòng Quế Nguyên nhượng. Hai anh thật sự là anh tài khó kiếm được, cực kỳ khó kiếm được. Âu Dương Dương nói rồi khẽ gật đầu với giám đốc khách sạn đang ở bên cạnh, vị giám đốc kia luôn chú ý đến biểu hiện của lãnh đạo đơn vị, bây giờ thấy Âu Dương Dương gật đầu thì nhanh chóng đi xuống. Một lát sau thì một dĩa trái cây lớn và vài ly cà phê được đưa lên, nữ nhân viên phục vụ muốn pha cà phê cho lãnh đạo chợt thấy âu dương dương vung tay lên tỏ ý cho phép đi xuống dưới sau đó tự pha cà phê cho vương tử quân và lý trạch đào tử quân chị âu dương hôm nay không thể mời rượu được cổ nhân nói dùng trà thay rượu hôm nay tôi dùng cà phê thay rượu thật sự nói lời chúc mừng với anh âu dương dương cầm ly cà phê hướng về phía vương tử quân sau đó cười ha hả nói chúc mừng cái gì tất nhiên mọi người đều thầm hiểu rõ âu dương dương nâng ly cà phê uống một ngụm sau đó nhanh chóng đi vào chính đề tử quân hôm nay tôi mời anh ngoài việc chúc mừng anh xuống tuyến dưới rèn luyện cũng có chút chuyện liên quan đến trạch đào khi vương tử quân nhìn đến thì lý trạch đào bật cười nói bí thư vương tôi đã công tác ở thành phố tam hồ được nhiều năm lần này cũng muốn nương nhờ con đường sáng mà tiến lên một chút vương tử quân luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt lý trạch đào nhìn thấy bộ dạng tiêu sái tự nhiên của đối phương trong lòng thầm đánh giá người này cao hơn vài phần đối phương có thể thoải mái nói ra ý nguyện của mình đủ để thấy đó là một người không đơn giản phương tử quân uống một ngụm cà phê rồi khẽ cười nói người thường đến chỗ cao nước chảy chỗ chúng chủ tịch lý có ý nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy rất khá nhưng tôi thấy anh thẳng thắn nói ra ý nghĩ như vậy giống như cũng không phù hợp vì anh không nên nói ở chỗ này phải nói trong phòng làm việc của trưởng phòng hứa mới đúng chứ Âu Dương Dương nãy giờ luôn quan sát Vương Tử Quân, nàng phát hiện vẻ mặt hắn khá lạnh nhạt, thế là thầm nghĩ có lẽ mình cần phải cho thêm chút lực, nếu không chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ không đơn giản đồng ý. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Âu Dương Dương chợt cảm thấy có chút bất bình. Ban đầu khi nàng rời khỏi vị trí bí thư tỉnh đoàn, tổ chức cũng trưng cầu ý kiến của nàng, không ngờ bây giờ Vương Tử Quân là một phó bí thư chủ trì công tác xuống tuyến dưới rèn luyện nhưng đãi ngộ cũng không phải chỉ là giống như nàng trước đó. Lý Trạch Đào nghe được một tin tức cực kỳ quan trọng từ một vị lãnh đạo, đó chính là lời đề cử nhân tuyển của Vương Tử Quân sẽ cực kỳ có tác dụng. Nếu không phải là như vậy thì Lý Trạch Đào căn bản cũng không chạy đến tìm nàng để móc nối với Vương Tử Quân. Tử Quân, Trạch Đào cũng không phải là người ngoài, bây giờ công tác ở tỉnh đoàn phải rèn sắt khi còn nóng, tương lai tổ chức trưng cầu ý kiến của cậu, cậu cũng đừng quên nói tốt vài câu với Chủ tịch Trạch Đào. Âu Dương Dương coi như đã là một người chủ dốc toàn lực ứng phó, nàng thấy vẻ mặt lãnh đạm của Vương Tử Quân, trong lòng có chút sốt ruột, thế là không khỏi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Lúc này ánh mắt Lý Trạch Đào cũng chầm chầm vào Vương Tử Quân, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hai ngày nữa tôi sẽ phải đến báo cáo công tác cho bí thư nhiếp, đến lúc đó nếu tổ chức trưng cầu ý kiến của tôi, tôi chắc chắn sẽ tận tâm tận lực, cũng không để cho Chủ tịch Lý phải thất vọng. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói. Thật ra đối với Vương Tử Quân thì tương lai ai là người nắm công tác ở tỉnh Đoàn cũng giống nhau mà thôi, nhưng nếu cho người đến tìm Quế Nguyên nhượng lên tiếp nhận công tác thì chẳng bằng tạo cơ hội cho Lý Trạch Đào. Bản thân của hắn không bồi dưỡng được quá nhiều tâm phúc ở tỉnh Đoàn, thế nhưng ít nhất cũng có vài ngày chân thành và tận tâm đi theo mình. Sau khi mình xuống tuyến dưới rèn luyện, các đồng chí kia cũng không thể nào đưa theo được, như vậy không bằng trước khi đi mình tìm cho bọn họ một lãnh đạo mới. Dù hắn và Lý Trạch Đào không có tình cảm gì, Thế nhưng có Âu Dương Dương ra mặt, hơn nữa mình lại đề cử làm cho người ta thiếu nợ một phần nhân tình, có lẽ đối phương sẽ nể mặt vài phần. Lý Trạch Đào đã tìm hiểu về Vương Tử Quân từ trong miệng của Âu Dương Dương, hắn biết đối phương không phải là người đơn giản mở miệng, nếu đã mở miệng thì sự việc đã có 10 phần khẳng định. Thế là hắn thật sự rất vui mừng, vì vậy không khỏi thành khẩn đứng lên nói. "Đa tạ bí thư Vương." Lý Trạch Đào nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Sau đó hắn đưa tay ngoắc viên giám đốc khách sạn đứng cách đó không xa. Anh đưa lên đây vài món, tôi muốn kính bí thư Vương hai ly. Uống rượu trong quán cà phê không là vấn đề, vì lúc này có mặt trưởng phòng Âu Dương Dương, mà vị giám đốc kia cũng biết Lý Trạch Đào có thân phận không tầm thường, thế cho nên hắn cũng không ngắt lời mà nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị. "Chủ tịch Lý, chúng ta nên uống cà phê thôi, đợi đến khi sự việc hoàn thành, chúng ta uống say một bữa cũng không muộn." Vương Tử Quân nghĩ đến bữa cơm vào lúc tối, hắn lập tức lên tiếng: "Nếu bây giờ hắn uống rượu với Lý Trạch Đào, chỉ sợ đến tối sẽ khó xong việc." "Trạch Đào, buổi tối bí thư Vương còn có chuyện, hôm nay như vậy là được rồi." Âu Dương Dương khẽ vung tay lên cản lời Lý Trạch Đào. Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý như vậy cũng làm cho Âu Dương Dương có được thể diện, dù sao thì nàng cũng là người làm mai mối, Vương Tử Quân như vậy thì nàng cũng kiếm được chút danh tiếng. Ba người bàn xong chuyện chính thì ngồi uống cà phê nói chuyện thêm một lúc, sau đó mới tản ra. Buổi tối ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, Quách Tiên Vi không những gọi Trần Nguyên Hà, còn đưa đến vị phó phòng tổ chức. Vương Tử Quân vừa đến thì đã bị mọi người vây quanh như sao sánh quanh trăng, nhanh chóng đưa hắn lên bàn tiệc. Dù là Quách Tiên Vi hay Trần Nguyên Hà cũng là những con sâu rượu, thế cho nên vừa bắt đầu đã rót rượu, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Khi mọi người đang uống rượu cực kỳ vui vẻ thì trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang cầm ly rượu đi đến. Khi thấy Hứa Tiền Giang thì Vương Tử Quân chợt sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường, cùng nhóm người quách tiên vi chào đón lãnh đạo. Nghe nói cậu uống rượu ở chỗ này, thế cho nên đến uống vài ly cho vui. Gương mặt Hứa Tiền Giang thật sự không quá nghiêm túc như Dĩ Vãng, lão nâng ly rượu trong tay rồi cười ha hả nói với nhóm Vương Tử Quân. Trưởng phòng tổ chức muốn mời rượu Đám cán bộ nơi đây nào dám tiếp. Cả đám tranh nhau mời rượu lãnh đạo, chỉ là trưởng phòng Hứa ngay sau đó lại tỏ ra uy nghiêm, thế cho nên đám cán bộ cấp dưới mới thành thật uống cạn ly của mình. Tử Quân, một ly rượu này tôi chúc cậu bay xa vạn dặm, cũng coi như một ly rượu tiến chân cậu." Hứa Tiền Giang đưa ly rượu đến cho Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân cũng chưa từng có bất kỳ ý nghĩ khiêu khích nào với Hứa Tiền Giang, lúc này hắn nhìn ly rượu trong tay, dù thật sự đã có vài phần men say nhưng vẫn ngửa cổ uống cạn. Đám cán bộ phòng tổ chức và Trần Nguyên Hà chỉ mời Hứa Tiền Giang được một ly, nhưng Hứa Tiền Giang lại uống một ly với Vương Tử Quân. Tuy lúc này Vương Tử Quân sắp rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy, cũng phải có chút thiên vị, thế nhưng cũng không ai không cảm nhận được sự đối đãi khác biệt của Hứa Tiền Giang với Vương Tử Quân. Hứa Tiền Giang ngồi thêm 20 phút rồi đi nhưng khi hứa tiền Giang rời khỏi phòng thì ánh mắt đám cán bộ phòng tổ chức nhìn về phía Vương Tử Quân càng có thêm vài phần cung kính. Đám người này đều là cán bộ thành tinh, bọn họ nào không biết lãnh đạo của mình đến đây chủ yếu là vì Vương Tử Quân. Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, tuy Vương Tử Quân khống chế được tử lượng của mình, thế nhưng đi lại có chút nghiêng ngả, thật sự có vài phần men say. Những ngày kế tiếp Vương Tử Quân hầu như ngâm mình trong các bữa tiệc rượu, tuy hắn cũng không muốn đi nhưng có một số việc cũng không thực hiện theo ý nguyện của hắn. Vài ngày trước khi Vương Tử Quân rời khỏi chức vụ, đám người trong khu văn phòng tỉnh ủy lại bắt đầu nghị luận về vấn đề ai là người tiếp nhận vị trí bí thư ở tỉnh đoàn. Khi mọi người đang nghị luận ồn ào thì phát hiện một vấn đề, chính là vị chủ tịch lục của thành phố Sơn Viên vốn có tiếng hô thượng vị rất cao đã chậm rãi lắng xuống, mà lý Trạch Đào của thành phố Tam Hồ lại xuất hiện như một con ngựa ô đột phá vòng vây sự biến đổi của dư luận làm cho vị chủ tịch lục kia thật sự rất phiền muộn, có một lần uống đến mức say mềm trên bàn tiệc đã khóc lóc cảm thán với bạn bè, đó là mình đã đến tìm nhầm người. chương 431, bắt được một con cóc tưởng là ếch. Rời cương vị công tác trên tỉnh không giống như rời cương vị ở huyện Lô Bắc, mình thích uống bao nhiêu thì uống, vì những người kia đến từ những ban ngành và đơn vị quan trọng, biết đâu sau này còn có việc cần nhờ vả. Vì vậy những ngày qua vương tử quân hầu như sống trong tiệc rượu, hơn nữa mỗi bữa tiệc đều không đơn giản chỉ là đến góp vui, các đồng chí mời khách đều là sâu rượu tử lượng kinh người, uống rượu không khác gì nước lạnh. Không, các đồng chí này uống rượu còn hơn cả nước lạnh, vì uống nước nhiều còn sinh ra cảm giác ăn không tiêu, chứ các đồng chí này thì vẫn điềm nhiên như không. Mỗi bữa tiệc tiến chân như vậy thường thì ai cũng uống cực kỳ thoải mái, giống như nếu không làm cho nhân vật chính quá chén thì người mời khách cũng cảm thấy băn khoăn vậy. Vì vậy mỗi lần như thế Vương Tử Quân đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu lưỡi uốn éo, thế nhưng chủ bữa tiệc lại căn bản không có vấn đề, giống như đang uống nước mà thôi. Vương Tử Quân vội vàng rửa mặt mới cảm thấy tỉnh táo lại một chút, hắn nhìn gian phòng của mình, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không muốn. Dù ký túc xá tạp chí thanh niên cũng không có người nào đến bắt hắn phải trả phòng, thế nhưng hắn rời đi cũng không thể cứ để phòng trống, vì dù sao hiện tại cũng có không ít người cần có căn hộ để ở vương tử quân cảm thấy có hơi đói bụng hắn đẩy cửa đi ra khi xuống cầu thang thì thấy hoa rung rung mặc một chiếc áo lông màu xanh ra trời đi xuống lầu khi thấy tiếng bước chân của vương tử quân thì nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên hoa rung rung càng ngày càng đẹp một cặp mắt to đen hai hàng chân mày đen nhánh cong vút bên dưới là một gương mặt xinh đẹp cô gái có làn da trắng nón cũng không phải trắng bệch mà mang theo một màu hồng phơn phớt bên ngoài da giống như có một vật chất nào đó trong suốt bao phủ cực kỳ sáng bóng, lại rất có lực đàn hồi. Càng khó có được chính là cô gái hồn nhiên ngây thơ này cũng không hề tô son điểm phấn như các cô gái khác, bờ môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc dài óng ả giống như liễu rủ bóng bên hồ. Mái tóc được cô gái đổi kiểu cột liên tục, có khi để tự nhiên hoặc tùy tiện dùng một sợi dây buộc lên, mái tóc được gió thổi tung bay tạo ra một cảm giác rất đẹp đẽ. Hầu như tất cả mọi người ở trong khu ký túc xá tạp chí thanh niên đều yêu mến cô gái này khoảng thời gian qua vương tử quân ở nơi đây hắn cũng hiểu cô gái này hầu như đã chiếm hết vẻ đẹp của các cô gái khác dù là dáng người tướng mạo khí chất mái tóc hay tiếng cười cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ đáng yêu anh vương anh cũng muốn đi ra ngoài sao tuy mẹ của hoa dung dung luôn bắt nàng phải gọi vương tử quân là chú thế nhưng cô nàng cũng rất tinh nghịch ngoài mặt gọi thế này sau lưng lại gọi thế khác khi không có mẹ thì nàng thường gọi vương tử quân là anh vương mà vương tử quân cũng không quan tâm dung dung gọi mình là anh hay là chú, chỉ cần cô bé kia thích, gọi thế nào cũng mặc kệ. Đúng vậy, anh ra ngoài dùng cơm, dung dung được nghỉ rồi à. Vương tử quân tùy ý vẫn tay với hoa dung dung rồi cười ha hả nói. Vương tử quân đi bên cạnh hoa dung dung, hắn chợt sinh ra cảm giác cô gái đang cao lớn từng ngày, thầm nghĩ thanh niên có khác. Được nghỉ rồi, anh Vương, nghe nói anh sắp bị điều đi phải không? Hoa Dung Dung nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi thăm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói: "Ừ, đồng chí là một viên gạch của cách mạng, nơi nào cần thì phải đến. Anh có công tác mới, không đi không được." "Vậy căn hộ của anh thì sao?" Hoa Dung Dung cảm thấy có chút mất mát, trong mắt cũng lóe lên chút thất vọng. Vương Tử Quân vừa mới tỉnh rượu, đầu óc còn có chút mơ hồ, hắn cũng không quá chú ý đến sự biến hóa vẻ mặt của Hoa Dung Dung, hắn cười cười nói: Tất nhiên không thể ở chỗ này, nơi này là căn hộ của ký túc xá tạp chí thanh niên. Nhưng, nhưng em nghe mẹ nói sẽ không ai thua phòng của anh. Hoa dung dung cắn răng nói, vẻ mặt có chút giàu dĩ không vui. Người khác không quan tâm nhưng anh cũng không thể không trả. Hơn nữa tạp chí thanh niên còn cần phải cấp phòng cho những cán bộ khác. Vương Tử Quân nói rồi đi xuống cầu thang. Hắn đang chuẩn bị nói lời chào thì nghe thấy Hoa dung dung nói: Anh Vương, em mời anh dùng cơm được chứ? xem như tiến chân anh. Vương tử quân nhìn vẻ mặt thành thật của hoa dung dung, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn cười nói. Được rồi, nhưng em nói trước đi, mời anh ăn món gì. Không nói cho anh biết trước được, đi theo em. Hoa dung dung thật sự giống như một chú chim vui vẻ, nàng mỉm cười nhìn thoáng qua vương tử quân, sau đó sôi nổi đi phía trước dẫn đường. Hoa rung rung rời khỏi khu ký túc xá, nàng đi vào trong một con hẻm nhỏ. Lúc này trước cửa một gian hàng bán điểm tâm sáng đã có không ít người ngồi, tiếng chiên bánh vang lên xèo xèo, mùi hương thơm ngát làm cho người ta thật sự sinh ra cảm giác thèm ăn. Bác Tôn, cho cháu hai chén đậu hũ, một cân bánh. Hoa Dung Dung có vẻ rất quen thuộc quán điểm tâm này, nàng đi đến trước quầy rồi nói. Dung Dung, ăn sáng với người khác sao? Bà chủ nhìn Vương Tử Quân đứng bên cạnh Hoa Dung Dung, sau đó quay sang mỉm cười chào hỏi đảng ủy. À, bác Tôn, Nhanh lên cho cháu với." Hoa Dung Dung nói rồi kéo Vương Tử Quân đến một chiếc bàn trống. Nàng nhìn chiếc ghế dính đầy dầu mỡ, lại nhìn Vương Tử Quân. Thế là nàng rút khăn giấy ra khẽ lau vài lượt trên mặt ghế, sau đó đưa ghế cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vốn cũng không chú ý như vậy, thế nhưng hắn nhìn bộ dạng của Dung Dung, cũng không muốn từ chối. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì hai tô đậu hũ và một cân bánh đã được đưa đến, tất cả đều nóng hôi hổi. Vì ngày hôm qua say rượu, lúc này trong bụng vương tử quân cũng không có thứ gì, lúc này người thấy mùi hương thơm ngát cũng không khách khí, nhanh chóng ăn hết phân nửa tô đậu hũ. Anh Vương, anh còn quay lại không? Hoa Dung Dung ăn rất chậm, chỉ dùng muỗng múc từng miếng một, nàng vừa ăn vừa quay sang hỏi Vương Tử Quân. Có lẽ sẽ còn quay lại, điều này khó nói chính xác được. Vương Tử Quân đã thư thái hơn, tốc độ ăn cũng giảm xuống. Anh Vương, nếu anh còn quay về nữa thì đừng trả căn hộ, theo em biết thì trong ký túc xá có rất nhiều người hy vọng anh đi còn có thể quay về. Hoa Dung Dung nói đến đây thì trong mắt có chút chờ mong. À, vậy sao? Vương Tử Quân đặt muỗng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Dung Dung. Tất nhiên rồi, dù anh đến chưa được bao lâu nhưng lại làm cho mọi người được hưởng nhiều lợi ích. Anh nghĩ xem, các cô chú trong ký túc xá của chúng ta căn bản đã tìm được việc làm mẹ em bây giờ đi làm nhận được tiền lương cao hơn trước kia công tác ở tạp chí thanh niên rất nhiều, tất cả mọi người đều cảm thấy biết ơn anh. Vương Tử Quân dù ở trong ký túc xá tạp chí thanh niên, thế nhưng phần lớn thời gian đều ở trong đơn vị, nhiều khi lại chạy đến chỗ trường lộ dai, thế cho nên thời gian ở lại căn hộ của mình trong khu ký túc xá là không nhiều. Không ngờ mình ở trong ký túc xá lại có một thanh danh tốt như vậy. Hoa Dung Dung giống như sợ Vương Tử Quân không tin, nàng dùng giọng vội vàng nói anh Vương, anh đừng không tin, đây đều là những gì em nghe được, ngay cả bác Đỗ cũng nói ngày nào đó tìm cơ hội mời anh dùng cơm. Hoa Dung Dung nói làm cho Vương Tử Quân chợt cảm nhận được một tình cảm ấm áp, dù nhắn công tác ở tỉnh đoàn thời gian không quá lâu, hơn nữa hắn cũng không có thời gian ở lại trong căn hộ của mình. Thế nhưng nhưng lời khẳng định của Hoa Dung Dung làm hắn rất vui, ít nhất hắn công tác ở tỉnh đoàn cũng không uổng phí. Hoa Dung Dung nhìn thấy Vương Tử Quân ngây người, thế là chiếc miệng nhỏ nhắn chợt ngậm lại thật chặt. Đợi đến khi ánh mắt Phương Tử Quân linh động trở lại thì nàng mới do dự hỏi. Anh Vương, vừa rồi em nói sai điều gì sao? Không, Dung Dung, những gì em vừa nói làm anh cảm thấy rất vui. Hôm nay sợ rằng phải làm em tiêu phí nhiều hơn rồi, một tô đậu hũ nóng cũng không đủ no. Vương Tử Quân cầm tô đậu hũ lên húp một miếng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn hoa dung dung thấy vương tử quân tỏ ra vui vẻ như vậy thì lập tức bình tĩnh trở lại nàng cầm lấy tô đậu hũ của vương tử quân đi đến bên quầy nói bác tôn cho cháu một tô nữa gió vẫn thổi khá mạnh lúc này vương tử quân đứng trong gió nhưng tâm tình rất nóng bỏng thành phố đông bộ nằm ở phía đông nam tỉnh sơn nam có hai quận bảy huyện có hơn một nửa diện tích là đồi núi đông bộ có một vị trí địa lý như vậy nhưng lại có vị trí phát triển kinh tế hàng đầu tỉnh sơn nam là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh Sơn Nam, ngang bằng với thành phố An Dịch và Sơn Viên. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe 20 chỗ của phòng tổ chức tỉnh ủy, dù hắn đang nói chuyện với phó phòng thường vụ phòng tổ chức là Đồng Quốc Khánh, thế nhưng trong đầu hắn vẫn vang vọng nội dung lời nói chuyện thông qua điện thoại của Trịnh Đông Phương trước đó. Nói chung là Trịnh Đông Phương nói một câu rất quan trọng, đến thành phố Đông Bộ, quan trọng là phải theo sát tiến độ với bí thư tiết. Trịnh Đông Phương nói rất nặng nề, Tuy cũng không giải thích nhưng Vương Tử Quân lại ngầm hiểu vấn đề, không chữ nào không hiểu. Theo sát tiến độ của Bí thư Tiết, là một thường ủy thị ủy, tất nhiên phải giữ gìn quyền uy của Bí thư thị ủy, nhưng dù thế nào cũng phải có ý kiến của mình. Dù sao hắn cũng là một cán bộ được phái xuống thành phố Đông Bộ là một thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ, cũng không phải là một tượng gỗ để mặc cho người ta quyết định, chỉ biết bị động trả lời. Nhưng Trịnh Đông Phương tại sao lại cho mình một lời khuyên như vậy? hay là lời cảnh báo. Vương tử quân căn bản hiểu rõ tính tình của trịnh Đông Phương, dù bí thư trịnh khá cường thế, nhưng mỗi khi tổ chức hội nghị trên tinh thần tập trung dân chủ thường rất hào phóng. Một vị bí thư như vậy lại nói với mình một câu như thế, chẳng lẽ bí thư tiết kia? Vương tử quân nghĩ đến tình huống trước đó mình đã nhờ Lâm Thụ Cường ghi lại tên tuổi các vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ Từ trong sổ thông tin của văn phòng tỉnh ủy. Hắn khẽ dựa lưng lên ghế, tuy hắn thật sự không quá hiểu rõ về tình huống ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng chính mình chắc chắn sẽ có thể ứng đối được các vấn đề. Trường phòng đồng, đường xá đi đến thành phố Đông Bộ thật sự rất tốt. Vương tử quân quay đầu nhìn đồng quốc khánh ở bên cạnh, hắn vừa cười vừa nói. Lần này vương tử quân xuống nhận chức thì trưởng phòng hứa tiền giang đã nói sẽ đích thân đưa đi, thế nhưng kế hoạch có chút biến hóa, ngày hôm qua hứa tiền giang nhận được thông báo họp của ban tổ chức trung ương. Vì chuyện này mà trưởng phòng hứa phải gọi điện thoại giải thích với vương tử quân, còn để cho Phó Phòng Thường vụ Đồng Quốc Khánh đưa Vương Tử Quân đi nhận chức. Đối với một cán bộ cấp bậc như Vương Tử Quân thì có thể được Phó Phòng Thường vụ Phòng Tổ chức đưa đi nhận chức đã đủ độ nặng rồi. Nhưng chính Vương Tử Quân cũng căn bản không đặc biệt quan tâm đến tình huống hứa tiền giang tự mình đưa đi, dù sao thì trưởng phòng hứa cũng đã nể mặt mình. Dù hứa tiền giang có đưa hắn đến thành phố Đông Bộ nhận chức, nhưng nếu tương lai hắn không phát triển tốt đẹp ở thành phố Đông Bộ, như vậy cũng toi công. Vương Tử Quân cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Đồng Quốc Khánh, ngẫu nhiên chỉ đụng mặt ở vài hội nghị mà thôi, những lúc như vậy hai bên chỉ gật đầu cười xem như chào hỏi. Khi xe chay ra khỏi thành phố Sơn Viên thì vẻ mặt Đồng Quốc Khánh cũng có chút ngưng trọng, bây giờ Vương Tử Quân lại phát hiện vẻ mặt của Phó Phòng Đồng có gì đó không được tốt. À, hai năm qua thành phố Đông Bộ đã đầu tư rất lớn vào phương diện cơ sở hạ tầng, xây dựng đường xá rất đẹp. Đồng Quốc Khánh đợi Vương Tử Quân hỏi xong mới khẽ lên tiếng, nhưng giọng nói khá khô khốc, Vương Tử Quân cũng mơ hồ hiểu được vài vấn đề. Trong xe ngoài lái xe thì còn có vài vị đồng chí của phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng đứng trước mặt Vương Tử Quân và phó phòng Đồng Quốc Khánh thì bọn họ thật sự cảm thấy rất gò bó. Chỉ cần hai người Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh không mở miệng thì bọn họ cũng căn bản không dám nói lời nào. Bí thư Vương, không, phải là chủ tịch Vương, chúng ta đã liên lạc với bí thư tiết của thành phố Đông Bộ Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta sáng hôm nay chính là gặp mặt các cán bộ lãnh đạo Đảng ủy chính quyền thành phố, buổi chiều hội đồng nhân dân thành phố sẽ thông qua bổ nhiệm anh làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Đồng Quốc Khánh giống như cảm thấy lúc này mình cứ tiếp tục bảo trì trạng thái trầm mặc thật sự là không quá phù hợp, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói ra những trọng điểm công tác ngày hôm nay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những sắp xếp như vậy, hắn đến thành phố Đông Bộ nhận chức tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của phòng tổ chức tỉnh ủy và phía thành phố Đông Bộ, còn vấn đề công tác phải đợi đến lúc hắn xác định thân phận rồi hãy nói. Tuy lúc này đã sắp đến Tết nhưng sau khi tiến vào thành phố Đông Bộ thì thấy hai bên đường vẫn rất xanh tươi, làm cho thành phố bừng lên màu xanh, con đường rộng lớn cũng rất thoáng mát. Vương Tử Quân nhìn thành phố xa lạ mà không khỏi có nhiều ý nghĩ mới. Lúc này ánh mắt phó phòng tổ chức Đồng Quốc Khánh ở bên cạnh lại yên tục quét ra bên ngoài, trong mắt càng giống như hiện lên vẻ hoài niệm. Vét vét vét, một tiếng còi vang lên từ sau xe, tiếng còi vang lên giữa đường phố yên tĩnh cực kỳ chói tai. Vương Tử Quân đang trầm tư trên xe chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng còi. hắn nhìn ra bên ngoài, thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy theo sát nút. Con bà nó, không biết lái xe sao, sau này lái xe cũng phải mở mắt ra. Trên vị trí tay lái phụ của chiếc xe là một tên thanh niên với gương mặt cực kỳ đắc ý. Mái tóc cắt ngắn càng làm cho người này có thêm vài phần mạnh mẽ. Người của phòng tổ chức tỉnh ủy bình thường đều có vài phần kiêu ngạo, đừng nói là bọn họ bây giờ đang chạy xuống một thành phố tuyến dưới. Lái xe lúc này cũng không lớn tuổi, tính tình khá nóng, khi đối phương mở miệng mắng thì hắn cũng không chịu được mà hạ cửa kính xuống đấu khẩu. "Tiểu Trần, đừng gây chuyện." Đồng Quốc Khánh nhíu mày, hắn khẽ nói với tên lái xe trẻ tuổi. Tài xế vốn rất kính sợ phó phòng thường vụ Đồng Quốc Khánh. Dù sao thì hứa tiền Giang là thường ủy tỉnh ủy, chủ yếu chỉ quản lý các sự việc lớn của phòng tổ chức, các sự việc cụ thể sẽ do Đồng Quốc Khánh xử lý. Vì vậy mà hắn không dám cãi lời phân phó của Đồng Quốc Khánh vào lúc này. Vâng, trưởng phòng Đồng. Tiểu Trần lên tiếng đồng ý, hắn chuẩn bị đóng cửa sổ. Nhưng lúc này chiếc xe màu đen chợt vượt lên rồi dừng lại. Tiểu Trần cũng xem như một tay lái hạng nhất, hắn thấy đối phương thắng lại thì cũng nhanh chóng dẫm thắng. Két tiếng thắng gấp chói tai vang lên, vương tử quân chỉ cảm thấy cơ thể đổ hết về phía trước, thiếu chút nữa đập người vào hàng ghế phía trước. Tiểu Trần, lái xe kiểu gì vậy? Một tên cán bộ đi theo Đồng Quốc Khánh thấy như vậy thì trầm giọng quát Tiểu Trần. Trường Khoa Triệu, chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại. Tiểu Trần chỉ về chiếc xe phía trước rồi dùng giọng uất ức nói. Đám người nhìn theo ngón tay của Tiểu Trần, ai cũng nhìn ra ngoài. Nhưng tình huống phát sinh sau đó lại làm cho bọn họ giật mình, đó chính là chiếc xe phía trước đột nhiên chạy ngược lại, tông mạnh vào chiếc xe 20 chỗ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Xe chạy lùi lại, không nhìn lầm đấy chứ. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe phía trước mà chợt hiểu ý của chiếc xe kia. Nhưng đúng lúc này phần đuôi của chiếc xe kia đã tông mạnh vào đầu xe của phòng tổ chức tỉnh ủy. Con bà nó, các người lái xe kiểu gì vậy? Lái xe Tiểu Trần vừa bị đồng quốc Khánh cảnh cáo bây giờ đã quên tất cả những lời nhắc nhở của trường phòng đồng. Hắn mở cửa xe nhảy xuống, sau đó lớn tiếng mang đám người trên chiếc xe con màu đen phía trước. Cửa chiếc xe phía trước hạ xuống, một tên thanh niên hơn 20 tuổi thò đầu ra nói. Cháu nội, chính tao mới là người cần hỏi mày lái xe kiểu gì? Mày tông vào đuôi xe tao, không thấy à? Là mày tông vào xe tao, hi hi, lần này ông không tha cho mày. Tên thanh niên kia lên tiếng rất phách lối, sau đó hắn chui ra khỏi xe. Dù bây giờ là mùa đông thế nhưng hắn chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, trên cổ là một chiếc dây chuyền màu vàng rất lớn, cũng không biết đó có phải là vàng thật không. Mày ngậm máu phun người, chờ một lát nữa cảnh sát đến, tao cho mày biết tay. Lái xe Tiểu Trần tất nhiên hiểu tên khốn kia muốn gì, thấy đối phương chơi trò lừa bịp tống tiền thì nhanh chóng nổi trận lôi đình. Cảnh sát đến xem, mày nói cảnh sát giao thông sao? Hừ, khỏi nói nhiều. Tên thanh niên kia lên tiếng rất phách lối, sau đó hắn vẫy vẫy tay với một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến như bay. "Anh Lý, đến đây một chút, có người tông vào xe của tôi, anh giúp tôi xử lý một chút." Chiếc xe Zeta của cảnh sát vốn đang chạy về phía bên này, khi nhìn thấy tên thanh niên kia vẫy gọi thì nhanh chóng dừng lại. Hai tên cảnh sát một béo một gầy hơn 30 tuổi từ trong xe cảnh sát bước xuống, tên cảnh sát mập đi đầu khẽ gật đầu nở nụ cười với tên thanh niên kia sau đó đi đến nhìn thoáng qua vụ va chạm lại tức giận nói với tiểu trần tông vào đuôi xe của người ta anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đồng chí cảnh sát đây không phải là tôi tông vào đuôi xe của người ta vừa rồi xe của tôi đã dừng lại thế nhưng hắn ta lại lùi xe hút vào đầu xe của tôi tiểu trần đưa mắt nhìn tên cảnh sát mập hắn dùng giọng không phục nói anh nói gì xe của anh ta hút ngược vào xe anh anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời này sao đây là nơi nào? Đây là đường lớn, cũng không phải chỗ quay đầu mà lùi xe. Hơn nữa, anh xem xe gì đây? Đây là xe Cadillac trên triệu bạc, anh cảm thấy người ta không có việc gì làm thì lùi xe tông vào đầu xe của anh sao? Tên cảnh sát béo dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Trần, sau đó mở miệng dùng giọng mỉa mai nói: Đồng chí cảnh sát, anh căn bản không điều tra thì sao đổ hết trách nhiệm lên người tôi? Hơn nữa khi anh ta lùi xe lại tông vào đầu xe của tôi có rất nhiều người nhìn thấy. Bọn họ có thể làm chứng. Tiểu Trần chưa từng nếm qua thiệt thòi thế này ở thành phố Sơn Viên, bây giờ hắn thấy cảnh sát giao thông chấp pháp làm loạn thì nhanh chóng nổi nóng. Tên cảnh sát mập nhìn về phía biển số xe của Tiểu Trần, khi thấy đây không phải là xe bản địa thì càng tỏ ra bệ vệ khoa trương. "Này đồng chí, không phục sao? Anh tông vào xe của người ta còn không chịu trách nhiệm, hơn nữa còn tố ngược lại người bị hại, xem ra không giữ xe lại thì anh còn không biết nói thật." Tên cảnh sát vừa nói vừa đi về phía chiếc xe, hắn kéo cửa xe nói. Các vị xuống xe, chúng tôi tạm giữ chiếc xe này. Vương tử quân tuy còn chưa đến nhận chức nhưng dù sao cũng đã có văn kiện điều động, bây giờ hắn là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, hắn nhìn tên cảnh sát mập rồi đi xuống xe. Anh là cảnh sát giao thông của thành phố Đông Bộ sao? Vương tử quân khẽ nhìn thoáng qua tên cảnh sát mập rồi trầm rong hỏi. Vương Tử Quân đã từng là bí thư Đảng ủy xã Tây Hà Tử, đã từng là phó chủ tịch huyện Lô Bắc, cũng là chủ tịch huyện, phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn, dù lời nói của hắn rất ôn hòa nhưng một luồng quan uy lại từ trên người bùng ra. Tên cảnh sát béo thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó lại nói: "Đúng vậy, tôi là cảnh sát giao thông thuộc đại đội cảnh sát giao thông số 2 của thành phố Đông Bộ." "Tốt, vậy làm phiền anh chạy đến chuyển lời với văn phòng thị ủy." Nói là xe của phòng tổ chức tỉnh ủy gặp phải sự cố tông xe, mời bí thư tiết đến đón tiếp. Vương Tử Quân nói rồi lấy giấy chứng minh công tác ở tỉnh đoàn ra. Tên cảnh sát mập cũng không nhìn kỹ giấy chứng minh công tác của Vương Tử Quân, nhưng nghe lời của Vương Tử Quân thì thầm kinh hoàng. Hôm nay hắn nhận lệnh tập hợp, chỉ biết đó là lệnh của đại đội cảnh sát giao thông, đó chính là bảo đảm an toàn giao thông, có lãnh đạo tỉnh đến thành phố đông bộ, chẳng lẽ các vị lãnh đạo kia đi trên xe này? nếu thật sự là như vậy thì lần này mình thật sự làm lớn chuyện rồi. thế là tên cảnh sát giao thông mập chờ cảm thấy đổ mồ hôi hột. hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nhìn tên thanh niên cắt đầu đinh đứng cách đó không xa, lại xoa xoa bàn tay nói: hai vị, tôi thấy trong vụ này chắc chắn có hiểu lầm. nếu không thì thế này, dù sao hai bên cũng không có tổn thất gì. theo tôi thấy thì mọi người cùng lui một bước, ai đi đường nấy. không cần, hai chiếc xe này phải được giám định chuyên nghiệp ngay tại chỗ. Nếu như anh không thể gọi điện thoại, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho bí thư tiết." Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tên cảnh sát mập, lại trầm giọng nói. Tên thanh niên đầu đinh đang khoanh tay trước ngực nhìn tình huống xảy ra trước mắt, hắn thấy Vương Tử Quân nói hai câu đã làm cho tên cảnh sát mập sợ hãi, thế là trong lòng thật sự càng tức giận. Tên thanh niên vẫy tay với tên cảnh sát mập. "Anh Lý mập, những năm nay có nhiều góc tự coi mình là ếch, anh cứ thông báo cho văn phòng thị ủy tôi cũng muốn xem một đại nhân vật thế nào đến thành phố đông bộ này. chương 432, đóng một cánh cửa mở ra một cửa sổ. Cảnh sát lý tuy bị khí độ của vương tử quân làm cho sợ hãi, thế nhưng nếu nói về tình cảm thì thật sự thiên về phía tên thanh niên đầu đinh hơn. Hơn nữa cây đại thụ sau lưng tên thanh niên kia cũng không phải là một tồn tại mà hắn có thể đắc tội. Dù là cây lớn dễ sâu cũng không bằng quan huyện đang có quyền lực quản lý, Tên cảnh sát lý nghĩ như vậy thì dùng giọng biết thời biết thế nói. Nếu hai bên đều đã yêu cầu điều tra, như vậy tôi sẽ thông báo cho các đơn vị tương quan. Tên cảnh sát lý nói rồi cầm bộ đàm lên lớn tiếng nói. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, chỗ này có hai chiếc xe phát sinh va chạm, một chiếc xe nói là của phòng tổ chức tỉnh ủy, để chúng ta thông báo cho văn phòng thị ủy đến đón người. Vương Tử Quân nghe thấy cảnh sát lý báo cáo xong thì cũng không nói thêm điều gì. Hắn điềm nhiên leo lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đồng Quốc Khánh rồi cười cười nói: "Bây giờ cũng không có quá nhiều xe, chờ vài năm sau kinh tế phát triển, đến khi đó xe hơi trở thành công cụ để nhà nhà dùng thay cho đi bộ, đến lúc đó vấn đề giao thông sẽ làm cho tất cả lãnh đạo phải đau đầu." Sau khi Vương Tử Quân xuống xe, trưởng phòng Đồng Quốc Khánh luôn đặt lực chú ý của mình lên người vị phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn, thấy đối phương xử lý sự việc cực kỳ tốt đẹp thế là không khỏi đánh giá vương tử quân cao hơn vài phần. Vị cán bộ trẻ tuổi kia không đơn giản, hèn gì được trưởng phòng hứa coi trọng như vậy, nếu như không phải trưởng phòng hứa tạm thời về thủ đô đi họp, chỉ sợ cũng không đến lượt mình đưa đối phương xuống đây nhận chức. Tên thanh niên đầu đinh chạy chiếc Cadillac thấy vương tử quân lên xe thì giống như bị người ta không thèm quan tâm, thế là hắn vung chân đá một cái lên xe của phòng tổ chức tỉnh ủy, lại cười lạnh nói. Một chiếc xe vứt đi mà giả vờ làm đại thần, dù có bán chiếc xe này cũng chỉ là một đống sắt vụn rẻ tiền, căn bản không đủ tiền cho tao sửa xe. Nếu là trước đó thì tên cảnh sát béo sẽ hát đệm vài câu, nhưng lúc này hắn cũng không dám vì tiện lên tiếng. Trên người vương tử quân bừng bừng khí thế nghiêm nghị khó thể xâm phạm, làm cho hắn sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên. Những năm nay có rất nhiều quan lớn cải trang đi thị sát, nếu lần này mình đã phải cánh cửa sắt, sợ rằng sẽ là tai họa ngầm với tương lai của mình sau này. Nhị ca, Tôi thấy chuyện này hay là bỏ qua đi, hai bên đều không có tổn thất gì quá lớn, ai cũng cần có lòng khoan dung, thôi thì mọi người nhường nhau một bước vậy." Tên cảnh sát béo trầm ngâm một chút rồi vỗ vai tên thanh niên đầu đinh, dùng giọng cầu khẩn nói. "Bỏ qua, anh Lý Mập, anh cũng không phải không biết giá trị chiếc xe của tôi, hơn nữa đừng nói bọn họ không phải là phòng tổ chức tỉnh ủy, dù thật sự là phòng tổ chức tỉnh ủy thì thế nào? Không xuống phương Nam không biết mình ít tiền." chưa đến tỉnh thành chưa biết mình quan nhỏ, cái gì mà phòng tổ chức tỉnh ủy. Bây giờ phòng tổ chức tỉnh ủy chạy xe đạp đầy đường sao? Tên thanh niên đầu đinh nói câu cuối cùng giống như cho đám người Vương Tử Quân nghe, hắn rất lớn tiếng, đám người vây quanh xem náo nhiệt chợt cười lên vang dội. Vương Tử Quân cũng mặc kệ tên thanh niên ngu xuẩn bên dưới, hắn tiếp tục đề tài của mình. Khi xe ngày càng nhiều thì sẽ không tránh khỏi tình huống phát sinh nhiều sự cố giao thông, nếu là va chạm nhỏ thì còn dễ nói. Một khi xảy ra sự cố liên quan đến nhân mạng, dù đối với lái xe hay đối với người bị hại thì đều là tai nạn. Vì thế mà chính quyền phải cho ra chính sách phù hợp, cũng bảo đảm một cơ chế đối phó với hiện tượng xã hội ngày càng tăng này để đảm bảo lợi ích cho cả lái xe và người bị hại. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân căn bản chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đồng Quốc Khánh, nhưng hắn nói đến câu cuối cùng, thiếu chút nữa đã nói ra vài cơ chế đảm bảo giao thông. Lúc bắt đầu thì Đồng Quốc Khánh cũng tùy ý lắng nghe nhưng sau đó thấy vương tử quân phân tích quá rõ ràng hợp lý, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn cũng là một cán bộ từ cơ sở bò lên, tất nhiên biết rõ hậu quả nghiêm trọng của những vụ tai nạn có liên quan đến nhân mạng. Đặc biệt là những lái xe không mấy khá giả, nếu xảy ra sự cố giao thông thì sẽ càng thêm khổ sở. Ý nghĩ của vương tử quân giống như mở ra một cửa sổ trong lòng hắn, làm hắn cảm thấy rộng mở trong sáng hơn. Bí thư vương, anh nói rất đúng, nhưng để đảm bảo cơ chế, Đồng quốc khánh định lên tiếng thì tiếng còi cảnh báo từ phương xa truyền đến, ngay sau tiếng còi là vài chiếc xe màu đen chạy sau xe mở đường của cảnh sát, đoàn xe nhanh chóng chạy về phía vị trí chiếc xe của Vương Tử Quân. Tên cảnh sát mập nhìn đoàn xe chạy đến mà cảm thấy ngây cả người. Hắn không nhìn rõ biển số xe của những chiếc xe chạy phía sau, thế nhưng chiếc xe chạy đầu lại quá quen thuộc, đó không phải là chiếc xe chuyên làm nhiệm vụ tiếp đãi của đơn vị, thường xuyên được phái đi mở đường cho lãnh đạo sao? hầu như chỉ một lát sau thì đoàn xe đã dừng lại cách đó không xa một người đàn ông bốn năm mươi tuổi có dáng người trung đẳng bước xuống từ chiếc xe đầu tiên ở sau xe cảnh sát khi người đàn ông kia bước xuống xe thì đồng quốc khánh đang nói chuyện với vương tử quân cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng ha 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 trưởng phòng quốc khánh coi như tôi nghênh đón chậm trễ người đàn ông kia vừa nói vừa đưa tay ra với đồng quốc khánh đang đi xuống xe Lúc này trên mặt Đồng Quốc Khánh cũng lộ ra nụ cười, hắn nói. Bí thư tiết, chúng tôi đến thành phố Đông Bộ thì lại gặp phải vấn đề, làm hại ngài phải tự mình đến đón tiếp, thật sự làm phiền ngài. Ôi, trưởng phòng đồng, anh cũng là một cán bộ lão thành của thành phố Đông Bộ, bây giờ về Đông Bộ thì giống như về nhà, có gì mà phiền toái hay không chứ? Bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ là tiết diệu tiến bắt chặt tay của Đồng Quốc Khánh, sau đó dùng giọng cực kỳ thân mật nói. Đồng Quốc Khánh cũng chỉ cười cười mà không nói thêm điều gì. Khi hai người đang nói chuyện thì có bảy tám người bước xuống từ những chiếc xe phía sau. Một người đàn ông dáng người không cao nhưng toàn thân lại bừng bừng tinh thần nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiết Diệu Tiến, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể nghe theo sắp xếp của lãnh đạo. Nham Châu, ngành giao thông của các anh làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả xe của lãnh đạo tỉnh cũng gặp phải vấn đề sao? Chút chuyện thế này cũng không làm được tốt, như vậy sao có thể làm tốt công tác hộ giá hộ tống lãnh đạo? Ngày mai tôi muốn có văn bản kiểm tra toàn cục. Tiết Diệu Tiến nhìn thoáng qua người đàn ông ở bên cạnh, trong giọng nói có mang theo vài phần cường thế không thể phản bác. Hạ Nham Châu. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông tinh anh kia, hắn lập tức nhớ đến cái tên của một người trong sổ điện thoại của mình. Người này là Thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố Đông Bộ trong tưởng tượng của Vương Tử Quân thì đối phương hẳn là một người cực kỳ cường thế, nhưng lúc này bị Tiết Diệu Tiến phê bình thì căn bản không dám nói ra nửa lời dị nghị. Bí thư Tiết, tôi không làm tốt công tác đã làm cho lãnh đạo sợ hãi, sau khi trở về sẽ lập tức chỉnh đốn cải cách, kiên quyết không cho vụ việc thế này xuất hiện một lần nữa. Ánh mắt Đồng Quốc Khánh nhìn thoáng qua Hạ Nham Châu thì không nói thêm điều gì. Nếu Đồng Quốc Khánh đã không lên tiếng thì Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn tất nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ mà vạch mặt với người ta. Hơn nữa phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không phải có một mình Đồng Quốc Khánh đến nơi này, hắn không nói lời nào thì cũng sẽ có người mất kiên nhẫn. Bí thư tiết, ngài cũng đừng phê bình đồng chí Cục trưởng Cục Công an, bọn họ họ quản lý giao thông rất tốt, chỉ là dù bọn họ quản lý có tốt thế nào, cũng không thể nào quản được tình huống có người hút xe vào đầu xe của chúng tôi. Tiểu Trần bình thường chưa từng gặp phải tình huống khó chịu như lúc này, bây giờ nào chịu nổi uất ức. Hắn thấy Tiết Diệu Tiến tỏ thái độ như vậy thì nhanh chóng cắn răng nói. Khi Tiết Diệu Tiến đi đến thì dù là vẻ mặt tên thanh niên chủ của chiếc xe Cadillac hay tên cảnh sát mập cũng đều trở nên cực kỳ khó coi, nhưng nếu so ra thì chủ của chiếc xe Cadillac vẫn chấn định hơn. Tông ngược, đây là... Hạ Nham Châu định mở miệng thì lại bị Tiết Diệu Tiến vung tay lên nói. Nham Châu, chuyện này tôi cho anh xử lý tốt hậu quả, một giờ sau tôi muốn có một câu trả lời thuyết phục. Trường phòng đồng, đã để cho lãnh đạo phải chờ lâu, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta quay về thị ủy nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Tiết Diệu Tiến nói rồi đưa tay mời Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không lên xe của bí thư Tiết, hắn chỉ vào chiếc xe của phòng tổ chức tỉnh ủy rồi nói. Xe của chúng tôi chỉ có chút chảy xước, chạy đến văn phòng thị ủy cũng không có vấn đề. Được, chúng ta đi thôi vẻ mặt tiết diệu tiến có chút gì đó biến đổi, sau đó hắn nở nụ cười đi về phía xe của mình. Đoàn xe lại được khởi động chạy về phía văn phòng thị ủy. Vương tử quân ngồi trên xe nhìn khung cảnh ven đường, trong đầu thầm nghĩ tiết diệu tiến kia có thể nói những lời như vừa rồi với bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an, xem ra bí thư tiết cũng không phải chỉ là một nhân vật cường thế một cách bình thường ở thành phố Đông Bộ. Vài phút sau xe chạy vào văn phòng thị ủy khu văn phòng thị ủy chủ yếu là hai tòa nhà 9 tầng, một trái một phải đứng sướng sướng trong khoảng sân rộng, cực kỳ khí phái và phi phàm. Bốn phía được xanh hóa rất tốt, trong bãi đậu xe là những chiếc xe hơi màu đen được dừng thành hàng, giống như một đội quân danh dự đang chờ lãnh đạo đến kiểm duyệt. Trong phòng hội nghị nhỏ của thị ủy đã có sắn các vị thường ủy thị ủy, các vị phó chủ tịch, còn có các vị lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc thành phố Đông Bộ, sau khi đi vào thị trường phòng đồng quốc khánh nhanh chóng công bố bổ nhiệm với Vương Tử Quân. Lúc bắt đầu hội nghị thì có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, khi quyết định được công bố thì ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân ngày càng nhiều. Vương Tử Quân cũng lựa chọn phương án tỏ ra thản nhiên với ánh mắt mọi người. Sau khi tuyên bố văn bản bổ nhiệm thì Tiết Diệu Tiến nói vài câu đơn giản, kiên quyết ủng hộ quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, chào mừng Chủ tịch Vương bây giờ Chủ tịch Vương đến chắc chắn sẽ rót vào dòng máu mới cho ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Chúng tôi sẽ cố gắng sáng tạo cho Chủ tịch Vương một hoàn cảnh công tác tốt đẹp, v, v. Sau một giờ thì hội nghị kết thúc, sau đó Vương Tử Quân chính thức trở thành một thành viên của ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ, còn vấn đề trình tự, hắn không cần quan tâm. Bí thư tiết, sự việc đã điều tra rõ ràng là lái xe của chiếc Cadillac cố ý gây chuyện, đối phương đã thú nhận hành vi của mình cục trưởng hạ nham châu tiến vào phòng họp báo cáo với bí thư tiết sự việc có tính chất ác liệt phải xử lý thật nghiêm túc tiết diệu tiến cũng không liên hệ với đồng quốc khánh sau khi nghe xong báo cáo của hạ nham châu thì trực tiếp cho ra chỉ thị hạ nham châu cung kính đồng ý sau đó định lui xuống đột nhiên tiết diệu tiến chợt gọi lại bí thư hạ đến đây là quen một chút vị này chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố đông bộ chúng ta đồng chí phó chủ tịch vương tử quân sau này mọi người cùng nhập gánh công tác với nhau chủ tịch vương vừa đến nhận công tác nếu có gì không thích hợp thì mong anh chỉ giáo vương tử quân nghe thấy tiết diệu tiến giới thiệu mình thì cười hì hì đưa tay ra với hạ nham châu trước đó hạ nham châu cũng nghe nói có một cán bộ trẻ tuổi xuống thành phố mình nhận chức phó chủ tịch thường vụ cũng không ngờ lại là một cán bộ trẻ tuổi như vậy chủ tịch vương bí thư tiết cũng đã có phân phó sau này nếu anh có chuyện gì chỉ cần cho gọi một tiếng là được Hạ Nham Châu có bàn tay không lớn thế nhưng lại cực kỳ có lực, sau khi bắt chặt tay Vương Tử Quân thì nở nụ cười cởi mở nói. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói khách khí của Hạ Nham Châu là thật, hắn cười ha hả nói. Tôi cũng phải cảm ơn ngài, nhưng nếu như sau này có gì làm phiền đến ngài, chỉ mong ngài đừng cau mày. Hai người nói vài câu, sau đó Tiết Diệu Tiến đưa Vương Tử Quân đến giới thiệu cho các thành viên ban ngành và các vị phó chủ tịch thành phố, lúc bắt đầu giới thiệu thì hắn cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, đáng lý ra phải để cho Chủ tịch Sương Bình giới thiệu ban ngành lãnh đạo khối chính quyền cho anh, thế nhưng hai ngày qua đồng chí Sương Bình về thủ đô chạy một hạng mục còn chưa kịp quay về. Vừa rồi anh ấy còn gọi điện thoại cho tôi, nói là tôi thay mặt anh ấy để mời anh vài ly rượu, hoan nghênh Chủ tịch Vương đến nhận công tác. Tiết Diệu Tiến nói đến Chủ tịch Sương Bình, tất nhiên đó sẽ là Chủ tịch thành phố Đông Bộ là Nhâm Sương Bình, là lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân biết rõ dù xuống địa phương nào cũng phải bày ra vị trí chính đáng của mình, bảo trì sự tôn kính với lãnh đạo. Sau khi Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn thì Tiết Diệu Tiến bắt đầu giới thiệu với các thành viên ban ngành. Đến trưa lại bố trí tiệc rượu ở khách sạn Đông Bộ, cơ bản các thành viên ban ngành của hai khối đảng ủy chính quyền đều đến tham gia. Khi mọi người ngồi xuống bàn, Tiết Diệu Tiến khách khí cho đồng quốc khánh ngồi vị trí chủ tọa. Thế nhưng Đồng Quốc Khánh dù thế nào cũng không ngồi. Hai bên khiêm tốn một phen, cuối cùng mới quyết định bỏ ghế chủ tọa, hai vị lãnh đạo ngồi xuống hai bên trái phải. Dù là tiệc rượu nhưng vì buổi chiều còn có công tác nên mọi người cũng không uống nhiều, tuy lần này đưa Vương Tử Quân đến nhận chức, thế nhưng tân khách lại chính là đám cán bộ phòng tổ chức Đồng Quốc Khánh. Trên mặt Đồng Quốc Khánh luôn treo nụ cười thế nhưng lại giống như người đứng ngoài ngàn dặm với cán bộ thành phố Đông Bộ điều này làm cho bầu không khí bữa tiệc luôn nặng nề, căn bản không thể nào náo nhiệt được. Chủ tịch Đồng, tôi mời ngài một ly. Ngài là lão lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, mong lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến đám cấp dưới chúng tôi. Khi vương tử quân cảm thấy bữa tiệc rượu sắp kết thúc, đúng lúc này một người đàn ông hơn 40 tuổi cầm một chai rượu đi đến mỉm cười nói với Đồng Quốc Khánh. Khi thấy người đàn ông này thì Đồng Quốc Khánh khẽ nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua tiết rượu tiến rồi trầm giọng nói bí thư tiết buổi chiều còn có trình tự tổ chức cần thông qua theo tôi thấy chúng ta nên tuân thủ quy củ có tâm ý là được mọi người cũng đừng nên chúc rượu tiết rượu tiến khẽ gật đầu hắn định lên tiếng đúng lúc người đàn ông kia lại nói bí thư tiết anh cũng không phải không biết tử lượng của chủ tịch đồng hôm nay chủ tịch đồng về lại thành phố đông bộ đây thật sự là cơ hội khó có được nếu không thể mời chủ tịch đồng một ly rượu tôi cũng cảm thấy rất khó chịu người đàn ông kia lên tiếng sau đó hắn xếp một hàng ly lên bàn tự rót cho mình ba ly sau đó ngửa cổ uống cạn hắn lên tiếng chủ tịch đồng lão lãnh đạo tôi đã uống trước ba ly ngài cứ tùy ý dù người đàn ông kia nói là tùy ý nhưng rõ ràng lại có tư thái bức cung vương tử quân có chút trầm ngâm hắn chợt nhớ người đàn ông kia hình như tên là lý khang lộ theo lời giới thiệu của bí thư tiết thì người này là phó chủ tịch thành phố một vị phó chủ tịch chưa nhập vào thường ủy mà có thể đứng ra mời rượu trưởng phòng đồng quốc khánh như vậy chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó đồng quốc khánh nhìn ly rượu trước mặt vẻ mặt hắn chợt biến đổi nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường hắn nở nụ cười tiếp nhận ly rượu uống cạn sau đó cũng không nói gì mà ngồi xuống vị trí của mình chủ tịch đồng lý khang lộ lại tiếp tục cầm chai rót rượu hắn định lên tiếng thì tiết rượu tiến đã trầm giọng nói chủ tịch khang lộ chủ tịch đồng đã nói rồi, buổi chiều còn trình tự cần làm, uống một ly là được rồi. Lý Khang Lộ có gan náo loạn với Đồng Quốc Khánh nhưng khi đối diện với Tiết Diệu Tiến thì căn bản cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tiết Diệu Tiến, thế là trực tiếp uống cạn ly rượu mình vừa rót rồi lên tiếng giải thích. Bí thư Tiết, anh cũng đừng trách tôi, tôi chỉ là muốn bày tỏ lòng kính ngưỡng với Chủ tịch Đồng. Lão Chủ tịch, những năm qua ngày rời khỏi đây, thành phố Đông Bộ thật sự chuyển biến theo từng ngày, nếu như có thời gian rảnh thì tôi sẽ đưa ngài đi dạo một vòng. Thật sự có thời gian rảnh. Đồng Quốc Khánh nhàn nhạt nói một câu, hắn cũng không nhìn mặt Lý Khang Lộ, ánh mắt chuyển xuống mặt bàn. Chỉ sau nửa giờ thì tiệc rượu kết thúc, lúc này đã đến giờ chiều, mọi người cũng thầm hiểu nhau, thế cho nên các trình tự còn lại chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi. Dưới sự tỏa chấn của bí thư tiết diệu tiến, thành phố Đông Bộ thuận lợi thông qua bổ nhiệm Vương Tử Quân làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, đồng thời hắn còn là phó bí thư đảng ủy khối chính quyền. Sau khi kết thúc trình tự bổ nhiệm Vương Tử Quân thì Đồng Quốc Khánh trực tiếp rời khỏi thành phố Đông Bộ. Tuy Tiết Diệu Tiến nhiệt tình mời trưởng phòng đồng ở lại, thế nhưng Đồng Quốc Khánh viện cớ còn có việc bận để rời khỏi Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh rời đi làm cho đám thường ủy và phó chủ tịch thành phố Cung không còn lý do để tụ tập ở lại, thế là chỉ sau 10 phút đám người đã tản đi. Chủ tịch Vương, đến phòng tôi tâm sự một chút. Khi Vương tử quân chuẩn bị rời đi thì Tiết Diệu Tiến chợt lên tiếng. Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến ở tầng 7 của khu văn phòng thị ủy, đi vào trong phòng làm người ta sinh ra cảm giác ấm áp như mùa xuân. Một tên thanh niên khéo léo tháo vát và thông minh đến dâng trà cho hai người, sau đó nhanh chóng lui ra và đóng cửa phòng. "Chủ tịch Vương, đám cán bộ già lão chúng tôi cực kỳ chờ đợi anh đến thành phố Đông Bộ nhận công tác. Chưa nói đến những thứ gì khác, Độ tuổi trung bình của tập thể ban ngành lãnh đạo cũng nhờ anh gia nhập mà giảm xuống vài tuổi. Trên gương mặt nghiêm túc của Tiết Diệu tiến lộ ra nụ cười nhạt, rõ ràng hắn rất hài lòng với sự gia nhập của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói: "Bí thư Tiết, tôi vừa đến thành phố Đông Bộ cũng không quen thuộc tình huống. Ngài là lãnh đạo thành phố nhiều năm, nếu tôi có gì không được thì kính xin ngài cứ thẳng thắn chỉ giáo. Trước tiên anh cũng đừng nghĩ đến chuyện công tác." nếu anh mới đến nhận trước mà đã bắt đầu bận rộn thì sẽ có người nói tiết diệu tiến tôi quá nghiêm khắc. Đúng rồi, bí thư vương chắc hẳn đã kết hôn rồi chứ. Vợ của anh có cần điều chỉnh công tác không? Nếu cần thì anh cứ chọn một đơn vị trong thành phố rồi nói với tôi một tiếng là được. Tiết Diệu Tiến khẽ khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Cảm ơn Bí Thư Tiết, nhưng vợ tôi là một quân nhân, tạm thời còn chưa có ý chuyển nghề. Nếu tương lai có tính toán gì khác, nhất định sẽ đến làm phiền bí thư tiết. Vương tử quân khách khí cười cười với bí thư tiết, sau đó dùng giọng thoải mái nói. Tiết diệu tiến cũng không nói thêm điều gì, hắn buôn chuyện vài câu với vương tử quân rồi đứng lên nói. Chủ tịch vương, anh còn chưa quen thuộc tình huống thành phố đông bộ, vì vậy công tác có thể thỉnh giáo chủ tịch Sương Bình, nếu như không có mặt chủ tịch Sương Bình thì có thể đi tìm tâm sự với chủ tịch Khang Lộ. Người này tuy làm phó chủ tịch thành phố chưa lâu, Thế nhưng lại là một cựu chiến binh của thành phố Đông Bộ, biết rất rõ tình huống của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân lên tiếng: "Tôi biết rồi, một năm qua công tác ở tỉnh đoàn, bây giờ thật sự rất muốn xuống cơ sở rèn luyện." Hai người tiếp tục bàn đến vài vấn đề, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Hắn vừa đi vừa nghĩ về những tình huống phát sinh vào ngày hôm nay, càng cảm thấy Lý Khang Lộ kia có quan hệ không tầm thường với Tiết Diệu Tiến. Vì Vương Tử Quân mới đến nên được sắp xếp ở nhà khách thành phố Đông Bộ. Lúc này nhà khách tiếp đón một vị lãnh đạo là phó chủ tịch thường vụ thành phố, điều này làm cho giám đốc nhà khách là Nhâm Vĩnh cách thật sự bận rộn tối mắt. Từ khi Vương Tử Quân đi vào khách sạn thì hắn luôn đi theo, lại liên tục dặn dò nhân viên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ gian phòng của chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, Tiểu Mai là nhân viên hàng nhất của khách sạn Đông Bộ, sau này cô ấy sẽ phục vụ cho lãnh đạo, nếu ngài có bất kỳ điều gì cần cứ phân phó với cô ấy. Lúc này gương mặt mập mạp của nhâm vĩnh cách đã thật sự giống như biến thành một đóa hoa. Vương tử quân cười cười gật đầu nói. À, được, có việc gì tôi sẽ tìm cô ấy, giám đốc có gì bận thì cứ tự tiện. Tôi cũng không có gì bận rộn cả, đối với khách sạn của chúng tôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phục vụ ngài thật tốt. Nhâm vĩnh cách nói, hắn thấy nhân viên tiểu mai dùng ly sứ trắng để rót nước cho vương tử quân, thế là không khỏi nổi giận. Tiểu Mai, tôi đã nói với cô thế nào rồi? Đã chuẩn bị một bộ dụng cụ pha trà cho Chủ tịch Vương, cô làm vậy là sao? chương 433, con người đặt câu hỏi, Thượng Đế bật cười. Giám đốc, tôi. Tiểu Mai thật sự sợ nhâm vĩnh cách đến tận xương tủy. Sau khi nghe thấy câu hỏi của giám đốc nhâm thì thiếu chút nữa đã đánh rơi cả ly trà trong tay xuống đất. Nàng định lên tiếng giải thích thì nhâm vĩnh cách đã khua tay mất kiên nhẫn nói. Đừng nói rằng ngay cả chuyện nhỏ đó cũng làm không xong đấy nhé, như vậy thì còn gì là nhân viên hạng nhất của khách sạn. Tôi nói cho cô biết, phục vụ lãnh đạo thì dù là chuyện nhỏ cũng không thể phát sinh sai lầm, có biết không? Trước kia Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc thật sự là người nói 102, khi đó giám đốc nhà khách cũng nịnh bợ hắn đến mức cực điểm, thế nhưng tên giám đốc kia thậm chí còn chưa bằng Nhâm Vĩnh cách vào lúc này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của Tiểu Mai, thế là hắn vung tay với nhâm vĩnh cách rồi nói. Giám đốc nhâm, đây chỉ là chuyện nhỏ, coi như bỏ qua. Chủ tịch vương thật sự khoan hồng độ lượng, không chấp nhất với bọn họ, đây rõ ràng là khí độ của lãnh đạo. Nhâm vĩnh cách cười khen vương tử quân hai câu, sau đó lại dùng giọng phàn nàn giải thích. Thật ra tôi cũng không muốn phê bình người khác, chỉ là tôi được sắp xếp ở cương vị này, cũng không thể nào phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo, cũng không thể vì trình độ phục vụ của khách sạn làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư tiếp tục nghe Nhâm Vĩnh Cách ca thán, thế là hắn phất tay nói: "Giám đốc Nhâm, anh cứ đi làm việc đi, tôi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ trò chuyện sau." Nhâm Vĩnh Cách nghe nói Vương Tử Quân muốn nghỉ ngơi thì cũng không dám nói thêm lời nào, hắn nhanh chóng chào lãnh đạo rồi đi ra, nhưng khi đi đến cửa còn khẽ nói: "Chủ tịch Vương, ngài dùng cơm tối ở khách sạn hay ở bên ngoài, nếu như ngài dùng cơm trong khách sạn, tôi sẽ cho nhân viên phục vụ đưa vào phòng cho ngài. Không cần, tôi sẽ ra ngoài dùng cơm, tôi đã có hẹn. Vương Tử Quân cũng không muốn để Nhâm Vĩnh Cách ở lại gây rối, hắn trực tiếp từ chối lời đề nghị của Giám đốc Nhâm. Khi Nhâm Vĩnh Cách rời đi thì căn phòng hơn 50 mét vuông đã trở nên yên tĩnh. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon, hắn bắt đầu suy tư về quá trình hôm nay, bắt đầu nghĩ về những người mình gặp được vào ngày hôm nay. Trước khi đến thành phố Đông Bộ thì Vương Tử Quân từng nghe nói Tiết Diệu Tiến là một người cực kỳ cường thế, bây giờ xem ra bí thư Tiết cũng không phải là cường thế như bình thường. Nếu nói theo cách của người hữu tâm, ban ngành thành phố Đông Bộ thật sự rất đoàn kết. Một ban ngành đoàn kết, lại có một vị bí thư thị ủy cường thế, như vậy trên cơ bản đã chú định chỉ có một kết cục chính trị, tính cách của Chủ tịch Nhâm Sương Bình chắc chắn đứng ở góc bù với bí thư Tiết Diệu Tiến, mà đám cán bộ ở bên dưới hai vị lãnh đạo mạnh mẽ như vậy cũng không đơn giản. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn xem xét một lúc, sau đó nhảy xuống giường. Hắn còn chưa nhận công tác, cần gì phải ép mình khổ sở như vậy? Chính mình không phải là lãnh đạo chủ yếu của Đảng ủy chính quyền, chỉ cần mình làm tốt công tác, như vậy binh tới tướng đỡ nước đến đáp đê không được sao? Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Tiểu Bắc. Hắn muốn nói ra tin tức mình đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ. Nhưng khi thấy không liên lạc được, hắn chợt cảm thấy có chút thất lạc, cũng không còn tâm tư gọi điện thoại. Bụng đói kêu réo làm cho Vương Tử Quân nhanh chóng thoát khỏi cảm giác thất lạc, giữa trưa hắn cũng không ăn quá nhiều, bây giờ thật sự muốn ăn một bữa thật no. Vương Tử Quân rời khỏi phòng và đi xuống bên dưới, khoảnh khắc khi rời khỏi khách sạn, một chiếc xe quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt. Dù vương tử quân không quá quan tâm đến chuyện xe cổ thế nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra chiếc xe kia, đó không phải là chiếc xe buổi sáng cố ý lui lại hút vào đầy xe của phòng tổ chức tỉnh ủy sao. Hắn còn nhớ rõ khi Hạ Nham Châu đến báo cáo công tác với bí thư tiết diệu tiến, bí thư tiết đã dùng ngôn từ chuẩn xác nói phải xử lý nghiêm vụ này. Nhưng bây giờ chiếc xe kia lại nghênh ngang lái vào nhà khách thành phố Đông Bộ, khi chiếc xe dừng lại thì có bốn người gồm hai nam hai nữ bước xuống, một người trong số đó chính là tên thanh niên đầu đinh buổi sáng. Nhị ca, hôm nay đã làm anh phải uất ức, đám người đội cảnh sát giao thông kia thật sự là chó mù dám giữ xe của ngài. Ngài cũng đừng nóng, sau này chúng ta sẽ cho hắn biết tay. Một tên đàn ông hơi lùn đứng bên cạnh tên thanh niên lái xe, hắn dùng tay vỗ vỗ ngực rồi hùng hổ nói với tên thanh niên đầu đinh lúc sáng. Hổ tử, đừng nói nhảm nhiều như vậy, vấn đề này không liên quan đến đám cảnh sát giao thông cai. Con bà nó, coi như ông đây xui xẻo, đụng vào xe gì không đụng, lại đụng vào xe của phòng tổ chức tỉnh ủy đưa phó chủ tịch thường vụ xuống nhận chức, đúng là quá xui xẻo. Tên đàn ông lúc sáng điều khiển xe hút vào xe của phòng tổ chức tỉnh ủy khóa xe lại thật cẩn thận rồi lớn tiếng nói. Tên đàn ông được gọi là hồ tử chợt cười nói. Nhị ca, ngài cũng không thể nói như vậy được, như vậy có gì là xui xẻo. Phòng tổ chức tỉnh ủy đưa phó chủ tịch thường vụ xuống nhận chức, được bao lâu sẽ tiếp tục đổi người chiếc xe kia được ngài húc vào cũng xem như phúc tinh chiếu giỏi, không thể là người bình thường có thể so sánh được. Tiểu tử cậu chỉ giỏi nịnh hót làm anh đây vui vẻ, ha ha ha. Tên đàn ông húc xe vừa nói vừa ngẩng đầu đi vào trong khách sạn. Lúc tên đàn ông húc xe buổi sáng đi vào trong khách sạn thì ánh mắt rơi lên người của Vương Tử Quân. Hắn cũng là một kẻ có trí nhớ tốt, buổi sáng Vương Tử Quân xuống xe nói chuyện với tên cảnh sát mập, hắn đã nhìn và nhớ kỹ bộ dạng của Vương Tử Quân. Khi thấy vương tử quân đứng đó thì vẻ mặt tên đàn ông hút xe chợt biến đổi, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước đi đến trước mặt vương tử quân. Ôi, đây không phải là lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Hôm nay chúng ta gặp mặt hai lần thật sự là có duyên phận. Vương tử quân cũng không có tâm tư phản ứng đến loại lưu manh này, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía tên kia, sau đó xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nhị ca, đây là tên lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy kia sao? tôi thấy đâu là một tên mặt trắng ăn bám mới đúng. Tiểu tử, anh nói cho mày biết, nếu mày còn dám trêu chọc nhị ca của chúng tao, có tin tao đánh mày biết tay không? Tên đàn ông được gọi là hổ tử chợt đưa tay lên cho ra một tư thế cắt cổ. Vẻ mặt vương tử quân chợt biến đổi, hắn đã bao giờ bị người ta uy hiếp thế này? Khi hắn chuẩn bị phản kích thì một bàn tay thon dài trắng nõn chợt duỗi tới, bàn tay chụp lấy cánh tay hổ tử rồi khẽ vặn lại. Hổ tử lập tức hét lên một tiếng thảm thiết sao em lại đến đây? Vương tử quân nhìn gương mặt xinh đẹp của người đối điện mà không khỏi tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Vừa đúng lúc có hai ngày nghỉ. Mạc tiểu bắc hất hổ tử sang một bên, hổ tử kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Vương tử quân nhìn hổ tử ngã xuống đất không đứng dậy nổi, hắn thầm nghĩ đừng thấy vợ mình không nói không rằng mà khinh thường, chỉ cần vợ mình ra tay thì biết sức chiến đấu là không tầm thường. Mày muốn chết sao? Tên đàn ông được xưng là nhị ca thấy anh em của mình bị hại thì đẩy cô gái ở bên cạnh ra, hắn vung tay tắt thật mạnh vào mặt Mạc Tiểu Bắc. Nhưng hắn dù dồn hết sức cũng căn bản không là gì với Mạc Tiểu Bắc, bàn tay của hắn còn tra đến mặt nàng thì một chiếc giày da đã đá vào bụng hắn. Anh vừa nói gì, anh định làm gì anh ấy? Mạc Tiểu Bắc chờ tên nhị ca bên kia ngã xuống thì dùng giọng lạnh lùng hỏi hổ tử. Ông sẽ phế nó, có gì sao? Tao nói cho mày biết, ông không những phế nó, ông còn tìm người chơi mày, con bà nó đến lúc đó sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. Hổ Tử là một tên du côn cực kỳ hợp cách, nhưng khốn nổi lời khiêu khích của hắn vào lúc này lại xúc phạm đến tâm lý của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy lời nói của Hổ Tử thì máu huyết sôi trào, hắn vung chân đạp mạnh vào Hổ Tử. Nếu nói về sức chiến đấu thì Vương Tử Quân kém hơn mạc Tiểu Bắc thế nhưng một đá của hắn lúc này lại dồn vào người hổ tử đang gục xuống không thể đứng lên thế là hổ tử lập tức gào lên đau đớn mạc tiểu bắc cũng cực kỳ căm hận lời nói của hổ tử gương mặt của nàng được bao phủ trong một tầng sương lạnh nàng không chờ vương tử quân mở miệng mà vung chân đạp xuống vương tử quân nhìn thấy mình và mạc tiểu bắc hầu như cùng thu chân trên người hổ tử thế là hắn chợt cảm thấy buồn cười không hiểu nguyên nhân mạc tiểu bắc nhìn mặt vương tử quân gương mặt nàng lại có thêm chút biểu hiện khá sinh động các người làm gì vậy, còn không mau đứng ra? Khách sạn Đông Bộ chính là một yếu điểm của thành phố Đông Bộ, cổng khách sạn luôn có cảnh sát, thế nên khi hai người nhị ca ngã xuống đất không lâu thì có vài tên cảnh sát chạy đến. Khi thấy cảnh sát chạy đến thì vẻ mặt nhị ca chợt biến đổi, hắn lớn tiếng nói. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, hai người này tấn công chúng tôi. Vương Tử Quân thấy cảnh sát chạy đến thì gật đầu với Mạc Tiểu Bắc, hắn muốn xem cảnh sát xử lý sự việc như thế nào. Đám cảnh sát rõ ràng có quen biết với Nhị Ca và Hồ Tử, khi thấy hai tên kia bị đánh ngã thì tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng chuyển sang nhìn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. "Các người là kẻ khả nghi đánh người, mau theo chúng tôi tiếp nhận điều tra." Đám cảnh sát thấy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cũng không lớn tuổi, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, một tên trầm giọng nói với Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc khẽ cười lạnh một tiếng, nàng định nói thì Vương Tử Quân đã vung tay nói bọn họ có đi theo chúng tôi không? Con bà nó, ai đi với mày? Ông là người bị hại, ông muốn yêu cầu các đồng chí công an cho ra một câu trả lời phù hợp. Hổ tử bị hai người vương tử quân cho một đạp, vốn tức giận điên người, bây giờ nghe thấy vương tử quân nói như vậy thì lập tức lớn gan hẳn lên. Vài tên cảnh sát chạy đến đều có quen biết hổ tử, vì vậy khi thấy hổ tử mở miệng thì chỉ khẽ cười, căn bản không ai muốn mở miệng. Vương tử quân cũng căn bản không quan tâm đến vở hài kịch lúc này, lúc này Mạc Tiểu Bắc đến, hắn cũng không có thời gian. Thế là hắn kéo tay Mạc Tiểu Bắc rồi nói. Có gì các anh cứ đi tìm giám đốc nhâm là được, đúng rồi, hai người kia dám uy hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt, các anh đưa bọn họ đi, nếu không đừng trách tôi tìm bí thư hạ để nói ra sự việc này. Hổ tử đứng thẳng người lên, hắn thấy hai người vương tử quân muốn đi thì không khỏi có chút gấp gáp. Hắn muốn vung tay giữ lấy vương tử quân, nhưng hắn lại đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi kinh hoàng rụt bàn tay về. Đám cảnh sát vốn cũng có ý nghĩ muốn xem náo nhiệt, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói đến Hạ Nham Châu, trong lòng chợt sinh ra cảm giác kinh hoàng. Bọn họ tất nhiên biết rõ những người ở trong khách sạn đông bộ đều là lãnh đạo, nếu như mình bị kẹp giữa hai bên, như vậy sẽ cực kỳ khó chịu. Tìm giám đốc nhâm, hư, được, ông sẽ gọi giám đốc nhâm ra, để xem anh ta nghe lời tao hay nghe lời mày hổ tử cũng không muốn mất mặt, lúc này nghe thấy vương tử quân lên tiếng thì cũng nổi giận. Hắn là khách quen của khách sạn Đông Bộ, giám đốc Nhâm Vĩnh Cách trước nay luôn nịnh nọt lấy lòng hắn. Anh Nhâm, Nhâm Vĩnh Cách, anh xuống đây cho tôi. Hổ tử hét lớn làm cho hai nhân viên phục vụ trong khách sạn phải đưa mắt nhìn ra. Tiếng hét của hổ tử thật sự có tác dụng, chỉ sau nháy mắt thì Nhâm Vĩnh Cách với cơ thể mập mạp đã xuất hiện ngoài cửa khách sạn. Hổ tử chỉ vào Nhâm Vĩnh Cách rồi nói thấy không đây là anh nhâm chờ đó mà xem nhâm vĩnh cách đến rất nhanh hắn liếc mắt thấy hổ tử đang đứng bên dưới bậc thềm khách sạn hắn nghe thấy đối phương kêu gào thì có chút mất hứng nhưng hắn nào dám đắc tội với loại lưu manh như vậy thế cho nên vẫn nở nụ cười đi xuống chào đón nhưng khi đang chuẩn bị chào hỏi hổ tử nhâm vĩnh cách lại thấy vương tử quân đứng sau lưng hổ tử không xa tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ anh nhâm vừa rồi hắn cho gọi anh ra gặp cảnh sát. Hổ tử thấy nhâm vĩnh cách đi đến thì nhanh chóng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì nhâm vĩnh cách đã đi đến trước mặt vương tử quân, lại cung kính nói một câu chủ tịch vương. Đám cảnh sát ở bên cạnh chợt cảm thấy kinh hồn, bọn họ là cảnh sát phụ trách an toàn chung quanh khách sạn đông bộ, bọn họ thật sự còn linh thông tin tức hơn bất kỳ người nào ở nơi khác. Lúc này bọn họ nghe rõ cách xưng hô của nhâm vĩnh cách, Thế là nhớ đến sự kiện phó chủ tịch thường vụ đến nhận chức vào ngày hôm nay. Bây giờ có rất nhiều tin tức về vị phó chủ tịch thường vụ kia, hơn nữa xưa nay mọi người luôn cực kỳ mẫn cảm với vấn đề bổ nhiệm nhân sự, có đủ mọi phiên bản nhận xét về vị chủ tịch mới này, nhiều nhất chính là phó chủ tịch Xuân Phong Đắc Ý, danh tiếng mạnh mẽ, đồng thời lại rất trẻ. Hôm nay đám cảnh sát được gặp mà thật sự cảm thấy bàng hoàng ngạc nhiên, vị phó chủ tịch thường vụ thành phố không ngờ lại trẻ như vậy. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn Phó chủ tịch Vương, lãnh đạo tỏ ra không buồn không giận, không có chút gì là tức giận, điều này càng làm cho bọn họ sinh ra cảm giác không yên và bất an. Có những lãnh đạo lòng dạ rất sâu, bọn họ không biểu hiện cảm giác của mình ra ngoài mặt, có những lúc tức giận lại nở nụ cười, cũng không dễ mở miệng. Nhưng đáng chết chính là những vị lãnh đạo như vậy thường rất khó đối phó, không ra tay thì không sao, ra tay sẽ làm cho người ta khó thể nào chống đỡ, không sức hoàn thủ nhị ca đứng cùng với hồ tử, lúc vừa hắn còn tỏ ra ngang ngược, bây giờ thật sự rất sững sốt. Hắn biết phương tử quân đi cùng đám người phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng hắn chỉ cho rằng người này là cán bộ của phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng không ngờ đối phương là phó chủ tịch thường vụ thành phố vừa đến nhận chức. Anh Nhâm, hai người kia vừa rồi đã uy hiếp đến an toàn của tôi, anh để cho các đồng chí công an đưa bọn họ đi điều tra cho tôi. Phương tử quân vung tay với Nhâm Vĩnh Cách, sau đó hắn nhìn đám cảnh sát các anh làm rõ vụ này cho tôi. Vương Tử Quân nói xong những lời vừa rồi thì xoay người rời đi, căn bản không quá quan tâm đến nhâm vĩnh cách đang muốn mở miệng, càng không quan tâm đến đám cảnh sát lúc này đang đưa mắt nhìn nhau, gương mặt cực kỳ sợ hãi. Mạc Tiểu Bắc đi theo Vương Tử Quân, hai người cùng đi về phía phòng của hắn. Hổ tử nhìn hai người Vương Tử Quân bỏ đi mà nói một câu không cam lòng. Vừa rồi hắn còn đánh tôi. Hổ tử, anh nói gì? phó chủ tịch thường vụ đánh anh, nói ra chỉ có quỷ mới tin. Nhâm Vĩnh Cách thật sự rất mất hứng, đây dù gì cũng là địa bàn của hắn, phó chủ tịch thường vụ ở đây chính là tin tưởng vào hắn. Nếu vấn đề an toàn của lãnh đạo không được đảm bảo, cô ố này xuất hiện phần tử côn đồ lưu manh, như vậy hắn còn công trạng gì? Dù sau lưng cũng có ô dù bao phủ, thế nhưng nếu hắn chọc giận phó chủ tịch thường vụ, dù có ô dù phía sau, sợ rằng ô dù cũng không vì một tiểu tử ngu ngốc như hắn mà lật cổ tay với phó chủ tịch thường vụ. Sự việc vốn chẳng là gì, bây giờ vì có lẫn vào chút chính trị mà thêm phức tạp. Đi thôi, nhị ca, xin lỗi, chúng tôi chấp hành công vụ, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tên cảnh sát đứng đầu nghe thấy nhâm vĩnh cách nói như vậy thì cũng chỉ có thể đi đến trước mặt nhị ca nói, giọng điệu của hắn tuy rất khách khí nhưng lại cực kỳ chân thật đáng tin nhị ca tuy nghênh ngang kiêu ngạo nhưng lúc này cũng biết mình khó thoát hắn khẽ cười nói với đám cảnh sát cảnh sát lý có cần còng không không cần trên địa bàn thành phố đông bộ có ai không biết giám đốc đỗ chứ nhị ca là anh em của giám đốc đỗ tất nhiên cũng hiểu rõ đại nghĩa cũng không làm cho anh em chúng tôi khó xử cảnh sát lý cũng là người có ánh mắt rất sâu sắc hắn nhanh chóng nở nụ cười nói lời xin lỗi với nhị ca chương 434, quốc đất gieo hạt giữa ban chưa rất vất vả. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến chỗ các anh, hôm nay đi đến một lần nữa là được. Nhị ca nói rồi móc điện thoại ra gọi đi. Anh, em đến đồn công an. Nhị ca nói xong thì cũng không biết bên kia nói gì mà hắn cúp điện thoại. Nhị ca, giám đốc đỗ cho chỉ thị thế nào? Hồ tử dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn nhị ca. Đừng nói nhảm, đi đến trước rồi nói sau nhị ca khẽ cười với hổ tử, sau đó đi về phía trước một bước. Còn thế nào nữa, anh em chúng ta đến đó ngồi một lát. Vương tử quân gặp Mạc tiểu bắc thì tất nhiên tỏ ra rất vui sướng, hắn vừa vào cửa đã kéo nàng vào lòng rồi cười hỏi. Sao em lại đến đây? Này, người ta đến thăm anh một chút không được sao? Mạc Tiểu Bắc khẽ cười, lúc này nhìn nàng thật sự tươi sáng như một đóa hoa. Mạc Tiểu Bắc chính là Mạc Tiểu Bắc, dù trong lòng có cảm tình vô hạn thì biểu hiện ra bên ngoài cũng vẫn điềm nhiên như không. Cũng ma Vương Tử Quân đã có thói quen, bây giờ nếu vợ hắn không như vậy, hắn lại xem đó là không bình thường. Hắn nắm chặt bàn tay của nàng, sau đó dùng giọng vui sướng nói: "Vợ, em nói như vậy anh thật sự cảm thấy bị thương, anh còn tưởng rằng em đặc biệt xin nghỉ đến gặp anh." Mạc Tiểu Bắc khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, trên mặt có thêm vài phần dí dỏm. Nàng cười rất quyến rũ từng chú cảm tình bộc lộ ra bên ngoài, giống như một đóa hoa chậm rãi khoe sắc, hạnh phúc tràn lan. Sau khi hai người kết hôn thì chung đụng thì ít mà cách xa thì nhiều, dù mỗi lần gặp lại thì vương tử quân giống như sói như hổ, hận không thể nào nuốt cả mạc tiểu bắc vào trong bụng. Nhưng mạc tiểu bắc vẫn không có mấy biến đổi, nàng vẫn thon thả, vẫn đẹp như trước, vẫn khí chất như cũ, vẫn là hình tượng mà vương tử quân yêu mến. Vương tử quân đưa mắt nhìn vợ, hắn chợt cảm thấy thỏa mãn, thế là không khỏi lên tiếng hỏi vợ anh nhớ em có vấn đề gì không mạc tiểu bắc nở nụ cười khanh khách sau đó nói một câu vui đùa có phải vì anh công tác quá nhiều nên có vấn đề rồi không chẳng lẽ anh đang xin chỉ thị của em sao vương tử quân nghe lời có ẩn dấu chút hờn giận của mạc tiểu bắc hắn cũng không phải không hiểu ý nghĩ của nàng dù nàng trước nay là một cô gái không tim không phổi không biết cách biểu hiện tình cảm thế nhưng đó cũng là một bản tính mà hắn yêu thương. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác giống như mình là một con mèo tham ăn, từ sau khi hiểu biết chuyện nam nữ thì đã duyệt qua vô số người. Những người phụ nữ đến với hắn đều có chút khác biệt, trong đó có Tần Hồng Cẩm, Y Phong, Trương Lộ Giai, thế nhưng nói thật thì Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng hắn lại là một trường hợp đặc biệt hơn tất cả. Có lẽ đây chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Vương Tử Quân, cũng có lẽ hắn rất yên tâm thoải mái với nàng, hắn chỉ cần ôm vợ là cảm nhận được mùi hương đặc biệt. Mùi hương bùng ra tên người mặc Tiểu Bắc giống như có thể gây nghiện, mỗi khi ngửi được nó thì hắn nhanh chóng trở nên điên cuồng. Khi đó hắn cảm thấy mình giống như lạc lối vào tiên canh, hắn cảm thấy khó có người đàn ông nào chống đỡ được cảm giác hạnh phúc như vậy. Hai người trải qua một tình huống mây mưa điên đảo loan phượng, cuối cùng mọi thứ cũng quay về trạng thái yên tĩnh, cũng không ai muốn ra ngoài, bọn họ ở trong phòng nói chuyện tâm sự thật ra phần lớn thời gian là vương tử quân nói, mặc tiểu bắc lắng nghe. Tuy hắn chỉ nói ra những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng nàng lại thích nghe, trên mặt lại có nụ cười vui vẻ, si ngốc. Gương mặt hình trái xoan của nàng bừng bừng hạnh phúc của một người vợ, nàng cũng không quan tâm quá nhiều, thi thoảng còn vươn tay bóp mũi vương tử quân. Tút tút tút. Một giờ sau vương tử quân và mạc tiểu bắc đang đùa giỡn với nhau thì chuông điện thoại vang lên, dù hắn cảm thấy có chút phiền phức nhưng vẫn tiếp điện thoại. Chào anh, Vương tử quân vừa bấm nút nghe thì đầu đây bên kia đã truyền đến một giọng cười vui vẻ. Ha ha, là chủ tịch vương phải không? Tôi là Lý Khang Lộ, tối nay cậu chưa có sắp xếp gì phải không? Tôi mời cậu đi dùng cơm. Lý Khang Lộ ở đầu dây bên kia tỏ ra rất nhiệt tình. Vương tử quân khẽ trao mày, tuy lần đầu tiên gặp mặt Lý Khang Lộ, thế nhưng hắn vẫn căn cứ vào mối quan hệ giữa đối phương với bí thư tiết diệu tiến để nhìn ra vấn đề, đó là chỉ sợ đối phương cũng không đơn giản như vậy trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn khẽ cười nói. Đa tạ chủ tịch Lý đã quan tâm, nhưng bữa cơm này phải để tôi là người mời chủ tịch Lý thì phù hợp hơn. Tôi là người mới đến thành phố Đông Bộ, không thể thiếu những lúc cần chủ tịch Lý chỉ giáo, vì vậy bữa cơm này tôi phải là người mời mới được. Ha ha ha, chủ tịch Vương, cậu giao phí thỉnh giáo quá thấp, tôi cũng không thể chịu thiệt thòi lớn. Thôi thì lần này tôi mời, cũng xem như mở tiệc đón gió tẩy trần cho chủ tịch Vương. Tôi đang trên đường đến khách sạn Đông Bộ, một lúc nữa sẽ đến." Lý Khang Lộ nói đến đây thì cúp điện thoại. Lý Khang Lộ mời mình dùng cơm trong khách sạn Đông Bộ, Vương Tử Quân khẽ xem xét sự việc này, ngay sau đó đã rơi vào trầm tư. "Không có gì, có người chủ động tiếp cận anh, như vậy cũng mạnh hơn so với tình huống người ta không thèm quan tâm đấy chứ." Mạc Tiểu Bắc nhìn thấy Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm, nàng khẽ đi đến bên cạnh hắn sau đó khẽ cầm tay hắn rồi dùng giọng dịu dàng nói vương tử quân cười cười nói vợ xem ra hai vợ chồng chúng ta không có được bữa tối dưới ánh nến rồi nhưng lại có người mời chúng ta dùng cơm mạc tiểu bắc khẽ trước mắt rõ ràng nàng cũng không có hứng thú với bữa cơm được mời khi hai người đang nói chuyện với nhau thì có tiếng gõ cửa giọng nói dịu dàng của tiểu mai vang lên chủ tịch vương tôi là tiểu mai vương tử quân buông tay mạc tiểu bắc ra hắn đi ra mở cửa thấy nhân viên phục vụ tiểu mai đang đứng bên ngoài khi thấy vương tử quân ra mở cửa thì nàng cười nói chủ tịch vương giám đốc nhâm nói tôi đến mời anh đến sảnh phú quý dự tiệc vương tử quân khẽ gật đầu nói một tiếng đã biết với tiểu mai rồi đi vào phòng dựa theo quy củ quan trường tình huống mời khách thế này phải là lý khang lộ tự đến mở lời mới đúng bây giờ ngay cả nhâm vĩnh cách cũng không đến điều này có nghĩa là có khách quan trọng hơn bọn họ không thể phân thân, hay là nhâm vĩnh cách cảm thấy giữa hai vị phó chủ tịch thì lý khang lộ đáng giá được tiếp đãi toàn lực hơn. trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, vương tử quân cố gắng áp chế những ý nghĩ khác lóe lên trong đầu. hắn cũng không thay quần áo, cùng mặc tiểu bắc đi theo tiểu mai đến sảnh phú quý. khi tiểu mai đẩy cửa một gian phòng cực kỳ xa hoa, vương tử quân nghe thấy bên trong vang ra những tiếng cười đùa tiếng cười của đàn ông và âm thanh của phụ nữ cùng trộn lẫn vào nhau, có vẻ cực kỳ vang dội. Chào Chủ tịch Vương. Nhâm Vĩnh Cách đang ngồi bên cạnh với nụ cười rạng rỡ thấy Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng đứng lên, hắn cười ha hả chào đón Vương Tử Quân. Một nam một nữ đang trò chuyện với Nhâm Vĩnh Cách thấy Vương Tử Quân đi đến thì đưa mắt nhìn. Trong số hai nam một nữ kia thì Vương Tử Quân phát hiện mình có biết một người, đó chính là Phó Chủ tịch Lý Khang Lộ. Chủ tịch Vương, anh là khách quý, mời anh ngồi bên này. Lý Khang lộ thấy Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn, hắn đứng lên rồi đi về phía Vương Tử Quân. Lý Khang lộ dù hơn 40 nhưng lại ăn mặc rất phong độ, nhưng khi nhìn về nhàn nhã phong độ của người này, Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác gì đó khá khó chịu. Chủ tịch Vương, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là giám đốc tiết của tập đoàn Lam Thiên, tiết nhất phàm. Sau khi vương tử quân ngồi xuống thì Lý Khang lộ chỉ về phía một cô gái mặc trang phục công sở có dáng người yểu điệu, gương mặt xinh đẹp ở ngay bên cạnh rồi nói. Chào Chủ tịch Vương, sau này kính mong Chủ tịch Vương giúp đỡ nhiều hơn với tập đoàn Lam Thiên. Sau khi hai người vương tử quân đi vào phòng thì tiết nhất phàm hầu như ném tất cả lực chú ý lên người mặc tiểu bắc, khi Lý Khang lộ lên tiếng giới thiệu thì nàng đứng lên nở nụ cười xòe tay với vương tử quân. Tiết Nhất Phàm dù đang cười nhưng biểu hiện cũng không quá nhiệt tình. Trong mắt nàng thì giống như căn bản không xem một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ như Vương Tử Quân ra gì. Nàng cũng không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà chỉ về phía Mạc Tiểu Bắc nói: "Chủ tịch Vương, vị này là gì của ngài?" "Là vợ tôi." Vương Tử Quân tuy cảm thấy Tiết Nhất Phàm thẳng thắn như vậy có chút lỗ máng, thế nhưng hắn cũng không quá so đo, thế là lên tiếng giới thiệu Mạc Tiểu Bắc. Lý Khang lộ lại nói: Nhất Phạm là thiên kim của bí thư tiết, đã công tác nhiều năm ở tập đoàn Lam Hà, thật sự là hổ phụ không sinh khuyển tử. Hèn gì đối phương tỏ ra kiêu ngạo như vậy, thì ra là con gái của Tiết Diệu Tiến. Vương tử quân thầm nghĩ như vậy, nhưng Lý Khang Lộ hôm nay đưa theo cả Tiết Nhất Phạm, căn bản không đơn giản chỉ là mời một bữa cơm. Chủ tịch Vương, vợ anh công tác ở đâu vậy? Nếu như có thể tiến vào thành phố Đông Bộ, như vậy nhất định phải ưu tiên cho tập đoàn Lam Hà chúng tôi. Anh yên tâm, Tôi nhất định sẽ cho phu nhân của anh đãi ngộ hạng nhất." Tiết Nhất Phàm đưa bàn tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, sau đó cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định cản lời của Tiết Nhất Phàm, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Bắc thản nhiên nói: "Tôi còn chưa có ý chuyển nghề, nếu tương lai chuyển nghề thì nhất định sẽ nghĩ đến tập đoàn Lam Hà." Chuyển nghề, không biết đến lúc nào thì nàng mới chuyển nghề. Vương Tử Quân nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc nói dối hắn nhịn không được phải chừng mắt nhìn nàng. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng, một người cao ngạo như Mạc Tiểu Bắc, cho dù là quan cấp cao thì thế nào. Rõ ràng là nàng chưa từng bao giờ phải cúi đầu, bây giờ lại hạ thấp tư thái xuống như vậy, rõ ràng là có ý giảng hòa cho mình. Ha ha, thì ra vương phu nhân là quân nhân, trách gì ngài vừa vào thì tôi đã thấy rõ một tư thế hiên ngang oai hùng. Tên đàn ông nãy giờ không lên tiếng, bây giờ chợt nở nụ cười nói. Lý Khang Lộ có vẻ rất quen thuộc người đàn ông kia, hắn cũng không cảm thấy bực mình vài người đàn ông này chen lời, ngược lại còn cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, vị này chính là thần tài của thành phố chúng ta, là tổng giám đốc đỗ gia hào của tập đoàn Cảnh Lam, cũng là nhà giàu nhất thành phố Đông Bộ. Trước mắt có rất nhiều thanh niên hâm mộ giám đốc đỗ, ai cũng mong muốn có một ngày được như giám đốc đỗ, có thể kiếm được thật nhiều tiền. Đỗ gia hào vương tử quân nhìn gương mặt người đàn ông đeo kín gọng vàng nhìn qua cực kỳ nhã nhận và trí thức kia hắn đang thầm nghĩ vì sao nhìn đối phương lại thấy quen mặt nhưng cẩn thận suy xét lại thấy giống như chưa từng gặp qua vì sao lại quen mắt như vậy trong đầu vương tử quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình thường hắn bắt tay với đỗ gia hào nói một tiếng rất hân hạnh được làm quen lý khang lộ rõ ràng là một nhân vật cực kỳ sinh động trên bàn tiệc sau vài vòng rượu thì mở miệng kể vài chuyện vui làm cho người ta cười lên vui vẻ bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều vì lần đầu gặp mặt cho nên bầu không khí dù nhiệt tình cũng sinh ra cảm giác ngăn cách vương tử quân dù nói cười vui vẻ với lý khang lộ thế nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn sang đỗ gia hào và tiết nhất phàm hắn phát hiện đỗ gia hào luôn nở nụ cười nhìn mình nói chuyện với lý khang lộ còn tiết nhất phàm thì thỉnh thoảng đưa mắt nhìn điện thoại vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn chủ tịch vương anh đến thì ban ngành khối chính quyền sẽ có phân công công tác, tôi tin tưởng sau khi anh nhận công tác, nhất định sẽ làm công tác chuyển biến tốt đẹp từng ngày, phát triển như diều gặp gió." Lý Khang Lộ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nàng nói tiếp. "Lời này cũng không phải là tôi nói, đây chính là bí thư Thiết nói, bí thư Thiết thật sự rất coi trọng Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ chúng ta nhận chức. Bí thư Tiết là người ái tài, điều này cả thành phố chúng ta ai mà không biết." Chủ tịch Lý cũng chính là nhân tài do bí thư thiết tự mình đề bạt, đây chính là một câu chuyện được người người ca tụng. Đỗ Gia Hào cười ha hả nói, thật sự là tiếp lời của Lý Khang Lộ rất có thứ tự. Đó là nhờ bí thư thiết dẫn dắt, tôi là người năng lực bình thường, cũng chỉ có thể tận tâm đầu rơi máu chảy mà thôi, cũng không để cho lãnh đạo xấu hổ là được. Đỗ Gia Hào thật sự nói ra những lời chúng nội tâm của Lý Khang Lộ, thế là Lý Khang Lộ càng nở nụ cười sáng lạn nhiên trong miệng lại cực kỳ khiêm tốn. Chủ tịch Phương, hôm nay nói là tôi mời khách, thực tế lại là chuyện của anh Gia Hào, là cậu em của anh ấy. Giám đốc Đỗ vì cậu ấy mà không biết bao nhiêu lần nổi giận, nhưng nổi giận thì thế nào? Có một người em như vậy chẳng lẽ lại mặc kệ. Hôm nay cậu ấy đến cầu chúng tôi, nói tôi dù thế nào cũng phải mời anh dùng bữa cơm, coi như là một lễ tạ lỗi. Lý Khang Lộ nói vài câu nịnh nọt với Đỗ Gia Hào, sau đó chợt thay đổi chủ đề, hắn vừa cười vừa nói: Vương tử quân khẽ cầm lấy ly rượu, ánh mắt nhìn lên gương mặt tràn đầy nụ cười của Lý Khang Lộ. Hắn đã căn bản cảm nhận được Lý Khang Lộ mời mình dùng cơm sẽ không đơn giản, thì ra chính là mời khách thay cho Đỗ Gia Hào. Đỗ Gia Hào thật sự phối hợp rất ăn ý với Lý Khang Lộ, khi thấy Lý Khang Lộ đi vào chính đề thì hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói. Chủ tịch Vương, cậu em của tôi thật sự quá phá phách, nhưng tôi cũng chỉ có một đứa em như vậy, mẹ tôi lại rất yêu thương nó, mỗi ngày về nhà đều phải tìm nó để trò chuyện. Bây giờ nó còn chưa về nhà, tôi lo lắng mẹ ở nhà lớn tuổi không chịu được, thế cho nên mong Chủ tịch Vương mở một mắt lưới tha thứ cho nó một lần. Đỗ Gia Hào vừa nói vừa nâng ly rượu trịnh trọng hướng về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cao mày với ly rượu mời của Đỗ Gia Hào, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Giám đốc Đỗ, chuyện của em anh, tôi thấy nên cứ xử lý theo quy trình, tôi cũng không có ý kiến, còn người tên là hổ tử ăn nói tục tiếu kia. Hổ tử kia cũng chỉ là một tên thanh niên sống thiếu nội tâm, là kẻ thích nói bậy, chủ tịch vương, cũng mong ngài đừng chấp nhất loại người như vậy. Tiết nhất phàm đang nhìn chằm chằm vào văn phòng cũng vung bàn tay nhỏ nhắn lên, nàng dùng giọng chân thật đáng tin nói. Lúc này vẻ mặt Lý Khang lộ cực kỳ sáng lạn nhưng trong ánh mắt lại có vài phần nghiền ngẫm. Đỗ Gia Hào vẫn nâng ly rượu đưa lên không chung, loại chuyện này chúng ta cứ nên xử lý theo đúng trình tự thì hay hơn. Vương tử quân vươn tay kéo Mạc Tiểu Bắc đang chuẩn bị đứng lên rồi lạnh giọng nói. Nếu chủ tịch vương đã nói như vậy, thế thì cứ xử lý theo đúng trình tự. Tiết Nhất Phạm chợt đứng lên xoay người đi về phía cửa phòng. Lý Khang lộ thấy Tiết Nhất Phạm xoay người bỏ đi thì khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười, thế nhưng hắn lại nhanh chóng tỏ ra khó xử. Nhất Phạm, cô làm gì vậy? Còn chưa dùng cơm? không ăn nữa, tôi còn có việc. Tiết Nhất Phàm quay đầu lại nhìn Lý Khang Lộ rồi nói tiếp. Xe của tôi có chút vấn đề, anh tiễn tôi ra một chút. Lý Khang Lộ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ nói. Chủ tịch Vương, thứ lỗi vì không thể ngồi cùng anh, tôi đưa Nhất Phàm về trước, nếu không để cho bí thư tiết truy cứu trách nhiệm, tôi cũng không chịu đựng được. Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm một trước một sau rời khỏi phòng, Đỗ Gia Hào thấy hai người kia đi cũng hạ ly rượu xuống nói. Chủ tịch Vương, dù đây là lần đầu gặp mặt, thế nhưng tôi cũng có một câu muốn nói với ngài, đó là có gió vượt sóng, không có gió thì ngài cũng khó thể rong thuyền. Vẻ mặt Vương tử quân không chút biến đổi, hắn khẽ đặt ly xuống bàn rồi nói. Gió vừa phải thì thuyền chay nhanh, gió lớn dễ lật thuyền. Đỗ gia hào chợt sướng sờ, hắn đưa mắt nhìn Vương tử quân, ánh mắt càng có thêm vài phần ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó hắn đã cười ha hả nói. Chủ tịch Vương thật sự rất ẩn giấu, Hôm nay tôi ở đây cầu chúc cho chủ tịch Vương theo gió vượt sóng bay xa vạn dặm. Đỗ Gia Hào uống hết ly rượu, sau đó cáo từ Vương Tử Quân rất phong độ. Vương Tử Quân cũng rất phong độ tiến đối phương ra tận cửa, người không biết còn cho rằng hai người bọn họ đang lưu luyến chia tay nhau. Chúng ta cũng trở về chứ? Thấy hai người đi ra thì Mạc Tiểu Bắc đứng dậy thản nhiên nói. Đi làm gì chứ, anh còn chưa ăn gì, quốc đất gieo hạt giữa ban trưa, từng hạt giống được gieo đều rất vất vả lãng phí cũng không phải là thói quen tốt dù sao bọn họ cũng đã trả tiền chúng ta ăn cho no là được vương tử quân cười chỉ vào những món thức ăn chưa được động đũa rồi nói tất nhiên các món đều đang nóng đang bốc khói nghi ngút mạc tiểu bắc cũng không phản đối lời nói của vương tử quân nàng nhìn thấy cả bàn thức ăn thế là bắt đầu cầm đũa lên khi vương tử quân và mạc tiểu bắc đang ấm áp dùng bữa thì trong một chiếc xe audi màu đen lý khang lộ và tiết nhất phàm ngồi bên trong cũng không có lái xe hai người dính chặt lại với nhau như sam nhưng sau khi đỗ gia hào từ trong khách sạn đông bộ đi ra hai người rụt người lại theo bản năng lại ngồi thẳng lên anh đỗ hắn nói thế nào lý khang lộ lấy ra một điếu thuốc đặt dưới lỗ mũi người ngửi sau đó hướng về phía đỗ gia hào lúc này ngồi ở vị trí tài xế hỏi lúc này trên mặt đỗ gia hào đã khôi phục nụ cười ánh mắt lướt qua mặt lý khang lộ và tiết nhất phàm hắn cười nói xem ra vị phó chủ tịch thường vụ này của chúng ta là người không thích chịu thiệt không thích chịu thiệt thòi đừng đứng đó mà không biết xấu hổ hừ cũng không biết mình có bao nhiêu độ nặng không đợi lý khang lộ lên tiếng tiết nhất phàm đã dùng giọng lạnh lùng nói nhất phàm chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn cũng đừng chơi trò căng cứng ngay từ đầu lý khang lộ lặng lẽ bóp tay tiết nhất phàm rồi khuyên nhủ bàn bạc kỹ hơn hừ theo em thấy thì càng là loại người thế này thì càng không cần lề mề, cần phải vung đao chém cho nhanh. Nếu anh không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn sẽ không biết chính hắn đang ăn cái gì. Tiết Nhất Phàm nói, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hừ, bố em đã đề cử với tỉnh ủy, yêu cầu đề bạt một vị phó chủ tịch thường vụ người bản địa, không ngờ tuyến trên lại xuất hiện một con ngựa ô, đột nhiên có một cây cải nhảy xuống lấp đầy chỗ trống, không phải là chiếm chỗ của anh sao? Hừ, tên này chiếm được tiện nghi, xuống đây lại không biết địa bàn của ai, mới đó đã vỉnh đuôi lên. Nếu đã như vậy, hắn đã không biết tán thưởng, chúng ta cứ làm việc theo trình tự là được. Gọi điện thoại cho bí thư Hà để cho cơ quan công an xử lý. Chủ tịch Lý, tôi hiểu rõ những gì mà giám đốc tiết và anh đã ra sức giúp đỡ, tôi cũng chỉ có thể để sau này báo đáp mà thôi. Nói thật, em trai của tôi cũng thật sự không ra gì, tôi cũng không muốn vì nó mà gây thêm phiền toái cho hai người tên họ vương kia còn trẻ mà có thể tiến lên vị trí vào lúc này, có lẽ cũng là người được cây lớn dễ sâu bao phủ, chúng ta cũng không nên hành động theo cảm tính. Đỗ ra hào xoa xoa đôi bàn tay rồi dùng giọng khó xử nói. Lý Khang lộ nở nụ cười không cho là đúng nói. Anh Đỗ cứ yên tâm, hắn có bối cảnh thì thế nào? Thành phố đông bộ chúng ta không có bối cảnh sao? Vị cán bộ từ thủ đô xuống nhận chức trước đó hùng hổ thế nào? Mắt có để đúng vị trí sao? bây giờ thì thế nào? Ha ha, không phải vẫn cục đuôi làm người à? Đỗ Gia Hào và Tiết Nhất Phàm đều hiểu Lý Khang Lộ nói đến ai, thế cho nên đều nở nụ cười. Đỗ Gia Hào nói, Phó Chủ tịch Lưu công tác thật sự làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét, nghe nói bây giờ ngay cả những nhân viên quét rác cũng có thể đối thoại với Phó Chủ tịch Lưu. Anh Đỗ, những tin đồn như vậy rõ ràng đều từ anh mà ra, anh xem Phó Chủ tịch Lưu là hạng người thế nào vì sao lại đi đến tình huống chán nản như vậy, thật sự là nước miếng có thể dìm chết người. Lý Khang lộ cười ha hả, hắn chỉ ngón tay về phía Đỗ Gia Hào, sau đó hăng hái nói. Tiết nhất phàm hiểu ý hai người, nàng cũng cười lớn. Đỗ Gia Hào nhìn chiếc đồng hồ thụy sĩ trên tay nói. Hai vị lãnh đạo, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta không bằng đến một quán ăn sân vườn có mở suối nước nóng ở gần đây nhé. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 46